Vương Đồng An nói, địa phương bên trên quản lý xác thực tồn tại một vài vấn đề, bất quá loại tình huống này từ xưa đến nay, cũng không đơn thuần là chúng ta Đông Châu có, địa phương khác cũng có thể nói là tình hình trong nước tạo thành phổ biến hiện tượng, chúng ta không phải là không muốn quản, mà là không tốt quản, bọn hắn lệ thuộc trực tiếp đơn vị là huyện dân chính cục, ở giữa còn có hương trấn chính phủ, thôn chi bộ, chúng ta thân là thị cấp đơn vị, một số thời khắc chỉ có thể bắt đại phóng nhỏ. Đã muốn quán triệt chính sách quốc gia, lại muốn cân nhắc đến nơi đó dân tình, càng là cơ sở vấn đề càng là muốn khảo nghiệm người quản lý trí tuệ. Vương Đồng An lại nhấp một ngụm trà tiếp tục nói, lão bách tính tâm tư cũng có thể lý giải, phụ mẫu trăm năm về sau, đều nghĩ để bọn hắn ở rộng rãi một chút, nếu như chúng ta không quản tới, người ta liền sẽ nói, bằng cái gì các ngươi thành bên trong người nghĩa địa công cộng có thể phân đủ loại khác biệt, chúng ta nông thôn nhân lại không được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi bức bức lại nhải nửa ngày còn không phải là vì Dương Sơn nghĩa địa công cộng học thuộc lòng. Còn người lãnh đạo trí tuệ, ta liền không có từ trên người ngươi nhìn ra có cái đồ chơi này, quyết định không còn cùng hắn vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói, ta gần nhất nghe nói một tin tức, Dương Sơn nghĩa địa công cộng phía sau kim chủ nhưng thật ra là Khang Kiện tập đoàn Địch Bình Thanh. Vương Đồng An nội tâm hơi hồi hộp một chút, Hứa Thuần Lương rốt cục bộc lộ ra mục tiêu của hắn chỉ. Vương Đồng An nói, ta đây không được rõ lắm, dù sao ngoại trừ quốc gia trợ cấp bên ngoài, thêm ra tới bộ phận muốn dựa vào nơi đó thôn trấn từ chủ tài chính, bọn hắn tìm người hợp tác cũng là khả năng, chúng ta mặc dù không đề xướng, nhưng là chúng ta cũng không tốt công khai phản đối. Hứa Thuần Lương nói, theo ta hiểu rõ, quốc gia ở phương diện này chính sách là mỗi cái nghĩa địa công cộng đền bù 5 vạn, người nói trong này có thể hay không tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Vương Đồng An trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nội tâm lại như là rời sông lấp biển, hắn ý thức được Hứa Thuần Lương khẳng định là muốn quay chung quanh Dương Sơn nghĩa địa công cộng làm văn chương. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, ngẫm lại trong đó tồn tại vi quy hành vi vô cùng có khả năng bị tỉnh đài lộ ra ánh sáng, bỗng nhiên có loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Sớm tại Hứa Thuần Lương đến cục dân chính trước đó, hắn liền nghe nói qua Hứa Thuần Lương tính cách cực không an phận, đi tới chỗ nào đều sẽ giày vò một phen. Vương Đồng An tự hỏi đối với hắn cũng xem là tốt, từ vừa mới bắt đầu liền phóng xuất ra thiện ý, Hứa Thuần Lương đi vào về sau, còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm, tướng kiến thiết mới nhà tang lễ công trình giao cho hắn. Nhưng Vương Đồng An làm sao đều không nghĩ tới Hứa Thuần Lương nhanh như vậy liền đem lực chú ý chuyển hướng Dương Sơn nghĩa địa công cộng, cái mông còn không có tướng vị trí ngộ nóng liền bắt đầu xuất thủ lượng kiếm. Vương Đồng An nội tâm kịch liệt giao chiến một phen về sau, thấp giọng nói, tiểu Hứa, ngươi cùng ta nói thật. Tỉnh đài lần này tới Đông Châu phỏng vấn cùng ngươi có quan hệ hay không? Hứa Thuần Lương không chút do dự lắc đầu, không có. Vương Đồng An nói, tiểu Hứa A, ta nghe nói ngươi cùng khỏe mạnh bên kia có chút mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người nghe Địch Bình Thanh nói. Vương Đồng An mỉm cười. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, ta cùng khỏe mạnh không có mâu thuẫn gì, bất quá ta không quá ưa thích Bình Thanh người kia ngược lại là thật, ta cảm thấy người này làm việc hám lợi. Thiếu khuyết xã hội tinh thần trách nhiệm, hắn kiếm lão nhân tiền, kiếm bệnh nhân tiền, hiện tại liền người chết tiền đều ghi nhớ, chúng ta không thể không phương A. Vương Đồng An thở dài nói, tiểu Hứa, ta tâm lý nắm chắc. Nói cho tới mức này, đã không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp, Vương Đồng An đầy đủ nhận thức đến, Hứa Thuần Lương cùng Bình Thanh ở giữa mâu thuẫn lớn xác suất không cách nào điều hòa. Hứa Thuần Lương cáo từ rời đi về sau, Vương Đồng An lập tức cho Bình Thanh gọi điện thoại. Nhắc nhở Địch Bình Thanh nhất định phải xử lý tốt Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, nếu như tin tức này thật bên trên tỉnh vệ thị, thế cục sẽ trở nên không thể khống, đến lúc đó hắn chỉ có thể giải quyết việc chung. Tô Tình cùng phỏng vấn tổ cùng một chỗ trở lại Đông Châu, phỏng vấn tổ thành viên hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác, đối tham gia qua cử Châu địa chấn báo cáo Tô Tình mà nói, nay trời Dương Sơn nghĩa địa công cộng gặp phải vây công chỉ có thể là nhỏ trận bột, nàng toàn bộ hành trình biểu hiện chấn định, trải qua sau chuyện này. Nàng ngạc nhiên phát hiện, mình đã từ lần trước trong bóng tối triệt để chạy ra. Bọn hắn quyết định tiếp tục tại Đông Châu đào sâu mảnh đào, tiếp xuống chuẩn bị đi phỏng vấn mấy cái tương quan đơn vị cùng cá nhân. Tô Tình ngay tại tích cực chuẩn bị phỏng vấn nội dung thời điểm, sư tỷ Triệu Hiểu Tuệ gọi điện thoại tới, hẹn nàng cùng uống trà. Tô Tình lần này tới Đông Châu phỏng vấn phi thường điệu thấp, nếu như không phải tại Dương Sơn thôn gặp được phiền phức, nàng liền Hứa Thuần Lương đều không muốn kinh động. Triệu Hiểu Tuệ bên kia càng là không có bắt chuyện qua, thật không biết nàng là làm sao biết mình đến đây. Từ khi Triệu Hiểu Tuệ trở về Đông Châu đài truyền hình, rất nhanh liền cầm lại tin tức 1 tỷ vị trí,
từ nàng sung mãn trạng thái tinh thần liền có thể nhìn ra nàng gần nhất xuân phong đắc ý. Tô Tình đi vào hẹn trà ngon xã, đã chờ từ sớm ở nơi đó Triệu Hiểu Tuệ hướng nàng phất phất tay. Tô Tình cười nói, Hiểu Tuệ tỷ. Triệu Hiểu Tuệ giận trách, còn biết gọi ta tỷ, đến Đông Châu đều không cho ta biết. Tô Tình nói, ta đây không phải bận bịu công việc nha, muốn đợi bận bịu xong chuyện công tác lại cùng ngươi liên hệ, không nghĩ tới ngươi trước tìm ta. Triệu Hiểu Tuệ nói, đừng cầm công việc đương lấy cớ, ngươi cùng Hứa Thuần Lương liền có thời gian, cùng ta liền không có thời gian. Tô Tình gương mặt xinh đẹp nóng lên, cười nói, được rồi, ngươi liền chớ giễu cợt ta, Hứa Thuần Lương so ta còn bận bịu, ta nghĩ gặp hắn một lần đều rất khó. Ngươi hắn dám không nghe, còn không phải Triệu Chi Tức đến vung chi liền đi. Triệu Hiểu Tuệ trưng cầu ý kiến của nàng về sau, kêu một bình bạch hào ngân châm, điểm 6 vị trà bánh. Uống vài chén trà về sau, Tô Tình nói, Hiểu Tuệ tỷ, làm sao ngươi biết ta tới? Triệu Hiểu Tuệ nói, các ngươi phỏng vấn tổ bị người vây công sự tình đều truyền ra, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Tô Tình nói, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi cũng thế, dạng này phỏng vấn hẳn là trước đó cùng nơi đó truyền thông liên lạc một chút, ứng đối Đông Châu bản địa sự tình, chúng ta có kinh nghiệm hơn một chút, dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh nguy hiểm. Tô Tình cười cười nói, chủ yếu là không muốn sớm tiết lộ phong thanh, mục tiêu đối tượng vạn nhất có chuẩn bị, chúng ta liền cái gì đều phỏng vấn không tới. Triệu Hiểu Tuệ nhấp một ngụm trà nói, không có bị thương chứ. Tô Tình lắc đầu, Thuần Lương kịp thời chạy tới, khống chế được cục diện. Triệu Hiểu Tuệ nói, thời khắc mấu chốt còn phải là Thuần Lương A, hắn bây giờ đang ở cục dân chính công việc, các ngươi đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng ngầm hỏi, có thể hay không đối với hắn ảnh hưởng không tốt. Tô Tình bén nhạy phát giác được Triệu Hiểu Tuệ hôm nay hẳn là có mục đích khác, Phong Khinh Vân đạm nói, ta không muốn nhiều như vậy. Triệu Hiểu Tuệ nói, đi qua ta lúc mới đi làm cũng giống như ngươi, một lòng nghĩ trở lại như cũ chân tướng sự thật, vạch trần trên xã hội tồn tại âm u mặt, nhưng về sau phát hiện, thế giới này cũng sẽ không bởi vì cố gắng của ta mà có bất kỳ thay đổi nào, có phải hay không hợp pháp hợp quy cũng không phải chúng ta có thể phán đoán. Tô Tình nói, Hiểu Tuệ tỷ, ngươi vẫn luôn là ta tấm gương, ta lựa chọn tin tức dẫn chương trình liền là bị ngươi ảnh hưởng. Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu nói, người như ta không có tư cách làm ngươi tấm gương. Tô Tình, ta hôm nay hẹn ngươi ra, không phải nghĩ khuyên ngươi cái gì, mà là muốn nhắc nhở ngươi nhất định phải chú ý an toàn, có một số việc cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, liên quan tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, trước đây liền có người hướng chúng ta cung cấp không ít tài liệu, ta cũng vì này chuyên môn xin chỉ thị chủ quản, nhưng kết quả sau cùng đều là bị phủ định. Tô Tình trầm mặc xuống. Triệu Hiểu Tuệ nói, mặt ngoài nhìn chẳng qua là thôn trấn nghĩa địa công cộng, nhưng phía sau liên lụy tới quá nhiều lợi ích, ta không biết các ngươi tại sao lại muốn tới đưa tin chuyện này, cá nhân ta cho rằng, các ngươi cho dù là đưa tin, cũng không dễ dàng như vậy truyền ra. Nếu như ngươi lần này tới là bởi vì Thuần Lương, ta phải nói một chút hắn, không nên đem ngươi liên lụy đến như thế chuyện phiền phức bên trong tới. Tô Tình nói, cùng Thuần Lương không quan hệ, là tỉnh đài lãnh đạo để cho ta tới phỏng vấn. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, là Băng Tần tin tức người phụ trách Nghiêm Vĩnh Tân điện thoại, lần này đưa tin chính là hắn an bài. Tô Tình tiếp thông điện thoại, Nghiêm chủ nhiệm, nàng coi là Nghiêm Vĩnh Tân là nghe nói phỏng vấn tổ bị vây công tin tức đặc địa gọi điện thoại tới thăm hỏi. Nghiêm Vĩnh Tân hoàn toàn chính xác trước thăm hỏi một chút, tuân hỏi một chút nhân viên thiết bị tổn thất tình huống, vững tin không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lời kế tiếp nghiệm chứng Triệu Hiểu Tuệ suy đoán. Nghiêm Vĩnh Tân để Tô Tình tạm dừng đưa tin Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình. Tô Tình dựa vào lý lẽ biện luận, căn cứ bọn hắn trước mắt nắm giữ tình huống, Dương Sơn nghĩa địa công cộng hoàn toàn chính xác tồn tại không ít vi quy hiện tượng. Nghiêm Vĩnh Tân lười nhác giải thích với nàng, nói cho nàng đây là đài lãnh đạo quyết định, để nàng lập tức bỏ dở phỏng vấn, nếu như nàng tiếp tục kiên trì, trong đài cũng không hội thẩm hạch thông qua. Tô Tình để điện thoại xuống nội tâm có chút lăng loạn, không cần hỏi. Đã có người đi trong đài quan hệ xã hội, Nghiêm Vĩnh Tân khẳng định tiếp nhận không nhỏ áp lực, không phải hắn cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Triệu Hiểu Tuệ từ Tô Tình biểu tình biến hóa đã đoán được có chút mánh khóe, nhỏ giọng nói thế nào. Tô Tình thở dài nói, để ngươi nói chúng, kênh người phụ trách không để chúng ta tiếp tục phỏng vấn, một cái nho nhỏ thôn bí thư chi bộ làm sao lợi hại như vậy. Quan hệ đều có thể được tỉnh đài. Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi nói là Dương Hồng Căn. Người này thật có chút năng lực,
trong tay cũng có tiền, bất quá lấy năng lực của hắn phải cùng tỉnh đài trèo không lên quan hệ, đoán chừng là khỏe mạnh bên kia làm ra tác dụng. Tô Tình cả giận nói, thật là chán thấu, phái chúng ta tới phỏng vấn chính là hắn, ngăn cản chúng ta phỏng vấn cũng là hắn, những này lãnh đạo liền không có tí xíu đảm đương. Triệu Hiểu Tuệ nói, bất kỳ cái gì sự vật đều là có phạm vi, chính nghĩa cũng giống như vậy, chúng ta muốn tại phạm vi có hạn bên trong giữ gìn chính nghĩa vạch trần hắc ám, nếu như vượt qua phạm vi này liền sẽ xúc phạm đến một chút thực quyền giai tầng lợi ích, chúng ta không cúi đầu liền phải bị giáo huấn. Tô Tình ngay tại nổi nóng, nghe nàng nói như vậy càng tức giận, thật muốn từ chức không làm. Triệu Hiểu Tuệ nói, người đây cũng là tội gì, làm gì cầm sai lầm của người khác trừng phạt mình. Tô Tình nói, tin tức hành nghề người liền chân tướng cũng không thể đưa tin, như vậy sự hiện hữu của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Triệu Hiểu Tuệ nói, người như thế điều kiện tốt làm gì tại băng tần tin tức một mực ở lại, thay cái dễ dàng một chút kênh, thu nhập không thấp, còn không cần tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Tỉnh đài băng tần tin tức người phụ trách Nghiêm Vĩnh Tân là Lục Minh bạn học cũ, bởi vì an bài ngầm hỏi Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, hắn bị lãnh đạo hung hăng dạy dỗ một trận, tỉnh đài lãnh đạo thậm chí cho hắn cài lên ảnh hưởng nơi đó an định đoàn kết cục diện thật tốt mũ. Nghiêm Vĩnh Tân cũng là một bụng phiền muộn, hắn hạ lệnh phỏng vấn tổ lập tức đình chỉ tiếp tục đưa tin Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhiệm vụ, tiếp lấy lại cho bạn học cũ Lục Minh gọi điện thoại, phàn nàn tình huống của hắn đều không điều tra rõ ràng liền cung cấp làm tài. Mình lần này nhưng bị hắn hố khổ. Lục Minh nghe nói Nghiêm Vĩnh Tân tao ngộ về sau, cũng là tràn ngập áy náy, bản ý của hắn cũng không phải cho bạn học cũ mang đến phiền phức, bởi vì việc này Lục Minh cũng nhận thức đến thực lực của đối phương không thể khinh thường, hắn nhất định phải nặng mới cân nhắc chuyện này ứng đối phương pháp. Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được liên quan tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng báo cáo tin tức sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng là đối phương năng lượng vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Bất quá Hứa Thuần Lương còn có dự khuyết phương án, Địch Bình Thanh năng lượng lại lớn, hắn có thể ảnh hưởng đến tỉnh đài, nhưng là hắn không khống chế được dân gian truyền thông, bởi vì cái gọi là phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, lão bách tính muốn nói cái gì không phải ngươi Địch Bình Thanh muốn ngăn cản liền ngăn cản được. Hứa Thuần Lương nguyên bản cũng không nghĩ trực tiếp nhúng tay Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, Lục Minh Mạch suy nghĩ là đúng, nhưng là hắn chọn sai đường tắt, hắn tại tỉnh đài bạn học cũng Nghiêm Vĩnh Tân cũng là một cái tục nhân. Tại lãnh đạo thi ép dưới lập tức nhận sợ. Từ khi Dương Tiến Tài đem người công kích Tô Tình một nhóm về sau, Hứa Thuần Lương liền quyết định muốn cho đám người này một chút nhan sắc nhìn xem. Chuyện xảy ra ngày đó ban đêm, liên quan tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng vi phạm luật lệ kiến thiết, cùng Khang Kiện tập đoàn liên thủ lợi dụng phi lợi nhuận nghĩa địa công cộng cướp lấy cách xù lợi ích tin tức ngay tại trên mạng giải ra. Cùng Dương Sơn nghĩa địa công cộng tương quan vật liệu tại trên mạng truyền khắp nơi đều là, trong vòng một đêm Dương Sơn nghĩa địa công cộng tin tức liền nhiệt độ tiêu thăng. Địch Bình Thanh vốn cho rằng giải quyết tỉnh vệ thị, lần này ngầm hỏi liền xem như vẽ lên một cái dấu chấm tròn, làm sao đều không nghĩ tới, đối phương còn có hậu chiêu, chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trên mạng phô thiên cái địa liên quan tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng tin tức, đau đầu cực kỳ. Thể chế bên trong người hơn phân nửa đều đối nóng lục soát ôm lấy phản cảm, bọn hắn đều nghĩ an tâm làm người, điệu thấp làm việc. Liền Uông Kiến Minh đều biết Dương Sơn nghĩa địa công cộng tin tức, sáng sớm hôm nay hắn liền nhận được dân chính phương diện điện thoại, hỏi thăm hắn Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, để hắn điều tra rõ quốc gia phụ cấp có hay không chứng thực đúng chỗ, Dương Sơn nghĩa địa công cộng đang kiến thiết quá trình bên trong có hay không vi quy dùng địa, có hay không lợi dụng quốc gia tài nguyên kiếm trác tư lợi hiện tượng. Uông Kiến Minh bởi vì việc này tâm tình rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, thân là thư ký Tần Chính Dương cũng cảm nhận được hôm nay khí áp hơi thấp. Nhưng là hắn cũng không dám chủ động hỏi thăm, ngoại trừ nhất định phải hướng Uông thư ký báo cáo, ký tên sự tình, hắn cũng tận khả năng giảm bớt hướng Uông Kiến Minh văn phòng đi số lần. Xế chiều hôm đó, cục dân chính người phụ trách Vương Đồng An mang theo một viên lo sợ bất an tâm tới gặp mặt Uông Kiến Minh. Vừa đi vào Uông Kiến Minh văn phòng, Uông Kiến Minh lửa giận liền không che giấu chút nào hướng hắn phát tiết, các ngươi cục dân chính đang làm cái gì? Dính đến nghĩa địa công cộng phê duyệt chuyện lớn như vậy các ngươi cũng dám từ đó lấy ra chân. Ai cho các ngươi lá gan này? Vương Đồng An không dám nhìn thẳng Uông Kiến Minh lửa giận, rũ cục lấy đầu yên lặng thừa nhận trách cứ. Uông Kiến Minh một trận chất vấn về sau, tâm tình thoáng bình phục một chút, tiếp cận đứng ở trước mặt mình vẫn rũ cục lấy đầu Vương Đồng An nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Vương Đồng An nói, Uông thư ký, ta thừa nhận đối với chuyện này không có xử lý tốt. Cho Đông Châu dân chính hệ thống tạo thành ảnh hưởng không tốt,
cũng cho người tạo thành hoang mang, ta cảm thấy tự trách cùng áy náy. Uông Kiến Minh nói, ngươi không cần cùng ta ở chỗ này nhận lầm, ta tìm ngươi qua đây, là muốn nghe một chút ngươi phương án giải quyết, như thế nào đem dư luận phong ba cấp tốc chìm xuống, không muốn tạo thành càng lớn ý kiến và thái độ của công chúng. Thể chế bên trong có không ít cán bộ, phạm sai lầm lập tức nhận lầm, thái độ thành khẩn, nhưng bọn hắn không bỏ ra nổi sửa lại phương pháp, cũng vô pháp bảo đảm về sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Uông Kiến Minh muốn không phải là nhận lầm cũng không phải truy trách, hắn muốn là mau chóng giải quyết vấn đề. Vương Đồng An nói, kỳ thật Dương Sơn nghĩa địa công cộng là phù hợp quy định, chuyện này phát sinh có chút không trùng hợp. Hắn đem tỉnh vệ thị đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng ngầm hỏi sự tình nói, cũng không có dấu giếm phát sinh trận kia tranh chấp, đem Hứa Thuần Lương khi nào đi, đóng vai cái gì nhân vật cũng đều từ đầu chí cuối nói một lần. Thông qua Vương Đồng An lần này miêu tả, Uông Kiến Minh hiểu rõ đến, chuyện này nguyên lai Hứa Thuần Lương có tham dự, mặc dù Vương Đồng An toàn bộ hành trình chưa hề nói Hứa Thuần Lương một chữ không, nhưng sự miêu tả của hắn đã đem lần này dư luận nguy cơ căn nguyên chỉ hướng Hứa Thuần Lương. Tại Vương Đồng An xem ra, Hứa Thuần Lương cũng không có gì có thể oan uổng, tỉnh vệ thị đám ký giả kia nói không chừng chính là hắn mời đi theo. Vương Đồng An bản thân đối Hứa Thuần Lương không có bao nhiêu thành kiến, cũng biết hắn có bối cảnh, nhưng là Hứa Thuần Lương lần này tự bộc việc xấu trong nhà hành vi có chút nhỏ hẹp, vì nhằm vào Địch Bình Thanh, tiểu tử này có chút không từ thủ đoạn. Uông Kiến Minh nghe Vương Đồng An nói xong chuyện đã xảy ra, ngón tay ở trên bàn làm việc gõ gõ, trầm giọng nói, ngươi không muốn cường điệu ngoại bộ nguyên nhân, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, người ta tỉnh vệ thị phóng viên vì sao lại chằm chằm bên trên các ngươi, chứng minh các ngươi đang quản lý bên trên liền tồn đang vấn đề. Sinh lão bệnh tử đều liên quan đến cơ bản nhất dân sinh, hiện tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng bị người tuôn ra nhiều như vậy vấn đề, để lão bách tính nghĩ như thế nào? Nếu như ngay cả tử vong vấn đề cũng không thể công bằng đối đãi, như vậy công tác của các ngươi còn có ý nghĩa gì? Vương Đồng An đầu cúi đến càng phát ra lợi hại, thật xin lỗi, Uông thư ký, là ta đối cơ sở giám sát không đủ nghiêm ngặt, ta nhất định mau chóng ngăn chặn lỗ thủng, sửa lại chỗ có công việc bên trong sai lầm. Tại lãnh đạo trước mặt chủ đánh một cái thành khẩn. Uông Kiến Minh nói, ngươi đi về trước đi, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, Dương Sơn nghĩa địa công cộng tình huống nhất định phải điều tra rõ ràng. Ta cũng cần một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phải. Vương Đồng An sau khi đi, Uông Kiến Minh lại đem Tần Chính Dương cho gọi vào trong văn phòng. Tần Chính Dương tay mắt lanh lẹ, trước trợ giúp Uông Kiến Minh tướng trong chén lá trà cho đổi, một lần nữa ngâm chén trà. Uông Kiến Minh nói, tiểu Tần, ta hôm nay giống như không chút gặp ngươi. Tần Chính Dương cười nói, ta gặp bí thư hôm nay công việc bận rộn như vậy, liền tận lực ít quấy rầy người. Uông Kiến Minh nói, sợ ta tâm tình không tốt. Tần Chính Dương cười nói, không có sự tình, Uông thư ký xưa nay không đem một cái nhân tình tự đưa đến trong công việc. Uông Kiến Minh dùng ngón tay chỉ điểm một cái Tần Chính Dương, chớ đi theo ta bộ này, người gần nhất gặp Hứa Thuần Lương hay chưa? Tần Chính Dương lắc đầu, Uông Kiến Minh vừa mới gặp qua cục dân chính trưởng Vương Đồng An, hiện tại lại nhắc lên Hứa Thuần Lương, đoán chừng không phải chuyện gì tốt, mình coi như gặp qua Hứa Thuần Lương cũng không thể thừa nhận. Uông Kiến Minh nói, cái này Hứa Thuần Lương a, mới đi cục dân chính mấy ngày liền bắt đầu làm mưa làm gió, chính là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu tử. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, tiểu Hứa phạm sai lầm. Hắn cố ý hỏi như vậy, đến một lần cho thấy mình cũng không biết rõ tình hình, thứ hai muốn xác định Hứa Thuần Lương có phải hay không phạm sai lầm. Uông Kiến Minh nói, tỉnh vệ thị có cái báo cáo tin tức tổ đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng phỏng vấn, bị nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý vây công. Hứa Thuần Lương dẫn người đi giải vây, hai bên phát sinh xung đột. Tần Chính Dương nói, Hứa Thuần Lương thân là cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc, tiến đến giải vây cũng là chức trách của hắn, ngược lại là cái này Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý có chút vấn đề, bọn hắn sao có thể công kích tin tức phóng viên kích thích mâu thuẫn đâu. Uông Kiến Minh nói, liền biết ngươi sẽ hướng về hắn nói chuyện. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, ta đi qua tại Hồ Sơn trấn công việc qua một đoạn thời gian. Ta đối Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhiều chuyện ít cũng biết một chút. Uông Kiến Minh ra hiệu hắn nói đi xuống. Tần Chính Dương nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng là vì tiến một bước gia tăng quản linh cữu và mai táng cải cách, thúc đẩy công ích tính nghĩa địa công cộng kiến thiết cùng cho cốt hướng chảy quản lý chỗ thành lập, có lấy thôn làm đơn vị, cũng có lấy hương trấn làm đơn vị, công ích tính nghĩa địa công cộng ứng thành lập nghiêm khắc mộ huyệt bán ra hồ sơ đăng ký quản lý chế độ. Bình thường tới nói công ích tính nghĩa địa công cộng chưa phê chuẩn, không được cải biến sử dụng tính chất, không được chuyển nhượng hoặc nhận thầu cho bất luận cái gì đơn vị,
người trải qua doanh. Uông Kiến Minh nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng đang kiến thiết cùng quá trình kinh doanh bên trong có hay không vi quy hiện tượng. Tần Chính Dương nói, ta đây không hiểu qua, Dương Sơn nghĩa địa công cộng khẳng định là có chính thức thủ tục, muốn nói vi quy, loại này tính chất nghĩa địa công cộng lại có nhà ai không có vi quy hiện tượng. Dương Sơn nghĩa địa công cộng là cổ tuyển trấn 28 cái thôn cộng đồng kiến thiết, quy mô gần với Đông Châu thị một mộ hai mộ, dù sao ta biết chung quanh rất nhiều bằng hữu đồng sự người nhà đều tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng mua mộ địa, nếu như nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến, bọn hắn cũng là không có tư cách mua sắm mộ địa. Uông Kiến Minh nói, biết rất rõ ràng vi quy, nhưng vẫn là đang lặng lẽ tiến hành, dân bất lực quan không truy xét đúng không? Tần Chính Dương nói, ở trong nước đây là phổ biến hiện tượng. Hiện tại nghĩa địa công cộng giá cả cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng nổi, Dương Sơn nghĩa địa công cộng vị trí tốt, giá cả tương đối một mộ hai mộ tiện nghi, cho nên lão bách tính nguyện ý là chi tính tiền, còn có, cuối năm mới nhà tang lễ liền muốn bắt đầu dùng, Dương Sơn nghĩa địa công cộng khoảng cách mới nhà tang lễ gần nhất, ta đoán chừng đến lúc đó càng là một mộ khó cầu. Uông Kiến Minh nói, ta làm sao nghe nói Khang Kiện tập đoàn đầu tư Dương Sơn nghĩa địa công cộng. Tần Chính Dương nói, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ, bất quá khỏe mạnh là làm dưỡng lão sản nghiệp, gần nhất bước chân của bọn họ có chút lớn, tiến quân truyền thống chữa bệnh sản nghiệp, hiện tại liền quản linh cữu và mai táng nghiệp cũng muốn đi kiếm một chén canh. Uông Kiến Minh nói, Hứa Thuần Lương cùng khỏe mạnh quan hệ ngươi là rõ ràng, ta nhìn lần này Dương Sơn nghĩa địa công cộng phong ba chính là tiểu tử này cố ý gây nên, hắn muốn mượn lấy chuyện này cho Địch Bình Thanh một bài học, xuất một chút trong lòng ác khí. Tần Chính Dương cười nói, Uông thư ký, tiểu Hứa lòng dạ hẳn là không như vậy nhỏ hẹp, đương nhiên, nếu như Địch Bình Thanh thật có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Uông Kiến Minh gật đầu nói, người tìm Hứa Thuần Lương nói chuyện, để hắn nhiều một chút cái nhìn đại cục, không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ Đông Châu hình tượng, còn có, Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình nhất định phải công sự công xử lý, bất kỳ cái gì đơn vị, người đều không được nhận thầu. Về phần Dương Sơn nghĩa địa công cộng có khả năng tồn tại vấn đề, liền để Hứa Thuần Lương buông tay đi thăm dò, vấn đề chứng thực đến người, phàm là dám tổn hại tập thể lợi ích phát của cải người chết tuyệt không cô hơi thở. Nhưng là có cái tiền đề, nhất định phải khống chế tốt ý kiến và thái độ của công chúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Uông Kiến Minh lời nhắn nhủ sự tình, Tần Chính Dương khẳng định xem như hạng nhất đại sự đi làm, rời đi Uông Kiến Minh văn phòng về sau. Tần Chính Dương lập tức cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Hứa Thuần Lương cười nói, Chính Dương ca, có phải hay không Uông thư ký để ngươi hướng ta vấn trách rồi? Tần Chính Dương nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mới đi cục dân chính mấy ngày a, cái này dày vò ra một kiện đại sự tới. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là không đi mới có thể huyên náo không thể vãn hồi, Dương Sơn nghĩa địa công cộng cái kia thằng cờ hó xuất lĩnh hơn 40 người vây đánh tỉnh vệ thị phóng viên. Để người ta xe đều cho đập nát, nếu là thật đem người cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy liền tuôn ra lớn tin tức. Tần Chính Dương nói, đám người kia không phải ngươi mời tới a? Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, ngươi cảm thấy thế nào? Đối phó Dương Sơn thôn đám người kia ta còn cần dùng âm mưu. Tần Chính Dương nói, liền ngươi cùng Địch Bình Thanh đi qua những cái kia mâu thuẫn, hiện tại ngươi là có lý không nói được. Hứa Thuần Lương nói, ta mới không hứng thú giải thích. Địch Bình Thanh tính sợi lông, ta căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Tần Chính Dương hạ giọng nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, Uông thư ký để ngươi cứ yên tâm lớn mật cha, hắn cho ngươi chỗ dựa, bất quá có cái tiền đề, ngươi không thể bởi vì việc này đem Đông Châu hình tượng cho bôi đen, càng không thể tạo thành ý kiến và thái độ của công chúng, hiểu chưa? Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, có Uông Kiến Minh câu nói này hắn chẳng khác nào nhận thượng phương bảo kiếm. Đừng nói là thượng phương bảo kiếm, liền xem như Uông Kiến Minh cho hắn một cây lông gà, hắn cũng có thể đùa nghịch thành lệnh tiễn. Sau đó chính là Lục Minh thời điểm hành động, Lục Minh đem hắn phát triển cổ tuyển trấn quy hoạch đẩy tới, đồng thời cũng hướng thượng cấp báo cáo Dương Sơn nghĩa địa công cộng vi quy dùng hành vi, cái này kêu là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Uông Kiến Minh đối Lục Minh khai phát cổ tuyển trấn mạch suy nghĩ sinh ra hứng thú thật lớn, khi nhìn đến Lục Minh nâng lên mấy điểm lo lắng về sau. Uông Kiến Minh đối Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề càng phát ra coi trọng, hắn quyết định tự mình đi hiện trường nhìn xem. Uông Kiến Minh lần này xuất hành mang theo vi phục tư phóng tính chất, từ Tần Chính Dương phụ trách an bài hành trình, chỉ định văn lữ cục trưởng Lục Minh cùng đi, nguyên bản Tần Chính Dương còn đề nghị đem Hứa Thuần Lương kêu lên, không biết Uông Kiến Minh chỗ tại ý tưởng gì bác bỏ đề nghị của hắn. Tần Chính Dương cho rằng,
trước mắt đang đứng ở thời khắc mẫn cảm, Uông Kiến Minh sở dĩ không có kêu lên Hứa Thuần Lương cũng là tại tránh hiểm nghi, không muốn để cho ngoại nhân cho là hắn công khai đứng đội Hứa Thuần Lương. Uông Kiến Minh tiền nhiệm Chu thư ký định ra kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu văn lữ chiến lược, trong đó chính là Nguy Sơn Đảo, cái này cùng Nguy Sơn Đảo được trời ưu ái tự nhiên phong quang có quan hệ, chính sách cũng cho, đầu tư cũng hấp dẫn không ít, nhưng là Nguy Sơn Đảo khai phát tiến độ lại tiến triển chậm chạp, để cho người ta không khỏi cảm thấy sấm to mưa nhỏ. Uông Kiến Minh đến nhận chức về sau, từ đầu đến cuối không có công khai minh xác biểu thị muốn tiếp tục phát triển cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, mà là tướng trọng điểm đặt ở chế tạo Đông Châu lịch sử văn mạch phương hướng bên trên, lợi dụng người quan hệ tướng Hoa Đầu dẫn vào Đông Châu, nhưng sự tình cũng không có giống hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Tại Kiều Như Long từ chức về sau, Hoa Đầu kêu dừng Đông Châu đến tiếp sau đầu tư kế hoạch, cái này khiến Uông Kiến Minh nghĩ trong vòng nhiệm kỳ xây thành Đông Châu lịch sử văn mạch nguyện vọng nhận trọng thỏa. Hiện thực để Uông Kiến Minh một lần nữa xem kỹ Đông Châu văn lữ phát triển trọng tâm, tại nhiều lần khảo sát Nguy Sơn Đảo về sau, hắn xác định muốn hai cái đùi đi đường ý nghĩ, nhưng là hắn lại muốn tại Chu thư ký xác định trên cơ sở có chỗ cải biến, thể hiện ra tự thân quản lý phong cách. Lục Minh tại liên quan tới Nguy Sơn Đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu phân tích trong báo cáo, thực sự cầu thị trần thuật lấy Nguy Sơn Đảo làm trung tâm văn lữ chiến lược phát triển tệ nạn, làm một tòa rời đảo, giao thông là khó mà né tránh vấn đề. Trừ phi bọn hắn có thể dựng một tòa Nguy Sơn Đảo cùng lục địa ở giữa cầu nối, mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Cho nên Lục Minh đưa ra thêm đại phát triển cấp quốc gia nghỉ phép khu cường độ, nhưng là trung tâm phải hướng trên bờ check đi, tướng Cổ Tuyền chấn định vì quốc gia cấp nghỉ phép khu hạch tâm, coi đây là trung tâm hướng chung quanh địa khu phóng xạ, sáng Cổ Tuyền chấn du lịch phát triển, một thủy chi cách Nguy Sơn Đảo cũng liền bị mang động. Uông Kiến Minh ở trên đường lại cùng Lục Minh thảo luận một chút. Tần Chính Dương một bên nghe, hắn cũng không xâm cho ý kiến, nhưng là hắn đối cái này đề tài thảo luận là hết sức quen thuộc. Đi qua hắn tại Hồ Sơn Trấn đảm nhiệm người đứng đầu thời điểm, liền nhiều lần đưa ra muốn cải thiện ở trên đảo giao thông, xây dựng thêm bến tàu, tăng lên vận lực, tướng càng nhiều du khách vận đến ở trên đảo đến. Một lần hắn cũng hy vọng, Đại Hằng cầm đầu bất động sản thương có thể thông qua bất động sản tiêu thụ gia tăng ở trên đảo nhân khẩu, từ đó bản sống du lịch kinh tế. Hiện tại xem ra chẳng qua là mỹ hảo ước mơ thôi. Bất động sản trời đông giá rét đến so trong dự đoán tới phải sớm muốn đột nhiên, hiện tại Nguy Sơn Đảo lưu lại mảng lớn chưa thể đúng thời hạn hoàn thành kiến trúc, ngày xưa yên tĩnh mỹ lệ đảo nhỏ cũng biến thành một cái công trường. Tần Chính Dương thường xuyên sẽ tiến hành nghĩ lại mình công tác mất cùng đến, nếu không phải từ Hứa Thuần Lương đề cử đến Uông thư ký công việc, hắn lại nên làm như thế nào đối diện Nguy Sơn Đảo cục diện rối rắm. Như thế nào từ trước mắt khốn cảnh bên trong phá cục? Lục Minh nói ra mình lo lắng, theo mới nhà tang lễ di chuyển, khẳng định sẽ đối với chung quanh địa khu sinh ra nhất định ảnh hưởng, mặc dù mới nhà tang lễ khoảng cách trong thành phố xác định nghỉ phép khu còn có một số khoảng cách, nhưng là nó tồn tại đã trở ngại nghỉ phép khu hướng Bắc phát triển. Mà Dương Sơn nghĩa địa công cộng càng giống là cấp quốc gia nghỉ phép khu cánh đồng một đầu vết sẹo, nếu như khống chế không tốt, mặc cho vết sẹo khuếch tán, khẳng định sẽ đối với nghỉ phép khu tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Uông Kiến Minh nghe được rất chân thành, tại Lục Minh có ý thức đem chủ đề dẫn tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng thời điểm, hắn nhíu mày một cái nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng đã được duyệt hẳn là tại cấp quốc gia nghỉ phép khu trước đó. Lục Minh gật đầu nói, không sai, bất quá Dương Sơn nghĩa địa công cộng hiện tại chỗ chiếm dụng thổ diện tích đã vượt xa khỏi lúc trước trong thành phố phê cho bọn hắn. Ta thực địa thăm dò qua, hiện tại mộ viên diện tích là bên trên báo thông qua gấp 3. Nhiều như vậy, Uông Kiến Minh nhìn Tần Chính Dương một chút. Tần Chính Dương không cách nào tiếp tục giữ yên lặng, hắn đi theo gật đầu nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng quy mô rất lớn, trước mắt tại toàn thành phố có thể xếp hạng thứ 3. Lúc trước kiến thiết mộ viên mục đích chủ yếu là vì quy phạm hóa giải quyết dân chúng địa phương nhập táng vấn đề, cũng hoàn toàn chính xác làm ra không tệ hiệu quả, giảm bớt loạn chôn loạn táng, tiết kiệm không ít thổ địa. Uông Kiến Minh không khách khí chút nào ngắt lời hắn, không có để ngươi hát bài hát ca tụng, ngươi liền nói cho ta có phải hay không có tự mình xây dựng thêm, vì quy chiếm diện tích vấn đề. Tần Chính Dương nói, tình huống cụ thể ta không rõ lắm, bất quá loại hiện tượng này nhiều ít hẳn là tồn tại. Uông Kiến Minh nói, nơi đó cán bộ nhìn không thấy sao? Bọn hắn nhìn không thấy, chẳng lẽ cục dân chính cũng nhìn không thấy? Lục Minh nói, có lẽ thấy được, nhưng là bọn hắn cũng xử lý không tốt. Uông Kiến Minh có chút tức giận nói, dân bất lực quan không truy xét, cơ sở bên trong ôm dạng này tư tưởng quá nhiều người, mọi thứ đều mở một con mắt nhắm một con mắt,
chỉ cần không sai lầm liền được chăng hay chớ, bọn hắn xứng đáng lão bách tính tín nhiệm xứng đáng quốc gia cho kia phần tiền lương sao? Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, kỳ thật nông thôn mai táng vấn đề thủy chung là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ở phương diện này rất nhiều người còn ôm đi qua mê tín tư tưởng, còn có người cự tuyệt hỏa táng, nghĩ trăm phương ngàn kế lựa chọn thổ táng, phương diện này công việc khó thực hiện, thực sự cầu thị nói, Cổ Tuyền trấn ở phương diện này vẫn là đi tại đằng trước, chỉ tại toàn trấn phạm vi bên trong tạo thành tự giác hỏa táng, cho cốt tập trung mai táng tại nghĩa địa công cộng tốt đẹp gió khí. Tần Chính Dương không phải vì Cổ Tuyền trấn nói chuyện, mà là tại trình bày một sự thật. Tới gần Dương Sơn nghĩa địa công cộng con đường bắt đầu trở nên chật hẹp, chỗ hẹp nhất khó khăn lắm dung nạp hai chiếc xe thông qua. Hai bên đường có không ít vườn thanh long, bên cạnh thỉnh thoảng xuất hiện quả thanh long hái quảng cáo chiêu bài. Lái xe tới đến nghĩa địa công cộng cửa chính, phát hiện đại môn đóng chặt, cái này ở trên buổi trưa rất ít gặp. Lục Minh xuống xe, vui tươi hớn hở đưa cho cổng bảo an hai gói thuốc, biểu thị bọn hắn là đến tảo mộ. Bảo an mặt lộ vẻ khó xử, nói vừa mới tiếp vào thượng cấp thông chi, để bọn hắn tiến hành chỉnh đốn, chỉ ít tuần này sẽ không đối với ngoại giới mở ra. Lục Minh lặng lẽ đem bảo an kéo qua một bên, để hắn tạo thuận lợi, thời gian không chờ người, kỳ thật loại sự tình này đều là khó tránh khỏi, Lục Minh đem môi đều nhanh mài hỏng, đối phương còn là không thể nào để hắn đi vào, hắn đành phải xám xịt trở lại trên xe. Lục Minh lên xe, Tần Chính Dương nói, phiền toái như vậy. Lục Minh nói là thượng cấp để nội bộ bọn họ chỉnh đốn. Thượng cấp nào, Uông Kiến Minh nhìn không được hỏi. Lục Minh cười cười nói, người ta không nói. Uông Kiến Minh nói, đoán chừng cùng Hứa Thuần Lương náo kia vừa ra có quan hệ, những người này sợ hãi. Tần Chính Dương thừa cơ là Hứa Thuần Lương giải thích nói, Uông thư ký, người an bài sự tình, ta hiểu rõ một chút, cùng ngày là công mộ quản lý phương vây công tỉnh vệ thị báo cáo tin tức tổ trước đây, Hứa Thuần Lương là tiếp vào xin giúp đỡ điện thoại sau mới chạy tới. Uông Kiến Minh ha ha cười một tiếng. Làm sao có thể nghe không ra Tần Chính Dương đang vì Hứa Thuần Lương nói chuyện, xảy ra sự tình không ngay đầu tiên tìm cảnh sát nhân dân, tìm Hứa Thuần Lương làm gì? Lục Minh nói, người ta trước tìm là cảnh sát nhân dân, nhưng đồn công an không cách nào ngay đầu tiên đến, bọn hắn là tại thân người an toàn nhận uy hiếp tình huống dưới mới lựa chọn tìm bằng hữu. Uông Kiến Minh nói, hai người các ngươi cùng Hứa Thuần Lương quan hệ cũng không tệ đi. Lục Minh cùng Tần Chính Dương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không có ý tứ cười. Uông Kiến Minh cũng không có chỉ trích bọn hắn ý tứ, thở dài nói cái này Hứa Thuần Lương nhân duyên cũng không tệ. Tần Chính Dương nói tiểu Hứa trên thân chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái nồng hậu dày đặc một chút, nhưng là hắn đối với bằng hữu không thể nói, mà lại hắn là cục dân chính cán bộ, ra mặt giải quyết chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, nếu như hắn lúc ấy không có ngăn cản nghĩa địa công cộng quản lý phương dã man hành vi, sự tình có thể sẽ huyên náo lớn hơn. Uông Kiến Minh nói, các ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao đi vào. Tần Chính Dương nói, ta hiểu rõ đầu đường nhỏ, không trải qua đến phía sau núi đi vòng qua. Uông Kiến Minh hôm nay đã tới, vừa muốn đem cải trang vi hành tiến hành tới cùng, gật đầu nói, cũng không nói sớm, ta hôm nay nhất định phải nhìn xem tình huống bên trong. Lái xe dọc theo bên cạnh đường đi vòng, không bao lâu cũng bởi vì con đường chật hẹp không cách nào tiến lên, Uông Kiến Minh để lái xe tướng xe dừng lại. Con đường sau đó chỉnh bọn hắn đi bộ đi qua. Lại đi về phía trước hơn 200 mét, nhìn thấy có một cái nhỏ cửa sắt, cái này nhỏ cửa sắt là để cho tiện Dương Sơn thôn thôn dân viếng mồ mả, khoảng cách Dương Sơn thôn không bao xa, bình thường chỉ là đóng lại cũng không khóa lại. Tần Chính Dương trước hướng bên trong nhìn một chút, vững tin không có có nhân viên công tác ở chung quanh tuần sát, lúc này mới đẩy ra cửa sắt đi vào. Uông Kiến Minh nói, tiểu Tần, người đối với nơi này rất quen thuộc nha. Tần Chính Dương nói, đi qua Hồ Sơn trấn có cái phó trấn trưởng quê quán ngay tại Dương Sơn thôn, phụ thân hắn giả thời điểm, ta qua đến giúp đỡ, cùng theo từ nơi này đi qua mộ địa. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, ba người tiếp tục tiến lên, đầu tiên trải qua chính là Dương Sơn thôn mộ viên, dựa theo quy định tương quan, quy phạm kiến thiết. Mộ huyệt chiếm diện tích phù hợp tiêu chuẩn, phía trên thống vừa sử dụng trước mỏng sau dày cỡ nhỏ màu đen nằm bia, mộ huyệt đơn giản mộc mạc. Mộ khu cũng làm được bốn có một đạo tức, có biểu thị bài, có khu vực giới hạn, có mộ huyệt tiêu chuẩn, có cây cối hoa cỏ con đường thông suốt. Nhưng là mộ huyệt xung quanh xanh hóa tiêu chuẩn rất thấp, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít tất cả đều là mộ bia, bình thường tiêu chuẩn nghĩa địa công cộng xanh hóa diện tích hẳn là vượt qua tại tổng diện tích 40%, quốc gia ở phương diện này yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt, yêu cầu gặp cây không thấy mộ,
Đơn nhìn từ điểm này Dương Sơn nghĩa địa công cộng liền không phù hợp tiêu chuẩn, chung quanh không chỉ là Dương Sơn thôn mộ viên, còn có cổ tuyển trấn những thôn khác, cho nên phiến khu vực này cũng là Dương Sơn nghĩa địa công cộng nội bộ công ích khu, chuyên câu đối hai bên cánh cửa người địa phương phục vụ. Hôm nay đến viếng mộ mà người không nhiều, Uông Kiến Minh nhìn thấy một vị phụ nữ trung niên đang ở nơi đó cúng mộ, thế là đi tới, thân thiết nói, đại tỷ, ta muốn nghe được vấn đề. Phụ nữ trung niên có chút cảnh giác nhìn qua hắn. Uông Kiến Minh cười nói, nơi này mộ địa bao nhiêu tiền một khối? Phụ nữ trung niên nói, trong nhà người người chết. Uông Kiến Minh trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, Lục Minh cũng đưa tới, phụ thân ta vừa mới qua đời, cho nên hỏi thăm một chút mộ địa giá cả. Hắn không có nói láo, lão gia tử vừa qua đời không có mấy ngày, bất quá hắn đem lão gia tử chôn ở một mộ. Phụ nữ trung niên nói, vậy các ngươi không phải người địa phương. Lục Minh nhẹ gật đầu nói cho nàng mình là Đông Châu người. Phụ nữ trung niên đơn giản nói một lần, địa phương này là bọn hắn cổ tuyển trấn nội bộ nghĩa trang, bản địa lão bách tính chôn ở chỗ này là không cần tiền, nhưng là cần giao nộp quản lý phí, ngoại lai hộ nghĩ chôn ở chỗ này, liền phải đi lên, bên kia cái dạng gì quy cách mộ huyệt đều có, cụ thể giá cả phải hỏi quản lý chỗ. Uông Kiến Minh hỏi quản lý chỗ ai quản lý? Phụ nữ trung niên nói cho hắn biết là Dương Tiến Tài Dương chủ nhiệm. Một mực không nói lời nào Tần Chính Dương nói, đại tỷ, ta biết thôn các ngươi Dương Hồng căn bí thư, tìm hắn có thể tiện nghi sao? Phụ nữ trung niên nói, vậy ngươi trực tiếp tìm hắn không liền xong rồi, địa phương này đều là nhà bọn hắn. Nói xong câu đó về sau, nàng liền thu dọn đồ đạc rời đi, hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Uông Kiến Minh nhíu mày, hắn không nghe lầm. Dương Hồng căn dạng này người tại đương kim thời đại cũng không hiếm thấy, mượn chính sách quốc gia gió đông, tổn hại công mập tư, kiếm được đầy bồn đầy bát, có thể xưng là thời đại mới thân hào nông thôn. Ba người tiếp tục hướng bên trên đi đến, qua giữa sườn núi một đầu chạy đạo, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên không đồng dạng, mộ viên khu sạch sẽ xa hoa, cây xanh râm mát, cùng phía dưới lít nha lít nhít công ích khu so sánh, nơi này chính là khu nhà giàu, phía dưới chính là khu ổ chuột. Trong lòng ba người đồng thời sinh ra cảm khái, mặc dù đều nói người người bình đẳng, nhưng trong hiện thực người là chia đủ loại khác biệt, sau khi chết loại này đẳng cấp vẫn tồn tại. Từ chiếm diện tích cùng lập bia lớn nhỏ liền có thể phân ra mộ huyệt đẳng cấp, theo thế núi tăng lên cấp bậc cũng tại không ngừng tăng lên, ở trong đó có không ít đều bán ra, đi về hướng Tây đi, có thể nhìn thấy vẫn có mới vườn khu chính đang trong quá trình kiến thiết. Uông Kiến Minh chỉ vào bên cạnh mảnh này mộ viên nói, những này đều phù hợp quốc gia tiêu chuẩn sao? Tần Chính Dương nói, khẳng định là không phù hợp, ta thô sơ giản lược tính toán một cái, Dương Sơn nghĩa địa công cộng đã khai thác diện tích cũng đã vượt qua phê chuẩn diện tích. Ba người tới Dương Sơn chỗ cao nhất, núi nhỏ không cao, độ cao so với mặt biển không đến 100 mét, nhưng là đứng tại đỉnh núi cũng có thể tướng cảnh sắc chung quanh nhìn một cái không sót gì. Đông Nam phương hướng có mảng lớn sóng gợn lăn tăn thủy vực, nơi đó chính là Nguy Sơn Hồ. Uông Kiến Minh đánh giá một chút Dương Sơn nghĩa địa công cộng đến Nguy Sơn Hồ khoảng cách, quay người nhìn ra xa những địa phương khác, Lục Minh tướng sắp hoàn thành mới nhà tang lễ chỉ cho hắn nhìn. Uông Kiến Minh nói, nhà tang lễ vị trí không có vấn đề, Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhất định phải nghiêm ngặt thẩm tra. Nếu như bọn hắn vườn khu vượt qua phê duyệt diện tích, nhất định phải cầu bọn hắn chỉnh đốn và cải cách. Tần Chính Dương cùng Lục Minh đồng thời nhẹ gật đầu. Uông Kiến Minh nói, Nguy Sơn Hồ thật đẹp a. Lục Minh ý nghĩ của ngươi là chính xác, hẳn là trước tiên đem trên bờ du lịch phát triển, chỉ cần cổ tuyển trấn nhân khí đi lên, Nguy Sơn đảo tự nhiên mà vậy liền bị mang động. Lục Minh nói, chúng ta sẽ nắm chặt quy hoạch, tranh thủ xuất ra phương án tốt nhất. Uông Kiến Minh nói, có phải hay không hẳn là cân nhắc tu một đầu vòng hồ đường, cùng Đông Châu thị nhanh chóng thông đạo tương liên, để cổ tuyển trấn thực sự trở thành Đông Châu hậu hoa viên. Hắn chuyển hướng Tần Chính Dương nói, Chính Dương, ngươi làm một phần điều tra nghiên cứu, đem cổ tuyển trấn xung quanh trọng điểm ô nhiễm xí nghiệp tất cả đều đánh dấu ra, nên quan liền quan, nên chỉnh đốn và cải cách liền chỉnh đốn và cải cách. Tần Chính Dương cùng Lục Minh đều nghe ra Uông Kiến Minh đây là quyết định muốn tại cổ tuyển trấn phát triển du lịch, tiếp xuống tất sẽ có để cho người ta phấn chấn tin tức tốt ra. Uông Kiến Minh chính đang nói ra hắn tư tưởng thời điểm, phía dưới truyền đến chó sủa thanh âm, lại là bốn tên bảo an nắm một đầu đại lang cẩu tìm đi qua. Tần Chính Dương nhìn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian ngăn tại Uông Kiến Minh trước người. Trong đó một tên buồn bã bảo an là Dương Hồng căn chất tử Dương Tiến Bảo, cũng là nơi này đội trưởng, Dương Tiến Bảo một tay nắm lấy chó dây thừng,
một cái tay khác nhỏ bé ngón tay chỉ lấy bọn hắn nói, ai bảo các ngươi tiến đến. Lục Minh cười theo, chúng ta muốn mua mộ địa, cho nên tiến đến xem. Không bán, Dương Sơn nghĩa địa công cộng không đối ngoại tiêu thụ. Tần Chính Dương nói, không đúng sao, bằng hữu của ta tháng trước mới mua qua. Tháng trước là tháng trước, hiện tại không bán. Uông Kiến Minh nói, được rồi, không phải liền là tiền nha, ai còn ngại tiền phỏng tay, dẫn ta đi gặp lãnh đạo của các ngươi. Dương Tiến Bảo cảnh giác nhìn lấy ba người bọn họ, chúng ta lớn cửa đóng, các ngươi quỷ quỷ túy túy tiến vào đến muốn làm gì. Trước đây vừa ra tỉnh đài phóng viên điều tra cẩn thận sự tình, nghĩa địa công cộng người phụ trách Dương Tiến Tài vì thế còn bị làm tiến vào đồn công an, mặc dù không lâu liền bị phóng ra, nhưng Dương Tiến Tài gần nhất cũng không dám lộ diện. Trong vòng bộ tu sửa danh nghĩa tạm thời quan bế nghĩa địa công cộng là bí thư chi bộ Dương Hồng Căn ý tứ, Dương Hồng Căn chủ yếu là không muốn sinh thêm sự cố, hắn có thể ngăn lại người bên ngoài, nhưng là ngăn không được bổn thôn thôn dân, cho nên cái kia đạo nhỏ cửa không khóa, thôn dân vẫn xuất nhập tự do, nhưng là thế nào đều không nghĩ tới vẫn là có người trà trộn vào tới. Lục Minh nói, người quản chúng ta làm cái gì? Nghĩa địa công cộng không phải công cộng trường hợp sao? Chúng ta tới cần dùng đến hướng ngươi giải thích. Dương Tiến Bảo nói, nghĩa địa công cộng là chúng ta Dương Sơn Thôn, các ngươi không trải qua cho phép liền tiến vào nơi này chính là phạm pháp, chúng ta có quyền tướng ba người các ngươi xoay đưa đồn công an. Tần Chính Dương nói, người nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Uông Kiến Minh cũng không muốn sự tình làm lớn chuyện, khoát tay áo nói, được rồi, không cho xem chúng ta đi chính là. Tần Chính Dương cùng Lục Minh cũng không muốn tại chỗ phát sinh xung đột, dù sao Uông thư ký ở chỗ này, vạn nhất có cái sơ suất luôn luôn không tốt. Ba người quyết định thấy tốt thì lấy, hướng cửa nhỏ đi đến. Dương Tiến Bảo nhìn qua ba người bóng lưng, bỗng nhiên quát to một tiếng, tất cả đứng lại cho ta. Uông Kiến Minh dừng bước lại, ngươi còn có chuyện gì? Đem giấy chứng nhận cho ta xem một chút. Uông Kiến Minh nói, ngươi có tư cách gì xem chúng ta chứng kiện? Dương Tiến Bảo cười lạnh nói, được, ta nhìn các ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Hắn bỗng nhiên buông ra chó dây thừng, kia con chó săn liền hướng Uông Kiến Minh ba người bọn họ xông tới. Ba người nhất thời là chi biến sắc, chó là sẽ không quản ngươi hành chính cấp bậc, ngươi là thiên vương lão tử tha nên cắn ngươi còn phải cắn ngươi. Tần Chính Dương cùng Lục Minh phản ứng đầu tiên đều là để Uông Kiến Minh tranh thủ thời gian chạy, bí thư nếu như bị cắn, cái này không phải bên trên lớn tin tức không thể. Uông Kiến Minh lúc này cũng sợ hãi, xoay người chạy, cái này cùng đảm lượng không quan hệ, hắn từ nhỏ đã sợ chó. Lục Minh từ dưới đất quơ lấy một con dùng để hóa vàng mã thùng sắt, thật sự là tìm không thấy cái khác phòng thân vũ khí. Lục Minh lớn tiếng nói, Uông thư ký các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Tần Chính Dương che chở Uông Kiến Minh hướng lối ra một đường phi nước đại. Mấy tên bảo an nhìn thấy bọn hắn chật vật tướng mừng rỡ cười ha ha. Lục Minh trong tay thùng sắt cuồng vung, không biết có phải hay không tay hắn có thùng sắt nguyên nhân, vẫn là chó săn mục tiêu vốn cũng không phải là hắn, vậy mà cùng hắn sượt qua người, tiếp tục đối Uông Kiến Minh cùng Tần Chính Dương theo đuổi không bỏ. Đối diện ác khuyển, Lục Minh cũng sợ hãi, nhưng là hắn càng sợ Uông thư ký có bất kỳ thất thoát nào, lập tức mang theo thùng sắt liều lĩnh hướng chó săn đuổi theo. Tần Chính Dương quay đầu, ác khuyển đã càng ngày càng gần. Tần Chính Dương bi tình hô lên một câu không sợ, Uông thư ký đi trước. Đầu kia chó săn đã bay lên không nhảy lên một cái, Tần Chính Dương buông xuống sợ hãi trong lòng, lấy không biết sợ cách mạng tinh thần đón chó săn nhào tới. Như con nghé lớn nhỏ lang khuyển tướng Tần Chính Dương một chút liền nhào ngã trên mặt đất, Tần Chính Dương hai tay liều mạng bóp lấy lang khuyển cổ. Lục Minh sau đó đuổi tới, nâng tay lên bên trong thùng sắt hung hăng nện ở chó săn trên lưng. Uông Kiến Minh từ dưới đất nhặt được một cây cổ tay phẩm chất nhánh cây, hắn dừng bước lại quay người trở về, giơ lên nhánh cây chiếu vào chó săn đập tới. Chó săn bị ba người dũng khí hù sợ, từ bỏ công kích, cụp đuôi hướng về trên núi chạy trốn. Tần Chính Dương quần áo trên người bị tay chó xé rách, trên lồng ngực cũng nhiều thêm mấy đạo vết máu, bắp chân trái cũng bị chó cắn một cái, bởi vì đồng bạn cứu viện kịp thời, còn tốt không có tạo thành trọng thương. Ba người không dám dừng lại, tiếp tục hướng chạy. Lúc này Dương Tiến Bảo đã dùng bộ đàm đem những người khác cho động đến đây. Lục Minh cùng Uông Kiến Minh mang lấy khập khánh Tần Chính Dương trốn ra Dương Sơn nghĩa địa công cộng, lái xe nhìn thấy không ổn cũng tranh thủ thời gian tới đón ứng. Sau khi lên xe, Uông Kiến Minh để lái xe tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Lục Minh đề nghị, ta lập tức gọi điện thoại báo cáo công an cơ quan.
Uông Kiến Minh lắc đầu, trước đưa tiểu Tần đi đánh chó dại vaccine. Lúc này Tần Chính Dương điện thoại di động vang lên, lại là Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới, con hàng này đã sớm biết Uông Kiến Minh hôm nay đến Dương Sơn nghĩa địa công cộng điều tra cẩn thận sự tình, muốn tìm Tần Chính Dương tuân hỏi một chút tình huống cụ thể. Tần Chính Dương nhìn thấy điện thoại, do dự có phải hay không tiếp, tiếp ứng nói thế nào. Uông Kiến Minh đem điện thoại muốn đi qua, tiếp thông điện thoại về sau, mang theo bi thống nói cho Hứa Thuần Lương, tiểu Tần bị chó cắn, chúng ta ngay tại tiễn hắn đi đánh vaccine. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ, thấp giọng nói, Uông thư ký, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Uông Kiến Minh nói, nắm giữ tiêu chuẩn, tận lực không muốn kinh động công an cơ quan. Dương Tiến Bảo đem ba tên khách không mời mà đến đuổi sau khi đi, để cho người ta tướng nhỏ cửa sắt cho khóa lại, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm, hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có đem chuyện này nói cho bá phụ Dương Hồng Căn, chủ yếu là lo lắng bị mắng. Hồi tưởng một chút, ba người kia giống như cũng không mang camera microphone cái gì, cũng không ai lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành quay chụp, đoán chừng không phải phóng viên. Hiện tại bọn hắn sợ nhất chính là những cái kia điều tra cẩn thận phóng viên. Lựa chọn tạm thời đóng cửa, nội bộ chỉnh đốn chính là muốn điệu thấp xử lý, phòng ngừa gây nên xã hội chú ý. Dương Tiến Bảo cũng sợ sẽ có nợ bí mật, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, mệnh lệnh mọi người nghiêm mật giám thị động tĩnh của cửa, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hướng hắn báo cáo. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn không phải dư thừa, đại khái qua chừng một giờ, một cỗ Đông Châu thị nhà tang lễ xe van đứng tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng trước cổng chính. Lái xe chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhấn vang lên còi. Nhà tang lễ xe tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ, nhưng hôm nay lúc này có chút đặc biệt. Hai tên bảo an từ cảnh vệ trong phòng ra, trước mặt cái kia vừa đi vừa phất tay, ý là để nhà tang lễ xe lui về sau, phía sau cái kia còn gặm lấy trong tay đồ ăn bánh rán. Lái xe là Hứa Thuần Lương, hắn hôm nay là một người tới. Hắn đẩy cửa xe ra xuống xe. Hướng hai có người nói, mở cửa a. Hai tên bảo an tham dự qua trước đây vây đánh tỉnh đài đưa tin tổ, bọn hắn nhận ra Hứa Thuần Lương, người này chính là ngày đó ẩu đả trực tiếp người tham dự, bà tai giúp Dương Tiến Tài chính là hắn. Chúng ta nội bộ sửa chữa chỉnh đốn, tạm thời ngừng kinh doanh, tất cả ngoại lai nhân viên tha thứ không tiếp đãi. Hứa Thuần Lương nhếch môi nở nụ cười, hắn quan sát cái kia đạo cửa sắt, đám này cháu trai thật sự cho rằng cánh cửa này là có thể đem mình cản lại. Ai, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, đều để ngươi đi, đi nhanh lên người. Ăn bánh rán cái kia không kiên nhẫn la hét. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói các ngươi nơi này chó giữ đặc biệt nhiều, nghĩ không ra cổng còn có hai đầu chó xù. Trước mặt cái kia nghe rõ, trừng trong mắt nói, người mẹ nó nói người nào. Hứa Thuần Lương thở dài, thật không có ý định cùng những này nhỏ bảo an chấp nhặt, nhưng bọn hắn nói năng lỗ mãng, mình hôm nay tới là cho Uông Kiến Minh ra tức giận. Lại nhỏ ủy khuất cũng không thể thụ. Hứa Thuần Lương không nói hai lời, một bàn tay liền quất tới, cái này bàn tay quất vào ăn bánh rán bảo an trên mặt, con hàng này bị đánh đến mộng bức, mình không nói cái gì, vì cái gì đánh ta. Hứa Thuần Lương đánh xong còn cười lạnh nói, ngươi lại nói câu mẹ nó thử một chút. Ăn bánh rán bảo an mặt bị đánh sưng lên một mảng lớn, miệng bên trong bánh rán cũng bị đánh bay, hắn đều nhanh uất ức, mẹ nó không phải ta nói. Nhìn thấy đồng bạn bị một bàn tay đánh cho hoài nghi nhân sinh, nói năng lỗ mãng tên kia bảo an nội tâm hơi hồi hộp một chút, may hắn nghe lầm, không phải cái này bàn tay liền rơi vào trên mặt mình. Tên này bảo an còn chưa kịp may mắn, Hứa Thuần Lương lần thứ hai xuất thủ, trước phiến hắn má trái, mờ u bàn tay lại phản quất hắn má phải, hai bàn tay qua đi, bảo an mặt mắt trần có thể thấy bành trướng. Hứa Thuần Lương xuất thủ về sau, hướng Dương Sơn nghĩa địa công cộng đại môn đi đến, phi thân nhảy lên. Bắt lấy cửa sắt bên trên duyên, trên không trung một cái quay người, rơi xuống đất thời điểm đã tại cửa sắt mặt khác một bên. Hai tên chịu cái tát bảo an trợn mắt hốc mồm, cái này thân thủ rõ ràng là một cái chạy khốc cao thủ, bọn hắn nào biết được Hứa Thuần Lương đây là có giữ lại, không phải trực tiếp liền nhảy đi qua, cân nhắc đến người hiện đại phổ biến tồn ở nhận biết năng lực, Hứa Thuần Lương vẫn là lựa chọn giữ lại thực lực, không thể biểu hiện được quá mức kinh thế hãi tục. Ăn bánh rán bảo an che lấy má trái. Nhìn qua đầu heo một dạng đồng bạn, hiện tại cuối cùng cảm thấy tâm lý thăng bằng, hắn còn phát hiện một sự kiện, đồng sự đeo ở hông gậy cao su không thấy. Chịu hai bàn tay bảo an lập tức xuất ra bộ đàm, bởi vì bộ mặt biến dạng quá lợi hại, nói chuyện đều trở nên không lưu loát, báo cáo đội trưởng. Có người xông vào, chính là đánh Dương chủ nhiệm kia.
Đang núp ở trong phòng nhỏ đánh bài, Dương Tiến Bảo bỗng nhiên đứng dậy, hắn tướng bài trong tay ném ở bàn đánh bài bên trên, lúc đầu thanh này bài liền không tốt, vừa vặn đến viện cớ. Cùng hắn đánh bài trong lòng ba người thầm mắng con hàng này nhân phẩm so bài phẩm còn kém. Dương Tiến Bảo một bên đem tất cả bảo an đều triệu tập tới, một bên hướng biểu ca Dương Tiến Tài báo cáo chuyện này, dù sao Dương Tiến Tài là Dương Sơn Nghĩa Địa Công Cộng người tổng phụ trách, hắn cũng đã nói trước, vô luận Nghĩa Địa Công Cộng bên này phát sinh sự tình gì, đều muốn trước tiên hướng hắn báo cáo. 1. Dương Tiến Tài nghe nói là Hứa Thuần Lương tới, không khỏi giận tím mặt, hắn để Dương Tiến Bảo lập tức đem Hứa Thuần Lương đuổi đi ra, mình cái này dẫn người tới tiếp viện. Hứa Thuần Lương một người một côn hướng Nghĩa Địa Công Cộng nội bộ đi đến, vừa rồi ngăn cửa hai tên bảo an cũng đi theo vào, bất quá bọn hắn cũng không dám cùng quá gần, bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, sau đó ở phía sau cả gan trách móc la hét, người không có phận sự không được đi vào. Cái này khoảng cách an toàn chí ít 20 mét có hơn, hai người đều suy nghĩ tốt, phàm là Hứa Thuần Lương nếu là quay đầu đuổi theo bọn hắn, hai người quay đầu liền chạy, tuyệt không cho hắn lại tát bạt tai cơ hội. Hứa Thuần Lương căn bản liền không có dựng để ý đến bọn họ ý tứ, phía trước Dương Tiến Bảo xuất lĩnh 10 tên bảo an, nắm hai đầu mãnh khuyển hướng Hứa Thuần Lương phương vị chạy đến. Hứa Thuần Lương nhìn qua kia hai đầu chó săn, nhìn qua trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc, không biết vừa rồi đuổi theo Uông thư ký, cắn xé Tần thư ký chính là cái nào một đầu. Dương Tiến Bảo người cầm chó thế, lực lượng 10 phần nói, người tại sao lại tới? Nhanh đi ra ngoài, không phải liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra đối cho phép bọn họ quay chụp, ta là cục dân chính nhân viên công tác, nơi này là Dương Sơn Nghĩa Địa Công Cộng, nơi này tồn tại vô cùng nghiêm trọng vi quy làm trái xây hiện tượng, lấy Dương Sơn thôn bí thư chi bộ Dương Hồng Căn cầm đầu một bang thôn cán bộ, phi pháp chiếm dụng công hữu tài nguyên, dùng người không khách quan, giành tư lợi, bọn hắn nuôi dưỡng một nhóm tay chân cùng không chứng cỡ lớn chó, đối với xã hội tạo thành rất nguy hại lớn, nghiêm trọng nguy hại đến thăm quần chúng thể xác tinh thần an toàn. Bọn này bảo an đều nghe được rõ ràng, Dương Tiến Bảo cái này phiền muộn a, tiểu tử này coi mình là ai. Hôm qua náo loạn vừa ra, hôm nay lại tới, không cho hắn biết thế nào là lễ độ xem hắn cũng không biết sâu cạn. 1. Bao quát Dương Tiến Bảo ở bên trong bọn này bảo an đều có cái sai lầm nhận biết, bọn hắn coi là phát sinh ngày hôm qua xung đột về sau, Dương Tiến Tài rất nhanh liền bị phóng ra, chứng minh chuyện này đã giải quyết, mà lại Dương Tiến Tài người này thích khoác lác, cùng bọn hắn khoe khoang nói. Cha hắn ở trong thành phố có người, chỉ cần không nháo chết người, chuyện gì đều có thể bãi bình. Đám người này ngay tại chỗ diễu võ Dương Oai đã quen, trong lòng bọn họ bí thư chi bộ Dương Hồng Căn chính là mánh khóe thông thiên, tục truyền Dương Hồng Căn tài sản quá trăm triệu, dạng này người đến đâu mà không thể đi ngang. Dương Tiến Bảo cảnh cáo Hứa Thuần Lương, ra ngoài, ta cho ngươi nửa phút, ngươi lại không đi ra tự gánh lấy hậu quả. Hứa Thuần Lương nói, ta liền không đi ra, có gan ngươi cắn ta. Dương Tiến Bảo đương nhiên sẽ không xông đi lên cắn hắn, nhưng là hắn có thể thả chó, Dương Tiến Bảo buông lỏng ra chó dây thừng, một tên khác bảo an cũng tướng khác một con sói chó thả ra. Song chó tề xuất, Hứa Thuần Lương mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là hưởng thụ Uông thư ký ba người cộng lại gấp đôi lễ ngộ. Hứa Thuần Lương cầm điện thoại di động quay chụp, hai đầu chó một trước một sau đã vò tới trước mặt hắn, xông ở phía trước đầu kia chó săn nhe răng nhếch miệng, thẳng đến Hứa Thuần Lương đùi phải phóng đi. Nếu để cho tha cắn, trên đùi khẳng định phải thêm ra mấy cái đẫm máu lỗ máu. Hứa Thuần Lương tại con chó này há mồm thời điểm, một côn rút tới, một côn này chuẩn xác không sai lầm quất vào miệng chó bên trên, đầu kia chó săn bị rút đến kêu rên một tiếng, miệng đầy trắng bóng bén nhọn chó răng đều bị Hứa Thuần Lương cho nện đứt, trong lúc nhất thời chó răng bay loạn. Chó săn trên mặt đất lộn một vòng, miệng không ngừng chảy máu, cái đuôi cũng đạp kéo lại đi. Mắt tam giác cũng không dám mắt nhìn thẳng hung thần ác sát Hứa Thuần Lương, người này côn quá cứng, các nha. Mặt khác một con sói chó không biết chết, bay lên không nhảy lên thẳng đến Hứa Thuần Lương mặt, con chó này liền là vừa vặn truy sát Uông thư ký, cắn bị thương Tần Chính Dương kẻ cầm đầu. Hứa Thuần Lương trong tay cây gậy rơi thẳng mà xuống, một côn môn tại chó trên đầu, một côn này lực lượng so với vừa rồi một côn đó lớn không chỉ một lần. 1. Côn sao nện ở chó săn trên đầu. Đỉnh đầu bị nện đến vỡ nát, chó đầu óc từ đầu chó lỗ máu bên trong phun tới, con chó này đâu còn có cơ hội sống sót, rơi trên mặt đất đã trở thành chó chết một đầu. Cái này hai đầu chó đều là Dương Tiến Bảo nuôi lớn, hắn tướng coi là thân nhân, nhìn thấy hai đầu chó săn một đầu trọng thương, một đầu bị mất mạng tại chỗ, trong lòng bi thống khó mà nói nên lời. Ta liều mạng với ngươi,
Dương Tiến Bảo rút ra Súy Côn hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, 10 tên bảo an toàn đều cùng theo hướng về phía trước. Tại ngày hôm qua trong xung đột, Hứa Thuần Lương cơ bản không chút xuất thủ, cho nên bọn này bảo an đối thực lực của hắn nhận biết không đủ, cho rằng có thể đánh chính là Đinh Tứ cùng Chu Mãnh, nhất là Chu Mãnh, kia hàng thân cao lực lớn, da thô thịt dày, đơn giản liền là chiến thần cấp nhân vật. Hôm nay Hứa Thuần Lương lại là một người tới, tại mọi người nhìn lại một mình hắn đơn đao đi gặp quá không sáng suốt, huống chi Hứa Thuần Lương trong tay cũng không có đao. Đối diện hơn 10 tên bảo an chung sóng vai công kích, Hứa Thuần Lương chẳng những không có lựa chọn lui lại, ngược lại đón đối phương xông tới, có Uông thư ký chỉ thị, Hứa Thuần Lương hôm nay xuất thủ không cố kỵ nữa, một cây cao su nhựa cây côn trên dưới bay múa, rất nhanh những người an ninh này liền nhận thức đến một cái đáng sợ hiện thực, người này sức chiến đấu so với hôm qua hai cái cộng lại còn muốn lợi hại hơn, mà lại chỉ cần bị Hứa Thuần Lương đánh chúng cũng đừng nghĩ lại đứng lên. Hai tên chịu bàn tay bảo an mắt thấy tình này này cảnh, rất tự giác tướng khoảng cách an toàn kéo xa tới 50 mét, bọn hắn liên hệ Dương Tiến Tài, nói cho Dương Tiến Tài nghĩa địa công cộng bên này lại đánh nhau, mà lại phát sinh chết tổn thương, chết một con chó, trọng thương con chó kia ngồi xổm ở một bên suy nghĩ tiếp xuống chó sinh, miệng đầy răng đều bị đánh rớt, về sau hẳn là lấy như thế nào phương thức tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Mất đi răng chó săn bi thương Minh Minh, ở trong đó đã có sai lầm đi đồng bạn bi thương, cũng có đối với mình vô sỉ vận mệnh cảm thán. Dương Tiến Tài nghe nói mình ái khuyển một chết một bị thương, tại đầu bên kia điện thoại liền đau lòng kêu to lên, hắn ngựa lên liên hệ đường ca Dương Tiến Bộ, từ trong thôn tổ chức hơn 20 tên thanh niên trai tráng lao lực, mở 5 chiếc xe, trùng trùng điệp điệp hướng Dương Sơn nghĩa địa công cộng tiến đến. Bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào, có người muốn phá hủy bọn hắn mộ viên, thân là Dương Sơn thôn thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo vệ tốt trưởng bối Mai Cốt chi địa, có trách nhiệm bảo vệ tốt Dương Sơn nghĩa địa công cộng. Dương Tiến Tài trên mặt vẫn giữ lại hôm qua vết thương, xanh một miếng tử một khối, trên sống mũi dán băng dính, kẹp lấy một bộ cực lớn kính dâm, cứ việc bại lộ như vậy ở bên ngoài khuôn mặt vẫn lộ ra tím xanh ngấn dấu vết, nhìn qua chật vật lại buồn cười. Bọn hắn đuổi tới chỗ thời điểm, trực ban bảo an đã ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tình hình chiến đấu là thiên về một bên thảm liệt. Hứa Thuần Lương ngồi tại ven đường trên băng ghế đá, dưới chân nằm một con chó chết. Bên người con chó kia đã triệt để bị hắn khuất phục, cuộn lại dưới chân hắn, động cũng không dám động, Hứa Thuần Lương một chân dẫm tại Dương Tiến Bảo trên mặt, Dương Tiến Bảo làm cho có chút khoa trương, bất quá vẫn là bị các đồng bạn liên tiếp tiếng kêu rên che mất. Hứa Thuần Lương hướng về phía đầu kia sợ mất mật chó săn nói, ngươi không cần lo lắng, quay đầu ta tìm khoang miệng bách khoa phu cho ngươi khảm một ngụm chó răng, khẳng định so ngươi đi qua răng còn dễ dùng. Nói xong dùng tay sờ lên chó đầu. Chó săn phát ra một tiếng nịnh nọt khẽ kêu. Hứa Thuần Lương nói, nhưng vô công bất thụ lộc, đám người này tới tìm ta phiền phức, người dù sao cũng phải biểu hiện một chút, để ta nhìn thấy người cải tà quy chính thành ý. Dương Tiến Bảo nghe hiểu, nằm dưới đất các nhân viên an ninh cũng đều nghe hiểu, bọn hắn cảm thấy Hứa Thuần Lương người này phi thường hoang đường, kia là một con chó ai, người cùng chó nói tiếng người, tha làm sao có thể nghe hiểu được. Còn đổi tà về chính, chó biết cái gì là tốt cái gì là xấu. Tha sẽ chỉ tuân theo chủ ý nguyện của người làm việc. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ chó lưng, đi thôi. Con chó kia từ dưới đất đứng lên, ánh mắt tiếp cận đang đến gần đám người kia, tha đột nhiên khởi động bước chân. Dương Tiến Tài nhìn thấy con chó kia miệng còn đang rỉ máu, hắn đối cái này hai đầu chó cũng rất có tình cảm, tên chữ đều là hắn khởi, chết đầu kia gọi đại thánh, may mắn còn sống sót đầu này gọi nhị lang. Nhìn thấy nhị lang hướng mình chạy tới. Dương Tiến Tài cho rằng con chó này là rốt cục nhìn thấy thân người đến, muốn tới mình nơi này tìm kiếm an ủi. Dương Tiến Tài ngồi xổm người xuống đi, có chút đau lòng duỗi ra hai tay, hai y bi. Đầu này gọi nhị lang chó hướng Dương Tiến Tài trên thân đánh tới, khi nó nhào hướng mình một khắc này, Dương Tiến Tài phát giác được giống như có như vậy điểm bất thường, nhị lang ánh mắt cực kỳ hung ác mà lại tập trung vào hắn cái cổ tử, căn bản không có biểu hiện ra cái gì thân thiết. Chó săn hai cái chân trước khoác lên Dương Tiến Tài trên bờ vai, cường đại lực trùng kích tướng Dương Tiến Tài ngã nhào xuống đất, ngay sau đó tha liền hé miệng hung hăng cắn Dương Tiến Tài cổ. Dương Tiến Tài dọa đến hồn phi phách tán, ta mệnh đừng vậy, con chó này không phải muốn tìm hắn an ủi, đó căn bản là lấy mạng của hắn. Người chung quanh cũng luống cuống, nguyên bản khí thế hùng hổ muốn nhất trí đối ngoại, nhưng hiện tại bọn hắn nội bộ dẫn đầu phát sinh tranh chấp, mà lại phát sinh ở không cùng loại sinh vật ở giữa. Đầu này gọi nhị lang chó dẫn đầu phản chiến. Dương Tiến Tài hơn phân nửa cổ đều bị sói con chó cắn,
làm không tốt là muốn chết người. Đám người hơi đi tới, chiếu vào nhị lang chính là một trận loạn đánh, muốn từ trong mồm chó tướng Dương Tiến Tài cướp đoạt ra. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra tiếp tục quay chụp, đoạn video này hoàn toàn có thể chứng minh Dương Tiến Tài vạn một xảy ra bất trắc cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Dương Tiến Tài yết hầu đều nhanh hô phá, cứu mạng. Cứu mạng, con chó kia cái nào chịu nổi nhiều người như vậy vây quanh đánh đau, mà lại đám người này vì nghĩ cách cứu viện Dương Tiến Tài thế nhưng là hạ tử thủ, chân chó đều bị đánh gãy, nhưng là tha vẫn là cắn Dương Tiến Tài cổ không thả. Đám người lại kéo lại túm, gan lớn đi tách ra miệng chó, thật vất vả mới đem Dương Tiến Tài từ trong mồm chó cứu ra, Dương Tiến Tài sờ một cái cổ, đầy tay máu tươi, hắn dọa đến toàn thân sụi lơ, nhanh đưa ta đi y viện, ta động mạch cổ bị chó cắn đoạn mất. Động mạch cổ nếu là đoạn mất, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, lập tức có người đỡ lấy đã đi không được đường Dương Tiến Tài đuổi ra ngoài, còn lại đám người kia đã không biết mình hẳn là làm gì. Vừa qua khỏi đến thời điểm là Dương Tiến Tài nói có người đến Dương Sơn nghĩa địa công cộng đào bọn hắn mộ tổ, nhưng vừa tới đến, còn không có triển khai bảo vệ gia viên hành động, người dẫn đầu Dương Tiến Tài liền đã bị chó cho làm nằm xuống. Bọn hắn kế tiếp là hẳn là tìm Hứa Thuần Lương quyết nhất tử chiến, vẫn là phải các loại Dương Tiến Tài kiểm tra kết quả lại nói. Hứa Thuần Lương giơ chân lên, đầy bụi đất Dương Tiến Bảo từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng mình người bên kia chạy, chính là hắn. Tranh thủ thời gian báo cảnh, tranh thủ thời gian báo cảnh. Không ai dựa theo hắn nói làm, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, người nhà mình cũng không phải không có điện thoại, bằng cái gì ngươi không báo cảnh. Dương Tiến Bảo rốt cục nghĩ từ bản thân cũng có điện thoại chuyện này, hắn cho đồn công an gọi điện thoại, mời đồn công an phái người xuất cảnh, đến xử lý Hứa Thuần Lương cái này hai độ đập phá quán kẻ xấu. Cổ Tuyền trấn đồn công an phụ trách tiếp cảnh cảnh sát nhân dân ngay lập tức đem chuyện này hồi báo cho sở trưởng Lưu Hỷ Dân. Lưu Hỷ Dân nghe xong lại là Dương Sơn nghĩa địa công cộng, lại là Hứa Thuần Lương, lập tức đầu liền lớn, hắn biểu thị chỉ cần không có náo chết người liền không cần để ý tới, nhưng nghe nói Dương Tiến Tài bị chó cho cắn cổ, hiện tại ngay tại đưa đi bệnh viện trên đường, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hắn ý thức được hôm nay phiền phức khả năng không tránh thoát, để cho người ta tranh thủ thời gian giải một chút Dương Tiến Tài thương thế. Dương Tiến Tài bị khẩn cấp mang đến Cổ Tuyền trấn bệnh viện, cha hắn Dương Hồng Căn cơ hồ tại đồng thời liền chạy tới. Dương Hồng Căn đi vào phòng cấp cứu thời điểm, bác sĩ ngoại khoa đã trợ giúp Dương Tiến Tài dọn dẹp cổ, người này trên người xác thực có không ít máu, nhưng lau sạch sẽ về sau phát hiện, vậy căn bản không phải máu của hắn, cổ của hắn bên trên liền cái rõ ràng vết thương đều không có. Dương Tiến Tài một mực la hét không có khả năng, con chó kia gắt gao cắn cổ của hắn đều cảm giác chó răng đâm vào mình lớn trong mạch máu. Bác sĩ lại kiểm tra một lần, nói cho hắn biết tuyệt đối không có vấn đề. Dương Tiến Tài vẫn là không tin, cho rằng Hương Trấn bệnh viện bác sĩ trình độ thực sự quá thấp, hắn yêu cầu đi Đông Châu thị lý bệnh viện lớn đi xem, trêu đến bác sĩ mặt đều tái rồi. Dương Hồng Căn cũng đi theo vào nhìn một chút, hắn cũng không nhìn ra nhi tử trên cổ có miệng vết thương, chó cắn người hắn gặp nhiều, nếu như đầu kia đại lang cẩu cắn một cái vào người cổ, cái kia còn có thể có mệnh tại. Dương Hồng Căn để cho người ta mau chóng đem nhi tử đưa đi trong thành. Hắn nhìn ra cái này bất tranh khí nhi tử tâm hồn bị thương so trên nhục thể lớn hơn. Dương Hồng Căn không có cùng theo đi, bởi vì hắn phải đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhìn xem, hôm nay tới đến cùng là thần thánh phương nào, một người có thể đem nhiều người như vậy đều cho làm nằm xuống. Tại Dương Sơn thôn thậm chí tại toàn bộ Cổ Tuyền trấn, hắn Dương Hồng Căn đều là nói một không hai nhân vật, mấy ngày gần đây nhất, cái này gọi Hứa Thuần Lương tân nhiệm cục dân chính chủ nhiệm phòng làm việc điên cuồng đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Dương Hồng Căn không biết mình đến tột cùng chỗ nào đắc tội Hứa Thuần Lương, vì cái gì người này muốn cắn chặt hắn không thả. Dương Sơn nghĩa địa công cộng cửa sắt lớn đã mở rộng, kỳ thật đạo này đại môn cũng thủng rỗng kêu to, căn bản là không có có thể đem Hứa Thuần Lương chặn lại. Nhà tang lễ xe liền nằm ngang ở trước cổng chính, Dương Hồng Căn đến tới chỗ thời điểm, Hứa Thuần Lương còn chưa đi, Dương Tiến Tài mang đến đám người kia có không ít tại hiện trường cùng hắn giằng co. Bị Hứa Thuần Lương đánh nằm xuống đám kia bảo đảm an hơn phân nửa còn trên mặt đất nằm. Hiện trường lại nhiều một con chó chết, đương nhiên nhị lang con chó này là để Dương Sơn thôn một phương cho tươi sống đánh chết. Hứa Thuần Lương lần này không cần thực hiện giúp nhị lang chồng một ngụm chó ngoan răng hứa hẹn. Dương Hồng Căn vừa xuất hiện, chúng người lập tức liền lóe ra một con đường, vị này thôn bí thư chi bộ ngay tại chỗ có được cực cao uy tín, Dương Hồng Căn bình thường rất ít đến Dương Sơn nghĩa địa công cộng. Nơi này hết thảy trên cơ bản đều giao cho nhi tử,
nhưng nháo ra chuyện tình hắn không thể không ra mặt đến bãi mình. Dương Tiến Bảo nhìn thấy thúc thúc tới, thê thê thảm thảm kêu một tiếng thúc, bọn hắn đã biết Dương Tiến Tài không có chuyện gì tin tức. Dương Hồng Căn không có phản ứng hắn, đi vào đã chết đi nhị lang trước mặt, đẩy ra miệng của nó, con chó này miệng đầy răng đã không cánh mà bay. Dương Hồng Căn đau lòng hai đầu chó đồng thời lại cảm thấy may mắn chó răng không có, không phải tha một ngụm không được đem hắn nhi tử bảo bối cho tiêu hộ. Dương Hồng Căn khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người tản ra, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt đưa tới, Hứa chủ nhiệm, mời hút thuốc. Hứa Thuần Lương lắc đầu, sẽ không. Dương Hồng Căn nói, nơi này âm khí nặng, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Hứa Thuần Lương nói, có lời gì mau nói. Dương Hồng Căn tại Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người, cười nói, ta nghe nói cục dân chính mới tới một vị tuổi trẻ chủ nhiệm phòng làm việc, nguyên lai là người A, ta kỳ thật sớm nên đi bái phỏng người, không nghĩ tới người tới trước. Hứa Thuần Lương nói, biết ta vì cái gì tới sao? Dương Hồng Căn nói, chuyện ngày hôm qua đích thật là Khuyển Tử không có xử lý tốt, ta đại biểu hắn hướng Hứa chủ nhiệm biểu đạt áy náy. Hứa Thuần Lương nói, chuyện ngày hôm qua đã giao cho cảnh sát xử lý, ta tới là cần sự tình hôm nay. Dương Hồng Căn nói, không biết hôm nay chúng ta lại có chỗ nào đắc tội Hứa chủ nhiệm. Nhìn qua hùng hổ dọa người Hứa Thuần Lương, hắn trong lòng dâng lên vô danh lửa, ngươi nhà không phải liền là cái cục dân chính nhỏ khoa trưởng, ta cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi có ba vị đồng chí tới khảo sát, các ngươi bên này thả chó cắn người, đem trong đó một vị đồng chí cho cắn. Dương Hồng Căn nói như vậy, vô luận là khảo sát vẫn là phải phỏng vấn đều muốn trước đó cùng nghĩa địa công cộng quản lý phương tiến hành câu thông liên hệ, bọn hắn tự tiện xông vào mới sẽ phát sinh bị cắn sự tình. Dạng này, xem ở Hứa chủ nhiệm trên mặt mũi ta phụ trách tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí. Dương Hồng Căn cho là mình đã đủ nhượng bộ, người Hứa Thuần Lương còn có cái gì không vừa lòng. Hứa Thuần Lương nói, người biết ai bị cắn sao? Dương Hồng Căn còn thật không biết ai bị cắn, liên tưởng tới Hứa Thuần Lương hôm nay đơn đao đi gặp ra tay đánh nhau chiến trận, chẳng lẽ bị cắn chính là hắn bằng hữu? Dương Hồng Căn thử thăm dò nói, là Hứa chủ nhiệm bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói đến người này ngươi hẳn là nhận biết, hắn đi qua tại Hồ Sơn Trấn làm việc qua, hắn gọi Tần Chính Dương. Dương Hồng Căn đầu ông một tiếng liền lớn, Tần Chính Dương tại Hồ Sơn Trấn đảm nhiệm qua người đứng đầu, về sau đi vào thành phố cho Uông thư ký làm thư ký, nếu như Hứa Thuần Lương không có nói láo, như vậy chuyện này phiền phức lớn rồi, đám này mắt không mở tiểu tử, liền Tần Chính Dương cũng không nhận ra. Dám thả chó cắn hắn, phế vật, tất cả đều là phế vật. Không có bản sự không nói đến, còn mẹ nó mù à. Hứa Thuần Lương nói, Dương thư ký, người tại Dương Sơn thôn làm nhiều năm như vậy, tích lũy cả đời thanh danh tốt cũng không dễ dàng, ta rất đồng tình ngươi, cũng muốn giúp ngươi, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các ngươi cái này lần trêu đến phiền phức thật sự là quá lớn. Dương Hồng Căn không nói gì, tâm tình lại biến đến nặng dị thường. Hứa Thuần Lương hẳn không phải là nói chuyện giật gân, nhưng sự tình như là đã phát sinh. Chỉ có nghĩ biện pháp bổ cứu. Dương Hồng Căn nói, Hứa chủ nhiệm, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng, sẽ cho các vị lãnh đạo một cái giá thỏa mãn. Hứa Thuần Lương bởi vì hắn câu nói này mà nở nụ cười, Dương Hồng Căn thật đúng là đem mình làm một bàn đồ ăn, người nhà lấy cái gì bàn giao. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc cũng không phải là người nghĩ bàn giao liền có thể lời nhắn nhủ, một người muốn ngồi đến đang đứng đến thẳng, đầu tiên mình liền muốn chịu nổi khảo nghiệm cùng điều tra. Dương thư ký là cái giả đảng viên, cái gì nên làm, cái gì không nên làm ngươi hẳn là so ta rõ ràng, nhưng ngươi dám vỗ bộ ngực nói một câu mình nhiều năm như vậy liền chưa làm qua một kiện chuyện sai, mình hết thảy đều chịu nổi cha. Dương Hồng Căn nội tâm run lên, ta không rõ Hứa chủ nhiệm đang nói cái gì. Hứa Thuần Lương nói, xem ra người ta ở giữa vẫn là không ăn ý, Dương thư ký không ngại ra ngoài hỏi thăm một chút cách làm người của ta. Dương Hồng Căn nói, Hứa chủ nhiệm tại Hồ Sơn Trấn thời điểm ta liền nghe nói qua ngươi. Nghe danh không bằng gặp mặt, một người nổi danh khẳng định là có đạo lý của hắn. Hứa Thuần Lương nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng mặc dù là hương trấn nghĩa địa công cộng, nhưng là cuối cùng là về Đông Châu Cục Dân Chính quản hạt, các ngươi cũng hưởng thụ chính sách của quốc gia cho các ngươi chính sách không phải để các ngươi từ đó mưu lấy tư lợi. Dương Hồng Căn nói, ta Dương Hồng Căn dám cam đoan. Ta không có từ bên trong kiếm chắc qua một phân tiền tư lợi. Hứa Thuần Lương khinh thường cười nói, lấy Dương thư ký thân ra, một phân tiền ngươi đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt,
nhưng ngươi có thể bao ở mình, ngươi có thể bao ở người bên cạnh sao? Ngươi dám cam đoan người nhà của ngươi, người thân bằng hảo hữu cũng không có từ đó qua được chỗ tốt. Dương Hồng Căn không phản bác được, trong lòng suy nghĩ vị này mới tới cục dân chính cán bộ tại sao muốn tiếp cận mình không thả, chẳng lẽ hắn muốn từ bên trong kiếm một chén canh? Suy tư của người chính là kỳ quái như thế, một khi hắn tâm tư đi lệch, nhìn người khác cũng giống như vậy. Dương Hồng Căn trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn, tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình bên trên, hắn cùng Bình Thanh là chiều sâu quan hệ hợp tác, địch Bình Thanh hướng hắn cam đoan qua, dân chính phương diện hắn đến bãi bình, địch Bình Thanh cũng đích thật là làm như vậy. Tại Hứa Thuần Lương xuất hiện trước đó, Dương Sơn nghĩa địa công cộng kiến thiết một mực tiến hành xuôi gió xuôi nước. Dương Hồng Căn nói, Hứa chủ nhiệm, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta trước tiên đem hôm nay chuyện đã xảy ra hiểu rõ ràng, ta cam đoan tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người gây ra họa. Hắn mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng tại cơ sở cương vị lãnh đạo bên trên lăn lộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú, đối quyền lực nhận biết cùng sử dụng tương đương thuần thục. Hắn thấy Hứa Thuần Lương lại năng lực cũng bất quá là người trẻ tuổi, một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi muốn theo mình đấu, không khỏi thật ngông cuồng. Bất quá Dương Hồng Căn cũng thừa nhận Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác có cuồng vốn liếng, một người đơn đấu bọn hắn Dương Sơn thôn mấy chục lỗ hổng người, mà lại lấy được toàn thắng, phía bên mình tổn thương không ít, còn bồi lên hai đầu cẩu mệnh. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Dương Hồng Căn là đang cùng mình chơi kế hoãn binh, Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm. Dương Hồng Căn không làm rõ ràng được tình trạng, kéo đến thời gian càng lâu đối với hắn lại càng bất lợi, hiện tại là Uông Kiến Minh quyết tâm muốn triệt tra Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, thành, vậy ngươi chậm rãi hiểu rõ. Dương Hồng Căn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trước tiên đem hắn đuổi đi lại nói. Hứa Thuần Lương chỉ trên đất hai con chó chết, cái này hai đầu chó là chứng cứ phạm tội, ta phải mang đi. Dương Hồng Căn làm sao cũng không nghĩ đến hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, chứng cứ phạm tội. Hứa Thuần Lương nói, không sai, có đầu chó đem Tần thư ký cắn bị thương, ta phải lấy nó răng mô hình. Dương Hồng Căn vẫn là lần đầu nghe nói chuyện như vậy, trong lòng ổ lấy một đám lửa, ngươi xâm nhập địa bàn của chúng ta, đem hai đầu chó đều đánh chết, hiện tại liền chó chết đều muốn mang đi, quả thực là khinh người quá đáng. Hứa Thuần Lương gặp hắn nửa ngày không có biểu thị, không được a. Được. Đi, ngươi có cần mang đi chính là, dù sao chó đã chết, Dương Hồng Căn dứt khoát đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương một tay cầm lên một cái chân chó, kéo lấy hai con chó chết đi ra ngoài. Dương Sơn thôn kia đám thôn dân ngăn lại đường đi của hắn, không muốn để cho hắn như thế đi. Dương Hồng Căn khoát tay áo, để mọi người tản ra, sự tình hôm nay cũng không thể lại tiếp tục khuếch đại, cũng may không có xảy ra án mạng, hết thảy còn có thể cứu vãn được. Hứa Thuần Lương ngay tại tướng hai đầu chó ném lên xe, suy nghĩ quay đầu là thịt kho tàu vẫn là hầm. Lúc này có ba chiếc xe lái tới, tướng Hứa Thuần Lương xe vây quanh. Từ trên xe bước xuống chính là Dương Tiến Tài, hắn vừa mới đích thật là muốn đi Đông Châu xem bệnh, có thể đi ra không bao xa ý thức được mình hẳn là không bị tổn thương. Một bên người nói cho hắn biết, Nhị Lang hoàn toàn chính xác cắn hắn, nhưng là tại hắn đuổi tới nghĩa địa công cộng trước đó, Nhị Lang miệng đầy răng đều bị Hứa Thuần Lương cho đập mất. Người này sở dĩ biết rõ ràng như vậy, là bởi vì hắn vừa rồi phụ trách tách ra miệng chó thời điểm đặc địa kiểm tra một chút, Nhị Lang đã ở vào vô sỉ trạng thái, cho nên không có khả năng tạo thành chí mạng thương hại. Biết được chân tướng Dương Tiến Tài vừa thẹn lại phẫn, xấu hổ là trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra mình khiếp đảm ngu xuẩn một mặt, phẫn nộ phải là Hứa Thuần Lương đánh chết hắn ái khuyển. Dương Tiến Tài nghe nói phụ thân đi nghĩa địa công cộng, lo lắng hắn có chỗ sơ suất, quyết định dẫn người tới. Vừa tới nghĩa địa công cộng liền thấy Hứa Thuần Lương kéo lấy hai con chó chết chuẩn bị rời đi tràng diệt, Dương Tiến Tài há có thể để hắn dễ dàng như vậy đi, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, Dương Tiến Tài đẩy cửa xe ra, phát ra một tiếng giận giống, ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Thuần Lương tướng hai con chó chết ném lên xe, cười tủm tỉm nhìn qua Dương Tiến Tài, ngươi nói chuyện với ta đâu. Dương Tiến Tài một tay cầm ống thép, một tay chỉ Hứa Thuần Lương, ngươi đem ta chó giết chết, hôm nay ta để ngươi đền mạng. Hắn khí thế hùng hổ muốn xông đi lên. Dương Hồng Căn kịp thời chạy tới hiện trường, hét lớn, hỗn trướng, đứng lại cho ta. Không được đối Hứa chủ nhiệm vô lễ. Dương Tiến Tài nhìn qua hắn lão tử, cho là mình nghe lầm, lão tử nhà mình thế mà chửi mình. Dương Hồng Căn nhưng thật ra là bảo vệ mình nhi tử bảo bối, Hứa Thuần Lương một người có thể đem nhiều người như vậy đâm vào,
liền nhi tử kia kiểu sinh quán dưỡng thể cốt thật không chịu nổi người ta giày vò. Dương Hồng Căn bước nhanh hướng về phía trước, nâng tay lên liền cho Dương Tiến Tài một cái vang dội cái tát, mắng, đồ không có chí tiến thủ, có như thế cùng lãnh đạo nói chuyện sao? Dương Tiến Tài bị đánh cho hồ đồ, cha đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy đánh mình một bà tai vẫn còn có chút không tiếp thụ được, hắn tràn ngập ủy khuất nói cha, hắn xông lại nháo sự, còn đem hai ta con chó giết chết. Dương Hồng Căn nổi giận nói, ai bảo ngươi chó cắn người linh tinh đâu? Ngươi còn có mặt mũi nói, không phải hứa chủ nhiệm trước tiên đem chó răng cho đánh không có, ngươi liền mất mạng, hứa chủ nhiệm là ân nhân cứu mạng của ngươi, còn không vội vàng nói tạ. Dương Tiến Tài đơn giản im lặng, để cho mình hướng Hứa Thuần Lương nói lời cảm tạ. Lão cha có phải hay không đầu hồ đồ rồi? Hứa Thuần Lương hôm qua đánh ta cái tát, hôm nay giết hai ta con chó, ta còn phải nói với hắn tạ ơn, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Dương Tiến Tài dùng sức lắc đầu. Dương Hồng Căn chỉ vào cái mũi của hắn nói, tranh thủ thời gian hướng Hứa chủ nhiệm xin lỗi, không phải ta liền không có ngươi đứa con trai này. Hứa Thuần Lương một bên nghe, vừa nhường đường tạ, cái này khiến xin lỗi, rõ ràng Dương Hồng Căn vẫn là hướng về hắn nhi tử bảo bối. Hứa Thuần Lương cười nói, Dương Tiến Tài, ngươi đến cùng ngươi cha hảo hảo học một ít, ngươi trẻ tuổi phải học được có thể khuất có thể duỗi, đừng lăng đầu thanh một dạng động một chút lại cùng ngươi liều mạng. Dương Tiến Tài cắn răng nghiến lợi nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, Dương thư ký, ngươi cũng đừng buộc hắn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, về sau ăn nhiều mấy lần thua thiệt liền hiểu. Dương Hồng Căn đã hiểu, đây là trước mặt mọi người đem hắn hai người đều cho giáo dục. Dương Hồng Căn một mặt cười, Hứa chủ nhiệm, đều tại ta gia giáo không nghiêm, người đừng để trong lòng. Hứa Thuần Lương thở dài nói, chim tử như giết con, đã nhận thức được liền sớm một chút cải biến. Không phải cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Hứa Thuần Lương nói xong, từ Dương Tiến Tài bên người đi qua, không khách khí chút nào đẩy hắn một thanh, Dương Tiến Tài bị đẩy đến một cái lảo đảo, nếu như không phải cha hắn liền ở một bên, hắn nhất định cùng Hứa Thuần Lương liều mạng. Dương Hồng Căn dùng ánh mắt ngăn lại nhi tử xúc động, đám người trơ mắt nhìn xem Hứa Thuần Lương mang theo hai con chó chết lái xe rời đi. Dương Tiến Tài các loại Hứa Thuần Lương đi. Chỉ vào chiếc xe kia hướng về phía cha hắn hét lên, cha, ngươi đừng muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, vừa rồi nếu như không phải ngươi ngăn đón ta. Dương Hồng Căn tức giận đến giơ tay lại cho hắn một cái và miệng tử, ta không ngăn ngươi, ngươi ngược lại là đi a, ngươi tìm hắn liều mạng, ngươi liều đến qua người ta sao? Ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái thiếu gân đồ chơi? Dương Tiến Tài bị mắng ngược lại là có chút thanh tỉnh, liền Hứa Thuần Lương kia kinh người vũ lực gặp, hắn khẳng định là không đấu lại. Dương Hồng Căn đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, hôm nay là ai thả chó cắn người. Tất cả mọi người cúi đầu, Dương Tiến Bảo lặng lẽ hướng trong đám người giấu, sợ thúc thúc phát hiện mình. Dương Hồng Căn lạnh hừ một tiếng, tốt nhất tranh thủ thời gian đứng ra cho ta, để cho ta điều tra ra, ta đem hắn đuổi ra Dương Sơn thôn. Địch Bình Thanh nghe nói Dương Sơn nghĩa địa công cộng sinh ra sự cố, tức giận đến kém chút không có đưa di động đập, Dương Hồng Căn nói cho hắn biết Tần Chính Dương bị chó cắn. Địch Bình Thanh cả giận nói, Tần Chính Dương là ai ngươi biết không? Dương Hồng Căn nói, biết, hắn là Uông thư ký, nếu không người đi tìm Uông thư ký câu thông một chút, ta có thể đem thả chó hành hung kẻ cầm đầu giao ra, Tần thư ký tiền thuốc men cùng ngộ công phí ta toàn bao, tổn thất tinh thần phương diện hắn mở mấy, ta bên này cũng không thành vấn đề. Địch Bình Thanh ha ha cười lạnh nói, người rất có tiền a, người có hay không nghĩ tới, Tần Chính Dương êm đẹp đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng làm gì? Lúc đương thời ba người, có ngoài hai người là ai? Ta không biết a. Không biết, Dương Sơn nghĩa địa công cộng không có giám sát sao? Người động não có được hay không? Tần Chính Dương là cái thư ký, hắn bình thường nhật trình an bài đều là với ai cùng một chỗ. Dương Hồng Căn hít vào một ngụm khí lạnh, ngài là nói ba người kia bên trong có một cái là Uông thư ký. Ngươi cho rằng đâu? Dương Hồng Căn hiện tại chính thức cảm thấy sợ hãi Uông. Uông thư ký không có sao chứ? Địch Bình Thanh nói, nếu là hắn có việc, thôn các ngươi chỉ sợ muốn bị cảnh sát vây quanh. Dương Hồng Căn nói, Địch Tổng, đều là cháu ta làm, ta quay đầu đem hắn đưa đi đồn công an tự thú. Địch Bình Thanh nói, ngươi đưa đồn công an làm gì? Đồn công an đều không có tìm ngươi, chứng minh Tần Chính Dương bị thương không nặng, cũng không có ý định kinh động cảnh sát, cho nên Hứa Thuần Lương mới có thể đánh tới ngươi trên cửa. Dương Hồng Căn nói, vậy ta làm sao bây giờ? Chuyện này bọn hắn sẽ không cứ tính như vậy.
Địch Bình Thanh nói, Lão Dương, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái rất tốt hợp tác đồng bạn, nhưng ngươi gần nhất tại sự tình bên trên xử lý làm ta quá là thất vọng. Dương Hồng Căn nói, Địch Tổng, hết thảy đều là từ tỉnh đài phóng viên tới phỏng vấn bắt đầu, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền ôm nhằm vào Dương Sơn nghĩa địa công cộng tâm tư, bọn hắn một lòng làm chúng ta khó lòng phòng bị a. Địch Bình Thanh nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, chính các ngươi có mau bệnh không muốn tổng từ ngoại giới tìm nguyên nhân. Dương Hồng Căn nói, Địch Tổng, người quan hệ rộng như vậy, chuyện này còn phải dựa vào người hao tổn nhiều tâm trí. Địch Bình Thanh nói, Lão Dương, ta quan hệ không phải tùy tiện dùng linh tinh, cùng lắm thì ta chịu đền. Hắn nói xong câu đó liền đã cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Dương Hồng Căn mặt xám như cho. Dương Thiến Tài đưa tới, cha, thế nào? Địch Tổng nói thế nào? Dương Hồng Căn tức hổn hển, nhấc chân liền hướng hắn đạp tới. Dương Tiến Tài bị hắn một cước đạp ngã xuống đất. Dương Hồng Căn giận dữ hét, để các ngươi làm việc điệu thấp, để ngươi hảo hảo ước thúc đám kia thủ hạ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, coi là trong nhà có mấy cái tiền, cho là ngươi lão tử ta lớn nhỏ là cái cán bộ, hiện tại gặp được kẻ khó chơi, bị thua thiệt. Ngươi thanh tỉnh điểm, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Dương Tiến Tài nói cha, ngươi không phải nói Địch Tổng mánh khóe thông thiên, đừng nói Đông Châu. Coi như toàn bộ dân chính hệ thống không có hắn giải quyết không được sự tình. Dương Hồng Căn nói, hắn mấy chục trên trăm ước thân gia, Dương Sơn nghĩa địa công cộng với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm buôn bán nhỏ, bồi thường cũng không có gì, nhưng chúng ta đâu. Đắc tội cấp trên, ta nhiều năm như vậy khổ tâm trải qua doanh liền phải uổng phí, nói không chừng còn phải đối mặt ban điều tra phạt, chúng ta căn bản thua không nổi. Dương Thiến Tài nói, vậy làm sao bây giờ? Dương Hồng Căn đi tới lùi mấy bước, từ hôm nay trở đi ngươi đừng lại đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng, thông chi bọn hắn, tất cả đang xây công trình tạm dừng, đình chỉ đối ngoại bán mộ địa. Tần Chính Dương xử lý vết thương đánh xong chó dại vaccine, còn tốt bị thương không tính nặng, đi đường hơi có chút chân thọt, hắn lo lắng lão bà biết lo lắng hãi hùng, tìm cái cớ, nói cho Lý Văn Tĩnh hai ngày này hắn phải bồi Uông Bí Thư đi trong huyện thị sát. Lục Minh toàn bộ hành trình bồi tiếp Tần Chính Dương. Chờ Tần Chính Dương xử lý tốt vết thương, lái xe đem hắn đưa đến một chiêu trước ở lại, giúp đỡ Tần Chính Dương nấu nước nóng, lại đem thuốc cho hắn đưa đến trước mặt. Tần Chính Dương cười nói, ta không sao, người trở về đi. Lục Minh có chút khó hiểu nói, Uông thư ký vì cái gì không cho cảnh sát tham gia. Tần Chính Dương nói, khẳng định có cân nhắc của chính hắn, đúng, Hứa Thuần Lương bên kia tình huống như thế nào. Lục Minh vừa cùng Hứa Thuần Lương thông qua điện thoại. Cười nói, hắn gọi ta đi ăn thịt chó đâu. Tần Chính Dương nói, hắn đem chó giết chết rồi. Lục Minh nói, hắn khẳng định phải giúp ngươi xuất khí. Tần Chính Dương nói, Lục Minh, trải qua hôm nay chuyện này, ta nhìn Uông thư ký đặt quyết tâm muốn chỉnh đốn Dương Sơn nghĩa địa công cộng, bất quá hắn hẳn là sẽ không công khai ra mặt, ngươi nắm chắc đánh báo cáo, đem Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề nâng lên mặt bàn. Lục Minh nói, vật liệu đã chuẩn bị xong. Quay đầu ta liền truyền cho ngươi. Tần Chính Dương ý vị thâm trường cười nói, ngươi cùng Hứa Thuần Lương có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt? Lục Minh ho khan một tiếng nói, không có, nếu như ta biết ngươi sẽ thụ thương, chắc chắn sẽ không để ngươi cùng Uông thư ký đi mạo hiểm. Tần Chính Dương nói, chuyện này không trách ngươi, là chính ta đưa ra đến đem cho các ngươi dẫn đường, muốn nói bị cắn cũng là chính ta tìm, bất quá bởi vì việc này có thể trợ giúp cho ngươi văn lữ kế hoạch. Cũng coi là nhét ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lục Minh nói, vất vả ngươi. Tần Chính Dương điện thoại di động vang lên, là Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương đầu tiên hỏi thăm một chút Tần Chính Dương thương thế, Tần Chính Dương biểu thị không nhiều lắm sự tình. Hứa Thuần Lương hỏi hắn ở nơi nào, quay đầu cho hắn đưa chút thuốc đi qua. Tần Chính Dương đem hiện tại nơi ở nói, Hứa Thuần Lương cùng hắn hẹn xong thời gian, 9 giờ tối đi qua. Tần Chính Dương hỏi thăm một chút Dương Sơn nghĩa địa công cộng bên kia thái độ, Hứa Thuần Lương không có nói tỉ mỉ, dù sao ban đêm còn sẽ gặp mặt, quay đầu cùng hắn nói rõ chi tiết, Tần Chính Dương lại cường điệu một lần, mình bị chó cắn sự tình tận lực đừng rêu rao, đây cũng là Uông thư ký ý tứ, đến tiếp sau sự tình Hứa Thuần Lương giải quyết việc chung, tận lực không muốn đối với chuyện này làm văn chương. Hứa Thuần Lương minh bạch, Uông Kiến Minh là không muốn trực tiếp cuốn vào sửa trị Dương Sơn nghĩa địa công cộng hành động bên trong. Đoán chừng hắn còn có lo nghĩ của hắn, nhưng là lần này Uông Kiến Minh đối chỉnh đốn Dương Sơn nghĩa địa công cộng vi quy hiện tượng đặt quyết tâm. Hứa Thuần Lương đem hai con chó chết đưa đến nhà tang lễ công trường nhà ăn, Dương Khánh Nguyên đem chó lột ra đun nhừ, cho mọi người chia sẻ.
Ninh Tứ cùng Chu Mãnh nghe nói Hứa Thuần Lương vừa mới ra ngoài tay cầm Dương Sơn nghĩa địa công cộng đám kia bảo an lại đánh, hai người đều bởi vì bỏ lỡ lần này đặc sắc tràng diện mà tiếc nuối. Thịt chó còn không có nấu xong, liền có người qua tới bái phỏng Hứa Thuần Lương. Lần này ra mặt chính là Cổ Tuyền trấn phó trấn trưởng Trương Nhất Bản, Trương Nhất Bản sợ mình không đủ phân lượng, lại đem tổng hợp chấp pháp làm Hoàng Dũng cho kêu lên. Hứa Thuần Lương một đoán hai người 89/10 là Dương Hồng Căn tìm đến thuyết khách. Tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình bên trên, Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột, để đạn nhiều bay một hồi cũng không sao. Trương Nhất Bản cùng Hoàng Dũng hai người đều là lần đầu tiên đến mới nhà tang lễ công trường, mặc dù bọn hắn làm việc địa điểm cách nơi này chỉ có không đến 10 cây số, nhưng là ai không có việc gì cũng không muốn đến nơi này, luôn cảm thấy suối quẩy. Sau khi xuống xe, suối quẩy không có nghe được, hương khí bọn hắn là ngửi thấy. Mùi thơm này cực kỳ mê người, hai người bản thân liền là vội vàng giờ cơm tới, bản ý là muốn mời Hứa Thuần Lương ra đi ăn cơm. Trương Nhất Bản dùng sức hít mũi một cái, thơm quá a. Hoàng Dũng nói, thịt chó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liên tưởng tới hôm nay Hứa Thuần Lương đi Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, đoán chừng mùi thơm này liền đến từ Hứa Thuần Lương đánh chết hai đầu chó. Hứa Thuần Lương trước mắt ngay tại phòng làm việc tạm thời bên trong ngồi, dựa theo suy đoán của hắn. Hai ngày này cùng Dương Sơn nghĩa địa công cộng có lợi ích liên lụy người sẽ lần lượt đăng tràng, hắn ngược lại muốn xem, đối phương năng lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trương Nhất Bản vừa đi vào Hứa Thuần Lương văn phòng liền cười nói, Hứa chủ nhiệm, chúng ta không có quấy rầy ngươi công việc a. Hứa Thuần Lương cười nói, công việc của ta chính là phục vụ cho mọi người, Trương trấn trưởng mau mời tiến. Nhìn thấy sau đó theo vào tới Hoàng Dũng, Hứa Thuần Lương nói, Hoàng chủ nhiệm cũng tới. Vừa vặn. Lập tức thịt chó ra nồi, ta nhóm cùng một chỗ nếm thử. Trương Nhất Bản cùng Hoàng Dũng trong lòng đều có chút do dự, cái này nếu là cùng hắn cùng một chỗ ăn thịt chó, chẳng phải là tương đương tham dự chia của, cái này thịt chó từ đâu tới, bọn hắn nhưng rõ ràng. Trương Nhất Bản nói, thịt chó chúng ta sẽ không ăn, chủ yếu là tới đàm chút chuyện, nói xong cũng đi. Hứa Thuần Lương nói, nơi này không phải ta làm việc địa điểm, phòng làm việc của ta tại cục dân chính. Hai vị nếu là đàm công sự đâu, chờ ta trở về rồi hãy nói, nếu là đàm tình cảm riêng tư, chúng ta quay đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này trực tiếp đem hai người cho tướng ở, Trương Nhất Bản cũng không thể nói mình tới là đàm công sự, nếu là nói như vậy người ta Hứa Thuần Lương không vui cùng hắn đàm. Hoàng Dũng đề nghị, nếu không chúng ta ra ngoài ăn, ta biết một cửa tiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, đều đi vào nhà tang lễ, các người muốn đi ra ngoài ăn, xem thường ai đây. Hoàng Dũng nói, không có xem thường ý của ngài, chúng ta chính là không quen ở chỗ này ăn cơm. Trương Nhất Bản đi theo gật đầu, tại nhà tang lễ ăn cơm nói ra đều cách ứng. Hứa Thuần Lương nói, hai người đều là đảng viên A. Đảng viên cũng không hưng phong kiến mê tín A, lại nói, mới nhà tang lễ còn không có bắt đầu dùng đâu, chờ bắt đầu dùng, ta khẳng định không gọi các ngươi tới dùng cơm, hôm nay cho ta cái mặt mũi. Ngay ở chỗ này ăn, ta có rượu ngon chiêu đãi các ngươi. Đi làm trong lúc đó không thể uống rượu, Trương Nhất Bản tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, chế độ là chết người là sống, tới đây sao có thể không uống rượu đâu. Lúc này Chu Mãnh tới thông chi hắn thịt chó đã nấu xong, Hứa Thuần Lương để Chu Mãnh nói cho Dương Khánh Nguyên chuẩn bị mấy cái rau trộn, ba người bọn hắn liền ở văn phòng ăn. Không bao lâu, Chu Mãnh mang theo hai người đưa tới bốn đạo rau trộn. Cùng một cái bồn lớn nóng hổi thịt chó. Trương Nhất Bản cùng Hoàng Dũng hai người như ngồi bàn trông, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là loại tràng diện này. Hứa Thuần Lương chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, từ xe của mình bên trong cầm hai bình mao đài, hắn cười nói các ngươi không cần lo lắng, rượu này là chính ta. Hoàng Dũng nói, quá long trọng, quá long trọng. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng chủ nhiệm, ngươi mời ta ăn được mấy trận, ta về mời ngươi một bữa cũng là nên. Cầm ba cái ly pha lên nâng cốc rót. Trương Nhất Bản hôm nay là mang nhiệm vụ tới, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhập ra tùy tục. Ba người uống một hớp rượu, Hứa Thuần Lương chào hỏi bọn hắn dùng bữa, hai người đều chỉ ăn rau trộn, đối kia một cái bồn lớn thịt chó động đều không nhúc nhích. Hứa Thuần Lương dùng công đũa kẹp một khối lớn thịt chó đặt ở Trương Nhất Bản trước mặt trong chén, Trương trấn trưởng, thịt chó đại bổ A, cái này giái chó cho ngươi, ngươi cần muốn cái này. Trương Nhất Bản đỏ mặt đến cùng bôi son phấn, trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi Hứa Thuần Lương 18 đời tổ tông, ta làm sao lại cần muốn cái này, người đây không phải nói ta phương diện này không được sao.
người càng là phương diện kia không được càng là sợ người nói. Trương Nhất Bản nói, ta bình thường không ăn thịt chó. Hứa Thuần Lương nói, dẹp đi đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm xong, đều không có ngươi ăn đến hoan. Hoàng Dũng gặp Trương Nhất Bản bị ở trước mặt vạch trần, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, không dám ăn a, cái này chó a là Dương Sơn nghĩa địa công cộng chó giữ nhà. Trương Nhất Bản nói, ngươi, đem bọn nó đánh chết. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói mò, để yêu cầu nhân sĩ nghe được không được tìm ta đền mạng a. Cái này hai đầu chó một đầu là cắn bằng hữu của ta, sợ tội tự sát, một đầu là bởi vì cắn Dương Tiến Tài, kết quả bị nghĩa địa công cộng bảo an cùng nhau tiến lên tươi sống đánh chết, ta đem bọn nó mang tới, hỗ trợ siêu độ một chút, cũng coi như tích điểm đạo đức công cộng. Hoàng Dũng rõ ràng Dương Sơn nghĩa địa công cộng tình huống, cái này hai đầu chó đều là Dương Tiến Tài ái khuyển, hắn làm sao có thể đem chó đánh chết đâu. Về phần sợ tội tự sát càng là thiên phương dạ đàm. Tại Hứa Thuần Lương tha thiết chào hỏi phía dưới, hai người đành phải bất đắc dĩ ăn vài miếng, không thể không nói, cái này thịt chó thật là thơm. Chén thứ nhất rượu, Hứa Thuần Lương đề nghị vẩy trên mặt đất, nói đây là nhà tang lễ quy củ, có thể nói từ chén thứ nhất rượu bắt đầu liền để khách nhân uống đến hãi hùng khiếp vía. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, Trương Nhất Bản rốt cục vẫn là không nhìn được nói ra hôm nay tới mục đích, Hứa chủ nhiệm, chúng ta hôm nay tới là muốn nói chuyện Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình. Hứa Thuần Lương nói, tìm ta đàm, ngươi xác định không có tìm nhầm người. Trương Nhất Bản nói, Hứa chủ nhiệm, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là nhằm vào Dương Sơn nghĩa địa công cộng tình huống làm một cái nói rõ. Hứa Thuần Lương đặt chén rượu xuống, nói xong không nói công sự. Trương Nhất Bản nói, tùy tiện phiếm vài câu, chúng ta coi như là giữa bằng hữu nói chuyện, không có nghĩa là quan phương. Hứa Thuần Lương nói, dạng này a. Kia trước tiên cần phải uống chén rượu này. Trương Nhất Bản bất đắc dĩ chỉ có thể bồi tiếp hắn uống một chén rượu, Dương Sơn nghĩa địa công cộng là từ Dương Sơn thôn chủ đạo cỡ lớn công ích tính hạng mục, trong chấn đối cái này một hạng mục cũng cho rất lớn ủng hộ, dù sao hạng mục này không dám nói công tại thiên thu chí ít cũng tạo phúc một phương bách tính. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, trong lòng cười thầm, người này thật đúng là có thể hướng trên mặt thiếp vàng, bách tính đi theo húp miếng canh còn tạm được, thịt đều bị số ít người ăn. Ở trong đó có hay không Trương Nhất Bản phần cũng không biết, đoán chừng cho dù có cũng không nhiều, dù sao con hàng này chỉ là một cái phó chức, đi cổ tuyển trấn cũng không có bao lâu thời gian. Trương Nhất Bản nói, quả thật, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì có chút sai lầm liền đem chi toàn bộ phủ định có đúng hay không. Con hàng này quan không lớn, nhưng giọng quan đánh cho đã không phải thường thuần thục. Hứa Thuần Lương không thèm để ý hắn. Lại cùng Hoàng Dũng lại uống một chén, Hoàng Dũng rõ ràng có chút xấu hổ, hắn hôm nay vốn không muốn đến, là Trương Nhất Bản kéo lấy hắn tới. Trương Nhất Bản tiếp tục nói, gần nhất liên quan tới Dương Sơn nghĩa địa công cộng mặt trái tin tức có chút nhiều, nhưng là ở trong đó có thật nhiều không thật đưa tin, đối nghĩa địa công cộng người quản lý, đối Dương Sơn thôn, đối cổ tuyển trấn, thậm chí đối cục dân chính đều tạo thành rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không phải không có đi qua. Dương Sơn nghĩa địa công cộng hoàn toàn chính xác tồn tại không ít vi quy hiện tượng, một tòa công ích tính nghĩa địa công cộng vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thương nghiệp hóa hành vi. Trương Nhất Bản thở dài nói, không bột đố gột nên hồ, nghĩa địa công cộng vận doanh cần một số tiền lớn. Quốc gia không cho phụ cấp, chôn tại người ở đó không có giao nộp quản lý phí. Trương Nhất Bản nói, những số tiền kia chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, không nói những cái khác vẻn vẹn là mỗi năm tiền sửa chữa dùng đều muốn không ít tiền. Còn có nhân công tiền lương, mộ khu cảnh quan cải thiện, con đường trải. Hứa Thuần Lương biết hắn tới chính là vì cho Dương Hồng Căn giải thích, cũng không thèm để ý hắn, nhắc nhở Trương Trấn Trưởng, mau đem giái chó ăn, nhân lúc còn nóng ăn. Trương Nhất Bản bị hắn đột nhiên đánh gãy, có chút sở khóc sở cười, Hứa Thuần Lương thật sự là ác thú vị, hắn đem cây kia giái chó kẹp cho Hoàng Dũng, lão Hoàng, vẫn là ngươi tới. Hoàng Dũng lại cho hắn kẹp trở về, người ta Hứa chủ nhiệm đưa cho ngươi. Ta làm sao có ý tứ đoạt ngươi trước. Trong lòng thầm mắng Trương Nhất Bản, lão tử giống cần bồi bổ người sao. Coi như ta muốn bổ, một cây giái chó cũng không được nhiều đại tác dụng, Hứa Thuần Lương là ướp tịch ngươi tới. Hứa Thuần Lương nói, hai vị tới mục đích ta rõ ràng, kỳ thật các ngươi không cần thiết thay Dương Sơn nghĩa địa công cộng nói tốt, thanh giả tự thanh, nếu như bọn hắn không có vấn đề, đương nhiên không sợ cha, nếu như bọn hắn có vấn đề, chúng ta làm thượng cấp chủ quản bộ môn cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi liền không cần quan tâm.
Hứa Thuần Lương ngữ khí mặc dù bình thản, có thể bày tỏ đạt ý tứ lại vô cùng cường ngạnh, hắn mượn câu nói này biểu lộ thái độ, Dương Sơn nghĩa địa công cộng thượng cấp bộ môn không phải là các ngươi Cổ Tuyền trấn mà là cục dân chính, đừng mẹ nó cùng ta mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Trương Nhất Bản biểu lộ càng phát ra lúng túng, Hứa Thuần Lương lợi hại hắn là lãnh giáo qua, hắn nhìn Hoàng Dũng một chút, nghĩ Hoàng Dũng cũng giúp đỡ nói mấy câu, nhưng Hoàng Dũng chỉ coi như không có lĩnh hội hắn ý tứ, bưng rượu chén cho Hứa Thuần Lương mời rượu. Trương Nhất Bản âm thầm thở dài, cái này Hoàng Dũng căn bản không chịu xuất lực, Trương Nhất Bản kẹp lên giái cho cắn một cái, sức lực dùng lớn, cắn một cái đến xương cốt bên trên, các nha, Trương Nhất Bản lập tức nhíu mày, cái này đồ chơi cũng không tốt ăn à. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng nóng vội, bên trong có xương cốt. Hoàng Dũng nhịn không được bật cười. Trương Nhất Bản bản thân đánh trống lảng nói, ta đi qua chưa ăn qua cái đồ chơi này, còn thật không biết bên trong có xương cốt. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, Địch Bình Thanh đầu tư Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình là trải qua các ngươi trong trấn cho phép sao? Trương Nhất Bản ho khan một tiếng, phương diện này không về ta phụ trách, chúng ta trong trấn người đứng đầu là Tương Kỳ Dũng Tương thư ký. Ý thức được chuyện này đi hướng càng ngày càng không lạc quan, Trương Nhất Bản bắt đầu có ý thức đem phong hiểm chuyển di. Hứa Thuần Lương nói, ta chưa thấy qua hắn. Trương Nhất Bản nói, Tương thư ký là cái rất người có năng lực. Hứa Thuần Lương nói, cũng rất có can đảm. Thịt chó tuy tốt, nhưng Trương Nhất Bản cùng Hoàng Dũng đều ăn đến trong lòng biệt khuất, hai người cái mục đích gì đều không có đạt tới, còn bị Hứa Thuần Lương dạy dỗ một phen. Rời đi về sau, Trương Nhất Bản nhìn không được trách tội lên Hoàng Dũng, lão Hoàng, chúng ta cùng đi đến, ngươi làm sao một câu đều không giúp ta nói. Hoàng Dũng thở dài nói, Trương trấn trưởng, các ngươi nói chuyện cái nào đến phiên ta xen vào. Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình chúng ta không giải quyết được, Dương Hồng Căn cũng không phải không quan hệ, Tương thư ký để chúng ta tới cũng không phải chạy giải quyết vấn đề tới, hắn là muốn cho chúng ta trước tìm kiếm đường, thăm dò Hứa Thuần Lương đến cùng có ý tứ gì. Trương Nhất Bản nói, đều nói Tần Chính Dương bị chó cắn, chuyện này đến cùng phải hay không thật. Hoàng Dũng nói, ta nào biết được, bất quá dựa theo bình thường logic, rất không có khả năng, Tần Chính Dương hiện tại là Uông thư ký, nếu là hắn bị chó cắn, công an cơ quan không đã sớm xuất động. Trương Nhất Bản nói, nhưng Hứa Thuần Lương đi, còn đánh chết người ta hai đầu chó. Nói đến đây không khỏi nhớ tới bọn hắn vừa mới ăn thịt chó, Hứa Thuần Lương người này thật sự là đủ xấu đủ âm hiểm, tương đương với đem bọn hắn hai người đều kéo xuống nước. Hoàng Dũng nói, Trương trấn trưởng, ta cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn là ít lẫn vào vi diệu. Trương Nhất Bản nói, ngươi làm ta nghĩ đến, Tương thư ký để đến, ta tổng không tiện cự tuyệt. Hứa Thuần Lương đến xem Tần Chính Dương thời điểm, chẳng những mang đến cho hắn thuốc trị thương còn cho hắn mang theo con chó chân. Tần Chính Dương có chút dở khóc dở cười, lấy về, ta không ăn cái đồ chơi này. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, tha đều cắn ngươi, ngươi ăn tha cũng là chuyện đương nhiên, con chó này chân không tệ, ăn chỗ nào bổ chỗ nào. Tần Chính Dương nói, ta làm sao nghe được tiểu tử ngươi đang mắng ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không dám. Ê, hắn đem đồ vật cất kỹ, đi vào Tần Chính Dương ngồi xuống bên người. Tần Chính Dương đưa cho hắn một bình nước khoáng, nghe được trên người hắn mùi rượu, uống rượu rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đem Trương Nhất Bản bọn hắn đi tìm chính mình sự tình nói. Tần Chính Dương nghe hắn nói xong, suy tư trong chốc lát nói, hẳn là Tương Kỳ Dũng ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, cái này Tương Kỳ Dũng cùng Dương Hồng Căn quan hệ rất tốt sao? Tần Chính Dương nói, Tương Kỳ Dũng người này là có bối cảnh. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, hắn bối cảnh gì? Tần Chính Dương nói, thúc thúc hắn là Lỗ Nam bí thư Tương Sơn Nhạc. Hứa Thuần Lương nói, cấp bậc không thấp a. Tần Chính Dương nói, Tương Kỳ Dũng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, Giang Hải Đại học tốt nghiệp, ở trường 4 năm, đảm nhiệm 3 năm hội chủ tịch sinh viên. Hứa Thuần Lương nói, nhanh 30 tuổi vẫn chỉ là cái hương trấn người phụ trách, xem ra cũng không có được nhiều ít chiếu cố. Nhưng trong lòng nghĩ đến cũng có loại khả năng, chính là Tương Kỳ Dũng tự thân năng lực không được. Tần Chính Dương cười nói, không thể chỉ nhìn bề ngoài, hắn tiến vào thể chế tổng cộng mới 1 năm, trước đó là làm kỹ thuật, hắn đi Cổ Tuyền trấn chỉ là vì rèn luyện, người này lấy sau phát triển sẽ không chậm, ta đoán chừng hắn không dùng đến quá lâu liền sẽ đi Lỗ Nam công việc. Hứa Thuần Lương thở dài nói, thể chế quả nhiên là giảng cứu huyết mạch truyền thừa. Tần Chính Dương nói, còn có một việc, Tương Sơn Nhạc đi qua đã từng là Uông thư ký lão lãnh đạo. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, bỗng nhiên minh bạch,
như thế nói đến Tương Kỳ Dũng bị đặt ở Cổ Tuyền Trấn rất có thể là bởi vì Uông Kiến Minh nguyên nhân, khó trách Uông Kiến Minh tại kinh lịch Dương Sơn nghĩa địa công cộng kinh hồn sự kiện về sau còn có thể bảo đảm cầm điệu thấp, không muốn kinh động công an cơ quan, đây rõ ràng là phải khiêm tốn xử lý. Hứa Thuần Lương Nguyên vốn chuẩn bị nhất cổ tác khí tướng Dương Sơn nghĩa địa công cộng triệt để phá vỡ kế hoạch không thể không làm ra một chút điều khiển tinh vi. Tần Chính Dương nói, theo ta hiểu rõ, Tương Kỳ Dũng cùng Dương Hồng Căn quan hệ thật là không tệ, ta cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân trong đó. Tương Kỳ Dũng đi Cổ Tuyền Trấn nhậm chức cũng bất quá thời gian nửa năm, hắn cùng Dương Hồng Căn qua đi có cái gì nguồn gốc ta cũng không biết, tóm lại tại xử lý Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình bên trên ngươi nhất định phải cẩn thận. Hứa Thuần Lương nói, sớm không nói với ta. Tần Chính Dương nói, kỳ thật mục đích lần này đã đạt đến, Uông Thư Ký khẳng định sẽ mượn chuyện này gõ Tương Kỳ Dũng, Địch Bình Thanh đầu tư Dương Sơn nghĩa địa công cộng kế hoạch cũng lại bởi vậy gặp khó, có lẽ sẽ rút vốn. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, vặn mở một chai nước khoáng uống vào mấy ngụm. Tần Chính Dương biết hắn tâm tư, Hứa Thuần Lương đối kết quả như vậy khẳng định là không hài lòng, Hứa Thuần Lương mục tiêu cũng không phải Dương Sơn nghĩa địa công cộng. Hắn chân chính dụng ý là muốn thông qua Dương Sơn nghĩa địa công cộng đến đả kích Địch Bình Thanh, tại đạt thành mục tiêu trước đó, Hứa Thuần Lương sẽ không dễ dàng dừng tay. Tại Tần Chính Dương xem ra, Địch Bình Thanh đã cắm một cái không nhỏ té ngã, trải qua chuyện này về sau, Dương Sơn nghĩa địa công cộng đã kinh biến đến mức dị thường mẫn cảm, Địch Bình Thanh sẽ không ở cái này đầu gió đỉnh sóng thời khắc tiếp tục liều lĩnh. Lục Minh Văn Lữ phát triển kế hoạch cũng đã nhận được Uông Kiến Minh khẳng định. Có thể đoán được tiếp xuống cấp quốc gia nghỉ phép khu phát triển trọng tâm sẽ từ Nguy Sơn đảo chuyển rời đến Cổ Tuyền Trấn, Dương Sơn nghĩa địa công cộng khuếch trương kế hoạch cũng tất nhiên cần phải đến ngăn chặn. Tần Chính Dương nói, Thuần Lương, bất kỳ cái gì sự tình đều phải để lại ba phần chỗ trống. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, kia đạt được đối với người nào, nếu như người đối diện là một con chó điên, dù là tha chỉ còn lại một hơi sẽ còn phấn khởi toàn lực cắn ngươi một ngụm. Tần Chính Dương trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài mình bị chó cắn sự tình đều sẽ trở thành đàm tiếu, còn tốt không vận dụng quan phương, chuyện này ai cũng không có xác thực chứng cứ, bởi vậy có thể thấy được Uông Kiến Minh xử lý sự tình bên trên so với người bình thường suy tính được muốn lâu dài. Tần Chính Dương nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng vi quy tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là nếu như chúng ta truy cứu tới cùng, Đông Châu đồng dạng loại hình hương trấn nghĩa địa công cộng có phải hay không chúng ta đều muốn đối xử như nhau. Nếu như chúng ta tất cả đều dựa theo thống nhất tiêu chuẩn đến xử lý, như vậy sẽ xét xử nhiều ít vi quy người, đã vi quy mua sắm mộ địa xử lý như thế nào. Nếu chúng ta nghiêm ngặt xử lý, như vậy sự kiện lần này tất sẽ thành một cái lớn tin tức, trong nước cái khác địa khu ứng không nên bắt trước. Nếu như bắt trước, rất có thể sẽ thành vì một cái ảnh hưởng cả nước sự kiện lớn, nếu như không bắt trước, như vậy Đông Châu liền sẽ trở thành một cái vi quy điển hình. Hứa Thuần Lương nói, có thể a. Đến cùng là tại Uông Thư Ký bên người công tác người, cân nhắc vấn đề chính là chu đáo. Tần Chính Dương nói, không thể vì trừng phạt mà trừng phạt là muốn lấy đó mà làm gương, trừng phạt mục đích là muốn bình định lập lại trật tự, là muốn tốt hơn phát triển. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều lắm. Tần Chính Dương nói, ta là lo lắng nhiều hơn ngươi, cho nên ta rất hâm mộ ngươi, ta sống đến không bằng ngươi thống khoái, ngươi có thể khoái ý ân cừu, ta không được. Ta loại người này lo trước lo sau, chú định không có quá lớn ra hơi thở. Hứa Thuần Lương nói, hai ta hoàn toàn chính xác không giống, ngươi không phải lo trước lo sau, ngươi là nhìn xa trông rộng, ta không là khoái ý ân cừu, ta là có thù tất báo. Tần Chính Dương nở nụ cười, hắn thấp giọng nói, đi qua ta luôn cảm thấy có được giãn được không phải cái hảo thơ, nhưng bây giờ ta càng ngày càng nhận thức đến, có được giãn được không phải mượn gió bẻ măng, mà là một loại tính bền dẻo. Hứa Thuần Lương nói, tính bền dẻo. Tần Chính Dương nói, tính bền dẻo không phải thà bị gãy chứ không chịu cong càng không phải là ủy khúc cầu toàn, mà là một loại căn cứ hiện thực hoàn cảnh thích hợp điều chỉnh mình, bảo tồn lớn nhất thực lực tối ưu lựa chọn. Hứa Thuần Lương nói, ta hiểu được, Uông Thư Ký có ý tứ là, không nên đem địch nhân một gậy cho đánh chết, không phải về sau liền không chơi được. Tần Chính Dương nói, yêu lý giải ra sao là chuyện của mình ngươi. Hứa Thuần Lương để hắn hảo hảo dưỡng thương. Đứng dậy cáo từ. Hứa Thuần Lương rời đi không bao lâu, Uông Kiến Minh thế mà đích thân đến, hai người trước sau chân cũng liền cách xa nhau 10 phút đồng hồ, cứ như vậy bỏ qua. Nhìn thấy Uông Kiến Minh tự mình qua tới thăm mình, Tần Chính Dương tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Uông Kiến Minh phất tay ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, hôm nay may mắn mà có Tần Chính Dương,
nếu như không phải hắn phấn đấu quên mình ngăn lại đầu kia ác khuyển, chỉ sợ hôm nay bị cắn chính là mình. Uông Kiến Minh ngửi thấy mùi thịt, thơm quá a. À. Tần Chính Dương cười khổ đem Hứa Thuần Lương vừa qua khỏi đến đưa thịt chó sự tình nói, Uông Kiến Minh mừng rỡ cười ha ha, hắn là đánh đáy lòng cảm thấy thống khoái, tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng nhận được ngụm kia ác khí cuối cùng ra, cũng chứng minh hắn lựa chọn Hứa Thuần Lương đi làm chuyện này không sai, tiểu tử này thật là một viên hãn tướng. Tần Chính Dương đem Hứa Thuần Lương đơn thương độc mã tiến về Dương Sơn nghĩa địa công cộng đòi công đạo sự tình nói một lần, lại đem mình cho Hứa Thuần Lương đề nghị nói cho Uông Kiến Minh. Uông Kiến Minh gật đầu tán thành nói, người xử lý rất tốt, tiểu Hứa có can đảm có năng lực, nhưng là cho dễ kích động, nhất định phải nhắc nhở hắn nắm giữ tiêu chuẩn, bất kỳ cái gì sự tình đều hăng quá hóa dở. Tần Chính Dương nói, kỳ thật ta hắn cũng chưa chắc nghe. Uông Kiến Minh nói, tiểu tử này thông minh đâu, thời khắc mấu chốt tự hiểu rõ. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình hẳn là để rất nhiều người ngồi không yên, tiếp xuống người có ý nghĩ gì? Uông Kiến Minh nói, ta có ý nghĩ gì ngươi còn không rõ ràng lắm, Lục Minh kế hoạch rất tốt, tiếp xuống Nguy Sơn Hồ nghỉ phép khu muốn đột xuất toàn vực du lịch khái niệm, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tướng Nguy Sơn gió hồ chỉ riêng đái đã tạo thành Đông Châu hậu hoa viên, chân chính kiến thiết trở thành Đông Châu một tấm danh thiếp. Tần Chính Dương cấp tốc từ Uông Kiến Minh trong lời nói này bắt được hai cái mấu chốt khái niệm, một, Uông Kiến Minh sách không phải cấp quốc gia nghỉ phép khu, mà là Nguy Sơn gió hồ quang mang, hai là muốn rèn đúc toàn vực du lịch. Nước nhà cấp nghỉ phép khu là Chu thư ký tại thời điểm nói lên, cho nên Uông Kiến Minh đột xuất Nguy Sơn gió hồ quang mang chế tạo Đông Châu hậu hoa viên, mặc dù là cùng một cái địa khu, nhưng là tên khác biệt, mang ý nghĩa Uông Kiến Minh không có đi tuần bí thư đường xưa. Toàn vực du lịch có ý tứ là đi qua Chu thư ký văn lữ phát triển quy hoạch tương đối cực hạn, Uông Kiến Minh mặc dù không có phủ định tiền nhiệm lãnh đạo chiến tích, nhưng là hắn làm hết thảy khắp nơi đều tại cho thấy mình khác biệt. Cho giỏi hơn thầy, chứng minh hắn tại vốn có cơ sở có sáng tạo cái mới có tăng lên. Tần Chính Dương phi thường rõ ràng, thể chế bên trong quy tắc chính là như thế, lý trí thanh tỉnh như Uông Kiến Minh cũng không thể ngoại lệ, cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn phủ định tiền nhiệm con đường phát triển, hắn cuối cùng vẫn nhận đồng Chu thư ký phát triển Nguy Sơn Hồ quy hoạch. Cải biến là vì tốt hơn phát triển, cải biến cũng là để chứng minh tự thân năng lực. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, ta ngày mai liền đem người ý nghĩ sửa sang lại. Uông Kiến Minh nói, không vội, người trước dưỡng thương. Tần Chính Dương nói, vốn chính là vết thương nhẹ, không có gì ảnh hưởng, lại nói ta tổn thương chính là chân cũng không phải tay, công việc sẽ không nhận ảnh hưởng. Uông Kiến Minh vui mừng gật gật đầu, hắn đi vào Đông Châu chính xác nhất nhân sự phân công chính là để Tần Chính Dương đảm nhiệm thư ký của mình, nói đến cái này còn nhờ vào Hứa Thuần Lương đề cử. Nhìn như vậy đến, Hứa Thuần Lương còn có biết nhân chi có thể. Tần Chính Dương nói, Cổ Tuyền Trấn Tương Kỳ Dũng đồng chí tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng vấn đề bên trên có chút không đủ thanh tỉnh. Uông Kiến Minh lạnh nhạt cười nói, hắn vừa tiến vào thể chế không lâu, nóng lòng chứng minh mình, người trẻ tuổi đều là tại ngăn trở bên trong không ngừng trưởng thành. Tần Chính Dương nói, hắn đi Cổ Tuyền Trấn thời gian không lâu, tại sao phải giúp Dương Hồng Căn ra mặt? Hoàn toàn không có cần thiết này a. Ai cũng có mấy cái bằng hữu. Uông Kiến Minh hời hợt một câu mang qua. Hắn không chịu nói, Tần Chính Dương đương nhiên không dám truy vấn, bất quá từ Uông Kiến Minh để lộ ra tin tức đến suy đoán, Tương Kỳ Dũng cùng Dương Hồng Căn quan hệ cũng không phổ thông, nếu không Tương Kỳ Dũng cũng không trở thành vì Dương Sơn nghĩa địa công cộng gây lãnh đạo không vui. Vương Đồng An vẫn luôn đang chăm chú chuyện tiến triển, một ngày này phát sinh cố sự quá nhiều cũng quá đặc sắc, nghe được Vương Đồng An hãi hùng khiếp vía. Tần Chính Dương bị chó cắn, Hứa Thuần Lương đơn thương độc mã giết vào Dương Sơn nghĩa địa công cộng, xử lý hai đầu ác khuyển là Tần Chính Dương xuất khí, nghe vào chuyện này tràn đầy truyền kỳ. Vương Đồng An không kỳ vọng cái gì truyền kỳ sự tình phát sinh, nhất là cùng cục dân chính có quan hệ, hắn chỉ hy vọng phạm vi quyền lực của mình bên trong, công việc tiến hành đến bốn bể yên tĩnh, tuyệt đối đừng náo ra loạn gì. Nhưng chuyện trên đời này tình thường thường là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Uông Kiến Minh triệu kiến để Vương Đồng An minh bạch thái độ hắn. Mỗi người nhìn vấn đề điểm cũng không giống nhau, Vương Đồng An cho rằng vấn đề căn bản xuất hiện ở Địch Bình Thanh trên thân, trong thành phố đối Địch Bình Thanh đầu tư Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình bất mãn, cho rằng dân chính không nên tại phương diện này cho hắn mở tiền lệ. Vương Đồng An chủ động liên hệ Địch Bình Thanh, minh xác nói cho hắn biết, trong thành phố đã chú ý đến Dương Sơn nghĩa địa công cộng một chút vi quy hành vi. Hy vọng Địch Bình Thanh tạm hoãn đầu tư Dương Sơn nghĩa địa công cộng quyết định.
Địch Bình Thanh đối Vương Đồng An thái độ cũng không cảm thấy kỳ quái, hai ngày này Dương Sơn nghĩa địa công cộng liên tiếp sự tình đã để hắn ý thức được tiền cảnh không ổn, hết thảy đều là từ Hứa Thuần Lương đi cục dân chính bắt đầu, tiểu tử này đối với mình ghi hận trong lòng, trở tay chính là một đao, lần này nhường một chút hắn ra không ít máu. Địch Bình Thanh mặt ngoài thái độ vẫn là phối hợp, hắn mời Vương Đồng An yên tâm, mình sẽ cẩn thận cân nhắc đầu tư Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình. Cụ thể chi tiết còn muốn cùng Cổ Tuyền trấn phương diện bàn bạc, hy vọng có thể tìm tới một cái, đã có thể bảo tồn mọi người mặt mũi, lại có thể tận khả năng giảm bớt song phương tổn thất phương pháp. Hắn không có nóng lòng làm ra rời khỏi Dương Sơn nghĩa địa công cộng quyết định, dự định trước quan sát mấy ngày, Uông Kiến Minh phải chăng còn có tiến một bước đại động tác. Vương Đồng An đối Địch Bình Thanh hay là vô cùng khách khí, hắn rõ ràng Bình Thanh bối cảnh. Địch Bình Thanh có thể điều dưỡng giả sản nghiệp làm được quy mô như vậy cũng đủ để chứng minh hắn tại dân chính căn cơ hùng hậu đến mức nào. Xác nhận Địch Bình Thanh nguyện ý nhượng bộ về sau, Vương Đồng An lại đem Hứa Thuần Lương cho gọi vào phòng làm việc của mình, đầu tiên khẳng định Hứa Thuần Lương đi vào cục dân chính về sau công việc biểu hiện, sau đó lời nói để mới chậm rãi giao qua Dương Sơn nghĩa địa công cộng phía trên. Vương Đồng An nói, Thuần Lương, chúng ta dân chính công việc chủ yếu là cùng lão bách tính liên hệ. Xử lý loại chuyện này nhất định không thể quá cấp tiến, ta nghe nói người tại Dương Sơn nghĩa địa công cộng cùng nơi đó nhân viên công tác đánh nhau. Hứa Thuần Lương cười nói, xem ra tin tức của ngài không đủ chuẩn xác, không phải đánh nhau, là đánh người. Vương Đồng An hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, không nghĩ tới hắn thế mà trà đại phương thừa nhận, đánh người liền càng không tốt, đối đãi cơ sở nhân viên công tác chúng ta muốn hiểu chi lấy lý lấy tình động, thuyết phục giáo dục là chủ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như người tại hiện trường liền sẽ không như thế nói, ta cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn thả chó cắn ta, ta cùng người giảng đạo lý có thể giảng thông, cùng chó giảng đạo lý bọn hắn có thể nghe sao? Vương Đồng An bị hắn cho đang hỏi, hắn cũng nghe nói Tần Chính Dương bị chó cắn sự tình, bất quá chuyện này trước mắt vẫn là truyền ngôn, chưa quan phương chứng thực. Vương Đồng An cũng không có tiếp tục nói đi xuống, cười tủm tỉm nói, người tại xã cứu khoa công việc còn thích ứng sao? Hứa Thuần Lương vừa nghe liền hiểu, Vương Đồng An là đang nhắc nhở hắn đừng quên bản chức công việc, trước mắt hắn là xã cứu khoa khoa trưởng, mấy ngày gần đây nhất xử lý hoạt động đều cùng xã cứu khoa không quan hệ. Hứa Thuần Lương cố ý thở dài nói, ta vốn cho rằng cục dân chính chủ yếu là cho lão bách tính làm việc, nội bộ quan hệ tương đối đơn thuần, thật là làm thật đúng là không phải có chuyện như vậy, khoa chúng ta phó khoa trưởng Lý Học Khánh đồng chí đối ta hẳn là có bất mãn. Rất nhiều chuyện đều vòng qua ta trực tiếp hướng lãnh đạo cấp trên làm báo cáo, ta hiện tại liền cùng cái bài trí không sai biệt lắm. Vương Đồng An sửng sốt một chút, tiểu Hứa, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hắn không có trực tiếp hướng ta báo cáo à? Hứa Thuần Lương nói là toàn thành phố thành hương cư dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ sự tình, xã khoa làm xong sơ bộ phương án từ Lý Học Khánh đưa giao nộp đến Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ nơi đó, chuyện này đã sớm từ Diêm Ái Quốc thông báo cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hai ngày này tinh lực chủ phải đặt ở Dương Sơn nghĩa địa công cộng phía trên, còn không có lo lắng thu thập Lý Học Khánh. Đã Vương Đồng An hỏi, Hứa Thuần Lương đương nhiên muốn đem chuyện này cho tung ra. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là liền người cũng cùng một chỗ giấu giếm, ta đến cục dân chính thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là ta cũng đã được nghe nói, Lý Học Khánh cùng Tống Cục quan hệ không tệ. Vương Đồng An biết rõ tiểu tử này là đang khích bác ly gián. Trong lòng vẫn là cảm giác được không thoải mái, không có một cái nào lãnh đạo thích thuộc hạ làm việc đem mình cho giấu giếm được đi, đây chính là lừa trên gạt dưới. Vương Đồng An nhíu mày một cái nói, tiểu Hứa, ngươi là xã cứu khoa khoa trưởng, gặp được loại vấn đề này ngươi muốn trực tiếp nói ra. Hứa Thuần Lương nói, ta mới đến, luôn muốn thiện chí giúp người, cùng phòng đồng sự giữ gìn mối quan hệ, đoán chừng có ít người tướng ta lấy lòng trở thành yếu thế. Vương Đồng An nói, thân là phòng lãnh đạo lập trường muốn tươi sáng, thái độ phải rõ ràng, không phải ngươi làm sao phục chúng. Hứa Thuần Lương nói, ta sợ hắn không tiếp thụ được. Vương Đồng An nói, không tiếp thụ được cũng phải tiếp nhận, hắn nếu không phục từ lãnh đạo để hắn xéo đi. Hứa Thuần Lương cười hì hì nói, minh bạch. Vương Đồng An trong lòng bỗng nhiên siết chặt, ý thức được mình khả năng bị tiểu tử này cho xáo lộ, tranh thủ thời gian bù nói, đương nhiên tận lực vẫn là phải đoàn kết đồng sự. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết đồng chí. Vương Đồng An trong lòng tự nhủ ta không phải ý tứ này, tiểu tử này ý là muốn đoàn kết phòng đồng sự cùng một chỗ đối phó Lý Học Khánh. Xuyên tạc ta thật là có một bộ. Hứa Thuần Lương đi vào xã cứu khoa, phòng bên trong mấy người ngay tại vây quanh Lý Học Khánh nói gì đó,
Hứa Thuần Lương vừa đến, tất cả mọi người không lên tiếng, lúc này Diêm Ái Quốc cũng không tại, Hứa Thuần Lương liền cái người nói chuyện cũng bị mất. Kỳ thật cái này cũng trách không được người ta, Hứa Thuần Lương từ khi tiền nhiệm về sau, tại xã cứu khoa dạo chơi một thời gian giải rác có thể đếm được, bên này công việc trên cơ bản đều là Lý Học Khánh cùng Diêm Ái Quốc đang phụ trách, những khoa thất khác thành viên đối Hứa Thuần Lương vị này khoa trưởng cũng phi thường lạ lẫm, ngay trước Lý Học Khánh trước mặt, cũng không ai chủ động chào hỏi hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, tiếp lấy trò chuyện, làm sao ta đến một lần đều không nói. Lý Học Khánh nói, chúng ta bàn công việc đâu. Hứa Thuần Lương nói, tiếp lấy đàm, ta cũng nghe một chút. Lý Học Khánh nói xong rồi, vừa mới vây quanh hắn nói chuyện mấy tên khoa viên tranh thủ thời gian tản ra. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Lý Học Khánh, lão Lý, toàn thành phố thành hương cư dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ tiêu chuẩn sự tình làm xong chưa? Lý Học Khánh nói, tốt, đã đưa lên. Hứa Thuần Lương cười đến càng phát ra sán lạn, đưa lên, ta đều không thấy đâu ngươi liền báo lên rồi. Lý Học Khánh nói, là như thế này, hai ngày trước ngươi không tại, cấp trên muốn được vừa vội, cho nên ta trước hết cho báo lên, dù sao chuyện này tại ngươi trước khi đến liền định đến không sai biệt lắm. Hứa Thuần Lương nụ cười trên mặt đột nhiên thu liếm, ngươi là khoa trưởng ta là khoa trưởng. Lý Học Khánh nói, ngươi là, nhưng là, hắn muốn nói nhưng là toàn thành phố thành hương cư dân thấp nhất sinh hoạt bảo hộ tiêu chuẩn công việc là chúng ta làm, ngươi vừa tới, ngươi đối tình huống không hiểu rõ. Hứa Thuần Lương căn bản không nói cho hắn xong nói cơ hội, xã cứu khoa là ngươi nói tính vẫn là ta quyết định. Lý Học Khánh có chút bó tay rồi, con hàng này thật đúng là không kiêng kỵ, trên nguyên tắc là ngươi nói tính. Hứa Thuần Lương nói, cái gì gọi là trên nguyên tắc? Lý Học Khánh thật đúng là không sợ hãi hắn, trên nguyên tắc ý tứ chính là lãnh đạo quyết sách đối thời điểm chúng ta nghe lãnh đạo, nhưng lãnh đạo nếu là hợp làm không ăn ý, lung tung chỉ huy, chúng ta không thể không có chút nào nguyên tắc phục từ. Một đám khoa viên đều không lên tiếng, yên lặng nhìn xem hai người này mâu thuẫn công khai hóa, kỳ thật xã cứu khoa khoa viên hơn phân nửa đối Hứa Thuần Lương đều là không phục. Người này tuổi còn trẻ đi vào về sau cũng không gặp hắn tại phòng ở lại, thật vất vả trở về một chuyến, lập tức liền bắt đầu đùa nghịch quan uy. Bọn hắn ước gì Lý Học Khánh sát sát uy phong của hắn. Hứa Thuần Lương nói, lão Lý, ta không tại phòng ta không có điện thoại. Ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta, ngươi đối ta có hay không tối thiểu tôn trọng. Lý Học Khánh nói, không có ý tứ, lúc ấy ta chỉ muốn mau chóng đem hoàn thành công tác, không để ý đến chuyện này, lần sau ta chú ý. Hứa Thuần Lương nói, cuối tuần có cái 6 huyện phúc lợi đơn vị tình huống điều tra nghiên cứu, người vất vả một cái đi, lần này đại khái đến thời gian nửa tháng. Lý Học Khánh nhìn qua Hứa Thuần Lương, ta làm sao không biết. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi là phó chức, không biết cũng rất bình thường. Lý Học Khánh trong lòng minh bạch, đây là Hứa Thuần Lương mượn cớ tướng mình cho xung quân, hắn lớn tiếng nói, dạng này điều tra nghiên cứu công việc, người nào không thể đi, ta còn có rất nhiều công việc muốn làm. Cấp trên trở lấy muốn đờ. Hứa Thuần Lương nói, công việc của người ta sẽ an bài người tiếp nhận, đi cơ sở điều tra nghiên cứu cũng là công việc, lão Lý ngươi trong công tác không thể kén cá chọn canh a. Lý Học Khánh cả giận nói, ta lúc nào kén cá chọn canh rồi. Hứa Thuần Lương nói, mọi người cùng nhau đem công việc làm xong, tiêu chuẩn mô phỏng đã đặt xong, ngươi liên tục không ngừng cho lãnh đạo đưa đi, ai không thể đưa a. Không phải ngươi đi a, ngươi suy nghĩ cái gì mọi người đều biết. Ta không có nói rõ là cân nhắc đến ngươi là lão đồng chí, cho ngươi lưu chút mặt mũi. Lý Học Khánh tức giận đến mặt đều tái rồi, ngươi đây không phải nói rõ. Hắn lớn tiếng nói, Hứa khoa trưởng, ngươi không cần lưu cho ta mặt mũi, ngươi không phải liền là cảm thấy ta không có thông chi ngươi liền đem tiêu chuẩn báo lên sao. Cho nên ngươi liền muốn cho ta đi trong huyện điều tra nghiên cứu, để cho ta rời đi phòng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, lão Lý, ngươi người này làm sao có chút bị hại vọng tưởng đâu. Con người của ta từ trước đến nay công và tư rõ ràng, trong công tác ta chưa từng châm đối với bất kỳ người nào. Lý Học Khánh nói, được, ta đi có thể, vậy ta trong tay công việc ai làm? Lúc này một vị khác phó khoa trưởng Diêm Ái Quốc trở về. Hứa Thuần Lương nói, lão Diêm, người đến rất đúng lúc, Lý phó khoa trưởng gần nhất muốn đi trong huyện điều tra nghiên cứu, trong tay hắn công việc ngươi có thể tiếp được sao? Diêm Ái Quốc nói, không có vấn đề. Lý Học Khánh nhìn hằm hằm Diêm Ái Quốc, trong lòng thầm mắng, Diêm Ái Quốc ngươi mã lệ sát phách, ta cùng ngươi đồng sự nhiều năm như vậy, mặc dù chúng ta không là bằng hữu đi, nhưng ta một mực cũng không có đem ngươi trở thành địch nhân,
ngươi nha cả ngày một phó không tranh quyền thế dáng vẻ, náo loạn nửa ngày một mực kìm nén kình chờ lấy lừa ta đâu. Hứa Thuần Lương nói, xã cứu khoa không phải ta một người, dựa vào ta một người cũng không thể hoàn thành nhiều công việc như vậy, cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phối hợp, ta mới đến, phương diện khác ta cũng không tốt hứa hẹn, bất quá có chuyện ta muốn nói cho mọi người, thông qua ta cùng cải cách làm câu thông, khoa chúng ta thất tất cả mọi người tích hiệu từ tháng sau bắt đầu đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên. Phòng thành viên từng cái nửa tin nửa ngờ, tại Từ Diêm Ái Quốc nơi đó đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, từng cái nhao nhao vỗ tay, đối phổ thông khoa viên tới nói, thăng quan cách bọn họ quá xa xôi, ai làm khoa trưởng bọn hắn cũng không là quá quan tâm, nhưng là tích hiệu liên quan đến bọn hắn thực tế thu nhập, ai cũng không chê tiền cắn tay. Hứa Thuần Lương đi vào về sau lập tức bắt đầu cải thiện bọn hắn đãi ngộ, đây là thực tế nhất, cũng là Lý Học Khánh không có năng lực làm được. Lý Học Khánh không có vỗ tay, hắn yên lặng rời đi xã cứu khoa, trực tiếp đi tìm Tống Tân Vũ, vừa vặn Tống Tân Vũ lúc này không tại, hắn lấy hết dũng khí đi tìm cục trưởng Vương Đồng An. Vương Đồng An đang đánh điện thoại, Lý Học Khánh không dám đánh nhiễu, đứng tại cửa ra vào các loại trong chốc lát, chờ đến Vương Đồng An cúp điện thoại, hắn lúc này mới đi qua, Vương Cục, ta muốn tìm người phản ứng chút tình huống. Vương Đồng An nói, các ngươi không phải có phòng lãnh đạo sao? Lý Học Khánh nghe ra hắn là nói mình vượt cấp báo cáo, Lý Học Khánh nói, Vương Cục, ta chính là nghĩ phản ứng chuyện của hắn. Vương Đồng An nhẹ gật đầu, nói đi. Lý Học Khánh đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Vương Đồng An sau khi nghe xong nở nụ cười, tiểu Lý A, ta cảm thấy không có vấn đề gì A, phòng lãnh đạo có quyền đối thuộc hạ làm ra an bài công việc. Lý Học Khánh nói, thế nhưng là thấp nhất sinh hoạt bảo hộ tiêu chuẩn sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc, cho tới nay đều là ta mang người đang làm, lúc này rời đi ta sợ rằng sẽ hợp làm tiến độ tạo thành ảnh hưởng. Vương Đồng An trong lòng tự nhủ khó trách Hứa Thuần Lương phiền hắn. Người này đem mình coi quá nặng muốn, địa cầu rời ai không chiếu chuyển. Vương Đồng An nói, khó được ngươi hợp làm để ý như vậy, có thể đi trong huyện làm điều tra nghiên cứu cùng ngươi bây giờ công việc cũng không mâu thuẫn. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, đến đâu mà không phải một dạng làm việc. Quay đầu ta cùng tiểu Hứa nói một chút, món kia công việc vẫn là lấy ngươi làm chủ. Lý Học Khánh mắt choáng váng, vốn là muốn phàn nàn vài câu. Hy vọng Vương Đồng An có thể để Hứa Thuần Lương rút về để cho mình đi trong huyện điều tra nghiên cứu quyết định. Hiện tại ngược lại tốt, Vương Đồng An không những không muốn cải biến Hứa Thuần Lương quyết định, còn muốn cho mình thêm gánh. Lý Học Khánh vội vàng nói, kia vẫn là thôi đi, ta phục tùng lãnh đạo an bài. Đã sự tình đã trở thành kết cục đã định, hắn dứt khoát đem gánh quẳng xuống, hắn ngược lại muốn xem Diêm Ái Quốc có thể hay không đem công việc làm tốt, hắn thấy người khác đều không có năng lực như thế. Vương Đồng An nhìn thấy Lý Học Khánh còn chưa đi, nhíu mày một cái nói, ngươi còn có việc. Lý Học Khánh nói, Vương Cục, ta cảm thấy Hứa Thuần Lương làm việc có chút quá mức hiệu quả và lợi ích, vừa rồi hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói phải cho ta nhóm khoa tăng lên tích hiệu tiền lương, ta tạm thời bất luận chuyện này thật giả, loại này hành vi dễ dàng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vương Đồng An nói, tích hiệu sự tình ta không rõ ràng, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể đi tìm cải cách xử lý, làm sao? Tăng lương cho ngươi ngươi không cao hứng. Lý Học Khánh tranh thủ thời gian lắc đầu. Vương Đồng An nói, không có chuyện gì khác đi. Lý Học Khánh lại lắc đầu, yên lặng lui ra ngoài, lúc trở về trải qua Tống Tân Vũ văn phòng, nhìn thấy Tống Tân Vũ đã trở về. Lý Học Khánh suy nghĩ một chút, không có đi vào, bởi vì hắn dự cảm đến Tống Tân Vũ cũng sẽ không giúp hắn ra mặt. Hoàng Vọng Lân trong khoảng thời gian này tại Đông Châu trợ giúp Văn Lữ Cục khảo sát mấy nơi, cũng đưa ra mình một chút đề nghị. Cùng ngày đi Văn Miếu công trường khảo sát một ngày sau đó trở lại một chiêu, không nghĩ tới Địch Bình Thanh ở đại sảnh chờ hắn. Hoàng Vọng Lân cùng Địch Bình Thanh cùng là bì môn trưởng lão, quan hệ giữa hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá bình thường giữa bọn hắn lui tới cũng không nhiều. Địch Bình Thanh cười nghênh đón, Hoàng Tam gia, người đến Đông Châu cũng không cho ta biết một tiếng. Hoàng Vọng Lân vui tươi hớn hở cùng hắn nắm tay, ta lần này đến Đông Châu là ứng Văn Lữ Cục mời, hỗ trợ bày mưu tính kế. Ta biết ngươi sinh ý bận rộn, không dám đánh nhiễu ngươi Địch đại lão bản. Địch Bình Thanh cười nói, ta tính là gì đại lão bản, tại Hoàng Tam gia trước mặt, ta mãi mãi cũng là tiểu huynh đệ. Hoàng Vọng Lân mời Địch Bình Thanh đi trong phòng ngồi, Địch Bình Thanh biểu thị, đêm nay hắn đã tại một chiêu đã đặt xong gian phòng, cho Hoàng Vọng Lân bày tiệc mời khách. Đi theo Hoàng Vọng Lân đi vào gian phòng bên trong, Hoàng Vọng Lân đem trà pha tốt, hai người ngồi đối diện vừa uống vừa trò chuyện. Địch Bình Thanh nói, Tam gia,
môn chủ khảo hạch còn lại không có bao nhiêu ngày rồi đi. Hoàng Vọng Lân thở dài nói, không biết nàng chuẩn bị thế nào. Mặc dù từ xác định khảo hạch đến chính thức khảo hạch có nửa năm thời gian chuẩn bị, nhưng theo bọn hắn nghĩ cái này chút thời gian là căn bản không đủ, bí môn sáu kỹ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ. Đến lúc đó Hạ Hầu Mộc Lan cái này đời môn chủ chỉ sợ không chỉ đem đời bỏ đi, liền môn chủ hai chữ cũng muốn cùng nhau bỏ đi. Địch Bình Thanh nói, bí môn khai tông lập phái truyền thừa đến nay liền không có qua nữ nhân làm môn chủ tiền lệ. Hoàng Vọng Lân nói, quy củ là môn chủ định ra tới, môn chủ nếu là sửa đổi cũng không phải vi quy, chúng ta tự nhiên tuân theo. Hắn phi thường rõ ràng, Địch Bình Thanh người này một mực ngấp nghé môn chủ chi vị. Hạ Hầu Tôn lại tướng môn chủ chi vị truyền cho nữ nhi của hắn, cái này khiến Địch Bình Thanh thất vọng. Địch Bình Thanh nói, môn chủ những năm này thâm cư không ra ngoài, trong môn sự vụ hắn đã rất ít hỏi đến, nói câu không nên nói, hắn những năm này cũng không tẫn trách. Hoàng Vọng Lân kỳ thật cùng hắn có một dạng ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không biểu lộ. Địch Bình Thanh nói, bị môn trong giang hồ lực ảnh hưởng không ngừng hạ xuống, nội bộ phân tranh không ngừng, cái này cùng môn chủ những năm này không làm có quan hệ. Trước mấy trận, hắn lại tế ra thanh lý môn hộ đại chiêu, khiến cho thiên nộ người oán, nội bộ mâu thuẫn tiến một bước bị kích thích, tam gia, người chẳng lẽ nhìn không ra cái gọi là thanh lý môn hộ, nhưng thật ra là ý của túy ông không phải ở rượu. Hoàng Vọng Lân nói, Địch lão đệ, Vũ Viên Nghĩa người kia đúng là trừng phạt đúng tội, đối với chuyện này ta cho rằng môn chủ quyết định không sai. Địch Bình Thanh nói, ta cũng không nói môn chủ tướng Vũ Viên Nghĩa trục xuất bì môn có lỗi. Nhưng là môn chủ điểm xuất phát người ta đều rõ ràng, hắn là muốn là mình nữ nhi kế thừa môn chủ chi vị sớm thanh lý chướng ngại, người ta như là công khai phản đối, chỉ sợ hắn cũng sẽ đem họng súng chỉ hướng chúng ta. Hoàng Vọng Lân cười nói, tin tưởng môn chủ tự có đạo lý của hắn, người ta liền không cần quá lo lắng. Địch Bình Thanh nói, chúng ta nếu là không vì bì môn cân nhắc còn có ai? Cha Ân Hiên lão hồ ly kia đã đem hắn chấp pháp trưởng lão chi vị truyền cho con của hắn cha Hữu Lương. Mạnh Hoài Nghĩa không đi đường ngay, hắc liệu quá nhiều, bì môn sinh tử tồn vong chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta. Hoàng Vọng Lân thở dài nói, Địch lão đệ, ta tuổi tác đã cao, trong môn sự tình, có lòng không đủ lực. Địch Bình Thanh nói, cha Hữu Lương đều có thể vào bì môn trở thành trưởng lão, vì cái gì con trai của ngài không thể. Luận tài năng, luận thành tựu, công hiền điểm nào không bằng hắn. Hoàng Vọng Lân làm sao có thể nghe không ra hắn là đang cố ý chọn từ bản thân cùng chung mối thù chi tâm, lạnh nhạt cười nói, công hiền cũng không biết ta thân ở bì môn, ta cũng không muốn hắn tham gia trong môn không phải là. Địch Bình Thanh nói, người có chí riêng, công hiền nếu không muốn gia nhập bản môn, chúng ta tự nhiên không tốt miễn cưỡng. 1. Hoàng Vọng Lân nói, kỳ thật hiện tại sớm đã không là đã đi qua giang hồ, suy sụp không chỉ là bì môn, môn phái khác cũng giống như vậy. Chúng ta cuối cùng phải tiếp nhận hiện thực này. Địch Bình Thanh mỉm cười nói, tam gia, thời đại hoàn toàn chính xác cải biến, nhưng là cũng không có nghĩa là giang hồ đã biến mất, những môn phái kia biến mất nguyên nhân là không hiểu được cầu mới cầu biến, chỉ cần tìm đúng phương hướng, bì môn không những sẽ không suy sụp ngược lại sẽ trọng trấn huy hoàng. Hoàng Vọng Lân từ Địch Bình Thanh hai mắt bên trong thấy được dã tâm cùng dục vọng, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng là hắn không tiện nói. Địch Bình Thanh nói, tam gia cùng Hứa Thuần Lương rất quen. Hoàng Vọng Lân gật đầu nói, chúng ta coi là bạn vong niên. Địch Bình Thanh nói, ta cùng hắn cũng nhận biết thời gian không ngắn, bất quá chúng ta hai người từ đầu đến cuối có chút không hợp phách. Hoàng Vọng Lân cười nói, giữa người và người phải để ý một cái chữ duyên. Hắn đối Bình Thanh cùng Hứa Thuần Lương trở mặt sự tình cũng có nghe thấy, bất quá Hoàng Vọng Lân không có ý định tham gia, một cái là hắn bạn vong niên. Một cái là đồng môn của hắn, đứng tại một bên nào đều không tốt. Giống Hứa Thuần Lương cùng Địch Bình Thanh đều là người thông minh tuyệt đỉnh, lấy bọn hắn EQ cùng năng lực nếu là không cách nào hóa giải mâu thuẫn, người khác cũng nhúng tay cũng là tốn công vô ích. Địch Bình Thanh nói, tam gia là thông qua đời môn chủ nhận biết. Hoàng Vọng Lân nao nao, người tại sao lại nói như vậy? Địch Bình Thanh nói, đời môn chủ cùng Hứa Thuần Lương quan hệ rất không bình thường đâu, tam gia không phải không biết ha. Hoàng Vọng Lân lắc đầu, ta chưa nghe nói qua. Địch Bình Thanh nói, không thể nào, Mộc Lan tập đoàn trước đó vài ngày lâm vào dược phẩm giả dối phiền phức, lúc ấy cấp trên phái tới tổ điều tra, công hiền cũng là trong đó thành viên, chẳng lẽ hắn chưa từng đã nói với ngươi? Hoàng Vọng Lân quả quyết phủ định nói, chưa nói qua, hắn chưa hề đều không theo ta trò chuyện công vụ bên trên sự tình. Địch Bình Thanh nói, ta còn nghe nói,
Mộc Lan tập đoàn phiền phức sở dĩ có thể giải quyết, tất cả đều bởi vì Hứa Thuần Lương đi tìm hắn mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn, nếu như là phổ thông quan hệ, hắn hẳn là sẽ không ra như thế lớn lực. Hoàng Vọng Lân trong lòng thầm nghĩ, Địch Bình Thanh là cố ý nói cho mình nghe, lần trước con trai mình bởi vì trong dược vật phụ tử thành phần, lâm vào một trận phiền phức, may mắn là Hứa Thuần Lương hỗ trợ mới biến nguy thành an, Địch Bình Thanh không có khả năng không biết. Hoàng Vọng Lân càng phát ra cảnh giác, Hứa Thuần Lương giao du rộng khắp, hắn nhận biết đời môn chủ cũng rất bình thường. Địch Bình Thanh nói, Mộc Lan tập đoàn bị liệt là quốc gia trung y thuốc trọng điểm nâng đỡ căn cứ, hưởng thụ chính sách phụ cấp, hạ hầu Mộc Lan trước đó không lâu tiếp thủ Nhân Hòa Đường đại bộ phận cổ phần là Tào Bình Nghĩa chuyển nhượng cho nàng. Hoàng Vọng Lân nói, sinh ý trên trận đây không phải rất bình thường. Địch Bình Thanh nói, ở trong đó đến cùng nội tình gì ta không nói đến, ta chỉ biết là Tào Bình Nghĩa bởi vì Nhân Hòa Đường nhãn hiệu sự tình cùng Hứa Thuần Lương đánh qua kiện cáo, về sau chủ động rút đơn kiện. Tại đoạn thời gian kia Thần Nông tập đoàn trước bị Trung y thuốc cục quản lý từ trọng điểm nâng đỡ trong danh sách hoạch rơi, về sau lại tăng bổ đi vào. Hoàng Vọng Lân nói, lấy Thần Nông tập đoàn thực lực cùng lực ảnh hưởng tiến vào danh sách này cũng là bình thường, làm sao? Người hoài nghi là Hứa Thuần Lương làm ra tác dụng. Địch Bình Thanh cười nói, qua không bao lâu, Tào Bình Nghĩa liền nhảy ra công khai ủng hộ hạ hầu Mộc Lan gánh đảm nhận môn chủ chi vị, tam gia không cảm thấy kỳ quái. Hoàng Vọng Lân hỏi ngược lại, có cái gì kỳ quái? Địch Bình Thanh nói, Tào Bình Nghĩa thái độ ta là biết đến, hắn ngay từ đầu là phản đối môn chủ truyền vị cho hạ hầu Mộc Lan. Người thái độ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nói không chừng hắn nghĩ thông suốt. Địch Bình Thanh lắc đầu, Tào Bình Nghĩa người này tam gia cũng hẳn là có hiểu biết, người này trọng lợi khinh nghĩa, có thể để cho hắn cải biến nguyên nhân 89 phần 10 là lợi ích, ta hoài nghi hắn cùng Hứa Thuần Lương. Hạ hầu Mộc Lan chi ở giữa tự mình đạt thành bí mật giao dịch. Hoàng Vọng Lân nói, thương nghiệp hợp tác cũng là bình thường. Địch Bình Thanh nói, hợp tác mặc dù bình thường, nhưng là Tào Bình Nghĩa bởi vì lợi ích mà ra mặt công khai ủng hộ hạ hầu Mộc Lan liền không bình thường, nếu như phía sau bởi vì Hứa Thuần Lương, đó chính là cấu kết ngoại nhân tham gia chúng ta bì môn nội vụ, đây là bì môn tối kỵ. Hoàng Vọng Lân ý thức theo khảo hạch ngày tới gần, bì môn nội bộ đã sóng ngầm phun trào. Thế lực khắp nơi đều tại tích cực tranh thủ người ủng hộ, thân là bì môn bốn đại trưởng lão một trong, hắn muốn bứt ra sự tình bên ngoài căn bản là không khả năng sự tình. Địch Bình Thanh xem thấu tâm ý của hắn, thấp giọng thở dài nói, tam gia, kỳ thật ta sớm đã công thành danh toại, hoàn toàn có thể bứt ra sự tình bên ngoài, nhưng ta không thể thân là trưởng lão, ta nếu là đối bì môn không nghe thấy không hỏi, lại có thể nào xứng đáng lịch đại tổ sư gia? Thân là bì môn đệ tử, ta lại sao có thể nhẫn tâm nhìn xem bì môn như vậy trầm luân xuống dưới. Hoàng Vọng Lân nói, kỳ thật hạ hầu tiểu thư cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, từ khi môn chủ phai nhạt ra khỏi về sau, Mộc Lan tập đoàn tại nàng kinh doanh phía dưới cũng là phát triển không ngừng. Địch Bình Thanh nói, kinh thương cùng thống lĩnh một môn phái là hoàn toàn khái niệm khác nhau, không phải ta nói chuyện giật gân, nàng trung quy là một nữ nhân, nàng cùng Hứa Thuần Lương hiện tại quan hệ cực kỳ mập mờ. Người có muốn hay không qua, nữ nhân một khi lâm vào võng tình liền sẽ không lý trí chút nào có thể nói, nàng như nắm trong tay bì môn, chẳng khác nào Hứa Thuần Lương gián tiếp nắm trong tay bì môn, cái này nên cỡ nào chuyện nguy hiểm. Hoàng Vọng Lân nhưng trong lòng cũng không tán đồng, hắn thậm chí cho rằng coi như Hứa Thuần Lương trưởng khống bì môn cũng không có gì không tốt, Hứa Thuần Lương tuổi trẻ tài cao, năng lực xuất chúng, như là như vậy người có thể trở thành bì môn chi chủ có lẽ so hạ hầu Mộc Lan thích hợp hơn một chút. Ý của ngươi là muốn nhảy ra phản đối môn chủ quyết định. Địch Bình Thanh nói, tam gia, ta cũng không phải là phản đối môn chủ quyết định, mà là muốn đối tương lai môn chủ quyền lực có hạn chế. Hoàng Vọng Lân có chút không hiểu nhìn qua hắn. Địch Bình Thanh nói, quyền lực nếu là không thêm hạn chế liền sẽ trở thành ăn người mãnh hổ, chúng ta nhất định phải cho quyền lực tăng thêm chiếc lồng. Ta có một ý tưởng, chúng ta nhất định phải cho tương lai môn chủ thêm một chút hạn chế, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Môn chủ đã có thể bài trừ bì môn quy củ truyền vị cho nữ nhi của hắn, chúng ta liền nên có phản ứng, nếu là nữ tính trở thành môn chủ nhất định phải hứa hẹn cả đời không gả, không được sinh con dưỡng cái, như làm trái lưng, tương đương với chủ động từ bỏ môn chủ chi vị. Cái gì? Hoàng Vọng Lân biểu lộ kinh ngạc, Địch Bình Thanh cái này cũng có thể nghĩ ra được, đều thời đại nào, thế mà còn cần như thế phong kiến quy củ để ước thúc người khác. Địch Bình Thanh nói, ta cũng không phải là nhằm vào hạ hầu Mộc Lan. Là vì mất bò mới lo làm chuồng, nếu mỗi người cũng giống như môn chủ làm như vậy, bì môn liền triệt để loạn quy củ, nếu hạ hầu Mộc Lan thuận lợi trở thành môn chủ,
nàng lấy môn chủ thân phận lấy chồng, lại sinh con dưỡng cái, bì môn chẳng phải là thành nàng nhà mình đất phần trăm. Về sau nói thế nào công bằng có thể nói. Hoàng Vọng Lân nói chuyện cưới gả, sinh con dưỡng cái, chính là một người tối thiểu quyền lợi, chúng ta há có thể đem tước đoạt. Địch Bình Thanh nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nàng nếu là một lòng muốn trở thành bì môn chi chủ nhất định phải có chỗ từ bỏ, nếu như nàng cảm thấy tình cảm cùng gia đình quan trọng hơn một chút, hoàn toàn có thể từ bỏ môn chủ chi vị, đi con đường nào tất cả nàng một ý niệm, chúng ta cũng không buộc nàng làm cái gì. Tam gia, chúng ta thân là bì môn trưởng lão, nếu là buông xuôi bỏ mặc, không có bất kỳ cái gì hành động, vậy bọn ta như thế nào đối diện lịch đại tổ sư? Hoàng Vọng Lân thầm nghĩ, Địch Bình Thanh nói tới mặc dù hà khắc, nhưng là cũng chưa chắc không phải không có đạo lý, nếu như Hạ Hầu Mộc Lan trở thành bì môn chi chủ, nàng tương lai lấy chồng sinh con về sau, ai có thể bảo chứng tâm tư của nàng tất cả đều thả tại bì môn? Nếu là nàng sinh con dưỡng cái nghỉ nghỉ sinh, bì môn cũng đi theo nghỉ nghỉ sinh hay sao? Huống hồ có chỗ ước thúc chưa chắc là xấu sự tình, nếu như nàng chịu không được, dứt khoát liền từ bỏ môn chủ chi vị, bởi vì cái gọi là muốn mang vương miện tất nhận nặng. Hoàng Vọng Lân thấp giọng nói, ngươi nhưng đã từng hỏi qua hắn ý kiến của hai người. Địch Bình Thanh cười nói, việc này chính là Mạnh Hoài Nghĩa đưa ra, cha Hữu Lương bên kia cũng đồng ý ý nghĩ này. Hoàng Vọng Lân nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, ba người bọn họ đã sớm câu thông qua, Địch Bình Thanh này người đã không cách nào che giấu dã tâm. Hắn cuối cùng muốn không chỉ có riêng là hạn chế môn chủ quyền lực đơn giản như vậy, mà là môn chủ chi vị. Hoàng Vọng Lân nói, trò chuyện cái để lời nói với người xa lạ, ta nghe nói đời môn chủ nguyên bản cố ý đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện tân y viện hạng mục, về sau bị ngươi nửa đường tiệt hồ, việc này không biết là thật là giả. Địch Bình Thanh cười ha ha nói, lời nói vô căn cứ thôi, thực không dám giấu giếm, hạng mục này hồi báo cũng không tính cao, Hạ Hầu Mộc Lan lúc trước sở dĩ có đầu tư ý nghĩ. Hoàn toàn là bởi vì Hứa Thuần Lương một lần phụ trách cái này hạng mục, nàng là muốn cho Hứa Thuần Lương hỗ trợ, căn bản không có nghĩ tới hồi báo vấn đề, cho nên nói nữ nhân một khi lâm vào võng tình liền sẽ làm ra không lý trí sự tình. Hoàng Vọng Lân hỏi ngược lại, đã hồi báo không cao, ngươi lại vì sao đầu nhập như thế lớn? Địch Bình Thanh sửng sốt một chút, kỳ thật không chỉ Hoàng Vọng Lân, quá nhiều người đều đối với hắn trọng kim đầu tư bệnh truyền nhiễm viện tân y viện cảm thấy không giải. Dù sao hắn tại khỏe mạnh dưỡng lão phương diện đã làm được phong sinh thủy khởi, mà phương diện này lợi nhuận muốn vượt xa truyền thống chữa bệnh, phong hiểm lại nhỏ hơn cái sau, đặt vào tốt như vậy thị trường không đi tiếp tục phát triển, ngược lại đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình, người khác nghi vấn động cơ của hắn cũng rất bình thường. Địch Bình Thanh thở dài nói, tam gia, ta vốn cho rằng coi như người khác không hiểu, người cũng nên lý giải ta, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, người hảo hảo huệ nhân đường không làm. Vì sao muốn đi làm lân chính đường? Người đến nhất định thời điểm, sẽ đối với mình trước đó xử lý hết thảy cảm thấy chán ghét, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại đối kiếm tiền đã không có hứng thú quá lớn, ta bắt đầu cân nhắc, mình có thể vì xã hội làm những gì. Hoàng Vọng Lân cảm khái nói, bội phục, Địch lão đệ cảnh giới không phải ta có thể bằng. Địch Bình Thanh nói, tam gia, ta cũng là từ người của ngài bên trên đạt được dẫn dắt, người sống một thế dù sao cũng phải làm chút chuyện có ý nghĩa. Hoàng Vọng Lân trong lòng nhưng không cho là như vậy, Địch Bình Thanh người này chưa hề đều là nói một đàng làm một nẻo. Hứa Thuần Lương dựa theo ước định đi bái phỏng Tiết Nhân Trung. Tiết Nhân Trung nhất mấy ngày gần đây một mực ở tại Trường Thiện Bệnh viện phụ cận Hoa Gian Đường, phục dụng Hứa lão gia tử kê đơn thuốc về sau, Tiết Nhân Trung ho xuyễn tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Tiết An Ninh hai tỷ đệ đều tại. Tiết An Lương là biết được phụ thân tại Đông Châu xem bệnh tin tức chuyên từ Nam Giang chạy đến. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương thời điểm, Tiết An Lương không tự chủ được toát ra mấy phần vẻ sợ hãi, dù sao hắn tại Hứa Thuần Lương trên tay cắm té ngã, đến bây giờ còn dựa vào Hứa Thuần Lương mớm thuốc mới có thể sống yên ổn sống qua ngày, không phải kia eo quấn bạc triệu độc tính đủ có thể khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hứa Thuần Lương chủ động hô, Tiết tiến sĩ cũng tới. Tiết An Lương nói, lần này nhờ có Hứa chủ nhiệm hỗ trợ, gia phụ sự tình làm phiền ngài. Hứa Thuần Lương cười nói, hướng về phía quan hệ của chúng ta ta cũng phải hết sức nỗ lực. Tiết An Lương trong lòng tự nhủ ta cùng ngươi cũng không có như vậy thân mật quan hệ, ngươi khi đó kém chút không có đem ta cho hại chết, đến bây giờ còn dùng độc dược áp chế ta vì ngươi làm việc, Bạch Mộ Sơn bên kia tình báo ta cũng không có ít hướng ngươi báo cáo. Tiết An Ninh nói, Hứa chủ nhiệm, cha ta trong sân chờ lấy đâu?
ta mang người đi qua. Hứa Thuần Lương nói, không cần, để Tiết tiến sĩ mang ta tới đi. Tiết An Ninh nhẹ gật đầu, hướng đệ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiết An Lương là Hứa Thuần Lương dẫn đường. Hứa Thuần Lương nói, cha ngươi sinh bệnh đã bao nhiêu năm? Tiết An Lương nói, đi qua thân thể vẫn luôn còn tốt, cũng chính là gần nhất 2 năm này bắt đầu ho khan. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói láo. Tiết An Lương dọa đến dùng mình một cái, ta không có nói láo, những năm này ta trên cơ bản đều bên ngoài đọc sách, cùng hắn cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, khả năng ta đối với hắn quan tâm không đủ, hắn cũng báo tin vui không báo lo. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này ngươi so ra kém tỷ tỷ ngươi. Tiết An Lương nói, Hứa chủ nhiệm, người y thuật cao minh, mong rằng người lần này có thể trợ giúp ta tra giải trừ ốm đau. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Mộ Sơn bên kia gần nhất có động tĩnh gì? Tiết An Lương nói, hắn gần nhất tất cả đều bận rộn phá giải giáp cốt văn, hẳn là gặp được vấn đề khó khăn, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, tính tình cũng không tốt. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất có hay không nhìn thấy Mặc Hàm? Tiết An Lương lắc đầu, không có, nàng từ Xích Đạo vốn liếng từ chức, người biết đến, chúng ta Long Cổ nhà bảo tàng cũng là Loan Tổng tài trợ. Nàng đã không vì Loan Tổng công tác, tự nhiên cũng sẽ không tới chúng ta cái này bên cạnh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi liền không có một chút xíu để cho ta ngạc nhiên tin tức. Tiết An Lương cố gắng suy nghĩ một chút nói, Loan Tổng gần nhất lại phát một lần bệnh, may mắn cứu giúp kịp thời mới nhặt về một cái mạng. Hứa Thuần Lương nhíu mày, việc này hắn thật không có nghe nói, lần trước đã từng là Loan Ngọc Xuyên bắt mạch, Loan Ngọc Xuyên bệnh ở động mạch vành đã tốt, làm sao nhanh như vậy lại phát bệnh rồi. Nói rõ chi tiết nói, đến cùng tình huống như thế nào? Tiết An Lương nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là Loan Tổng lần này là động mạch chủ tường kép, bệnh tình phi thường hung hiểm, kém chút chết mất, may mắn tỉnh nhân y Tô chủ nhiệm kịp thời phát hiện, cứu được hắn một đầu mệnh, bất quá Loan Tổng từ khi lần này phát bệnh về sau, cả người liền lười nhác rất nhiều, ta nghe nói hắn tướng Xích Đạo vốn liếng công việc đều giao cho Nhâm Thiên Giã, còn tăng lên hắn là chấp hành đồng sự. Người đối Nhâm Thiên Giã có quen hay không tất? Ta đều chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua tên của hắn. Hai người vừa nói vừa đi, đã đi tới hoa gian đường đình trong nội viện. Trạng vạng tối ánh nắng rải đầy cái này bố cục tinh xảo tiểu viện, Tiết Nhân Trung một thân một mình ngồi ở trong sân, tắm rửa lấy ánh nắng, bưng lấy một quyển thư, thưởng thức một bình trà, tinh thần của hắn rõ ràng so Hứa Thuần Lương lần đầu nhìn thấy thời điểm tốt lên rất nhiều. Tiết An Lương kêu một tiếng cha. Nói cho hắn biết Hứa Thuần Lương tới. Tiết Nhân Trung biểu lộ không có chút rung động nào, hắn đứng dậy, chủ động hướng Hứa Thuần Lương nghênh đón, có thể để cho Tiết Nhân Trung chủ động đón lấy người không nhiều, nhất là Hứa Thuần Lương dạng này người trẻ tuổi. Hứa Thuần Lương cười cùng Tiết Nhân Trung nắm tay nói, Tiết tiên sinh, không có ý tứ, ta gần nhất công làm so sánh bận rộn cho nên chậm trễ, không phải ta sớm nên tới tiếp người. Tiết Nhân Trung ho khan một tiếng nói, Hứa tiên sinh là ta an bài chạy chữa. Giảm bớt bệnh của ta đau nhức, ta đã phi thường cảm tạ, mời ngồi. Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Tiết Nhân Trung nhìn nhi tử một chút, Tiết An Lương biết điều lui ra. Tiết Nhân Trung tự mình cho Hứa Thuần Lương ngâm một bình trà, Hứa Thuần Lương lực chú ý tập trung tại bình trà trong tay của hắn bên trên, ấm trà chính là bạch ngọc điêu khắc mà thành, ngọc chất tinh tế tỉ mỉ tựa như sữa trâu, quang trạch ôn nhuận. Hứa Thuần Lương nói, thanh này bình ngọc không tệ. Tiết Nhân Trung nói, thanh này ấm chất liệu là noãn ngọc, nơi sản sinh là Lam Điền. Hứa Thuần Lương nói, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, Lam Điền ngày noãn ngọc khói bay. Tiết Nhân Trung mỉm cười nói, không tệ, Hứa tiên sinh nghe nhiều biết rộng làm cho người bội phục. Hứa Thuần Lương nói, noãn ngọc ta gặp qua, có thể dùng noãn ngọc chế thành ấm trà ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiết Nhân Trung nói, bài thơ này là Đường Đại Thi Nhân Lý Thương Ẩn sở tác. Lam Điền ngày noãn ngọc khói bay điển cố được từ tại siêu thần ký truyền thuyết Xuân Thu lúc, Ngô Vương phu kém tiểu nữ nhi tử ngọc ái mộ Hàn Trọng, cũng nghĩ gả cho hắn, nhưng không thành công, bởi vậy phiền muộn mà chết. Hàn Trọng từ nơi khác du học trở về, tiến về nàng mộ bên trên ai điếu. Bỗng nhiên tử ngọc hiện ra nguyên hình, đưa tặng Minh Châu cho Hàn Trọng, cũng đối với hắn ca hát. Hàn Trọng muốn ôm ở nàng, tử ngọc lại giống khói nhẹ không thấy. Hứa Thuần Lương cười nói, như thế nói đến Lý Thương Ẩn trong thơ ngọc nguyên lai là nữ nhân. Tiết Nhân Trung nói, thi từ ca phú mặc dù có chút khoa trương thành phần, nhưng là hết thảy cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, thí dụ như Lam Điền đích thật là cái sinh ngọc nơi tốt, về phần bên trên một câu, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt cũng có ra chỗ,
Căn cứ khoa học về động thực vật trí, bên trong ghi chép, Nam Hải ngoài có giao nhân, nước cư như cá, không uổng phí tích dệt, mắt khóc thì có thể ra trâu. Hứa Thuần Lương nói, nghe Tiết tiên sinh một lời nói thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn cầm lấy kia Lam Điền Noãn Ngọc chế bình ngọc, xúc cảm ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, tựa như chạm đến thanh xuân thiếu nữ da thịt, loại cảm giác này cùng tìm thường ngọc chất hoàn toàn khác biệt. Hứa Thuần Lương tự hỏi kiến thức rộng rãi, Tiết Nhân Trung biểu hiện ra bảo bối vẫn là để hắn kinh diễm. Tiết Nhân Trung cười nói, người đã gặp được Lam Điền Noãn Ngọc, có muốn hay không lại mở mang kiến thức một chút Thương Hải giao nước mắt. Hứa Thuần Lương gặp qua khoe khoang chưa thấy qua như thế khoe khoang, Tiết Nhân Trung cái này tiểu lão đầu nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng là vừa ra tay đều là giá trị liên thành bảo bối, trước đây liền từng để cho Tiết An Ninh đưa cho mình một cây tiểu đao chính là U Minh Hàn Ngọc chế thành. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh những này giá trị liên thành bảo bối vẫn là hảo hảo cất giấu cho thỏa đáng, có câu nói là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người liền không sợ người khác nhớ thương a. Tiết Nhân Trung nói, liền Hàn Ngọc đao đều không để vào mắt người có gì có thể lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh bệnh cùng U Minh Hàn Ngọc có quan hệ a. Tiết Nhân Trung nghe Hứa Thuần Lương chuẩn xác nói ra Ngọc đao chất liệu, trong lòng nao nao. Hai mắt sâu tiếp cận Hứa Thuần Lương con mắt, Hứa tiên sinh cũng biết U Minh Hàn Ngọc. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Hứa gia tổ truyền một chút giải độc bí phương, bên trong đối các loại có độc vật chất làm ra giải thích cặn kẽ, cái này trong đó có U Minh Hàn Ngọc, gia gia của ta là Tiết tiên sinh chẩn bệnh về sau phán đoạn, ngươi là tà tổn thương phổi khí, âm hư ít máu, ngoại cảm nội thương tương hỗ là tác dụng, kéo dài không càng, phương mới đưa đến bây giờ tình trạng. Tiết Nhân Trung nói, Hứa lão tiên sinh y thuật cao minh. Ta ăn hắn cho kê đơn thuốc phương, triệu chứng rõ ràng giảm bớt, bất quá. Hắn dừng lại một chút nói, vẫn là so ra kém ngươi cho ta kia viên thuốc linh nghiệm. Hứa Thuần Lương nói, ta đưa cho ngươi khỏi ho hoàn mặc dù lúc ấy làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng là chỉ có thể trị phần ngọn, không cách nào trị tận gốc. Tiết Nhân Trung nói, ta phải bệnh đã hơn 20 năm, thường nói bệnh lâu thành lương y, không sợ Hứa tiên sinh trò cười, ta nhiều ít coi như hiểu một chút y thuật. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thuật nghiệp hữu chuyên công, trên đời không thiếu phương diện này tiền lệ, bởi vì sinh một loại nào đó bệnh, mà chú ý loại bệnh này triệu chứng nguyên nhân bệnh bệnh lý, thậm chí nghiên cứu các loại phương pháp trị liệu, có chút bệnh nhân đối tự thân tật bệnh nhận biết thậm chí vượt qua chuyên khoa bác sĩ. Tiết Nhân Trung nói, những năm này ta cũng coi là đi thăm danh y, lần lượt tràn ngập hy vọng, lại một lần lần thất vọng, có thể nói tại gặp được Hứa tiên sinh trước đó, ta đối bệnh của mình có thể hay không chữa trị đã cơ bản tuyệt vọng. Hứa Thuần Lương nói, chữa bệnh sợ nhất người bệnh đánh mất lòng tin, bác sĩ sợ nhất người bệnh không muốn tình hình thực tế bẩm báo. Ê! Tiết Nhân Trung nói, Hứa tiên sinh nói là ta tại bệnh tình bên trên có chỗ giấu giếm. Hứa Thuần Lương nói xác thực, Tiết tiên sinh cũng không phải là sinh bệnh, mà là trúng độc. Tiết Nhân Trung mím môi, trầm mặc xuống. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ biểu hiện ra triệu chứng cùng U Minh Hàn Ngọc có quan hệ, tại gia gia của ta hỏi người bệnh tình thời điểm. Người lại không có nói rõ chuyện này. Tiết Nhân Trung nói, cũng không phải là ta không muốn nói minh, mà là ta cũng không dám xác định. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh hôm nay tìm ta tới, có phải hay không muốn nói cho ta vì sao chúng hàn độc sự tình? Tiết Nhân Trung nói, Thương Hải giao nước mắt, năm đó ta đi tìm Thương Hải giao nước mắt thời điểm gặp một chút phiền toái, bị vây ở lạnh trong quan tài ngọc suốt cả đêm, suýt nữa mất mạng. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng trước mắt một người dáng mạo tầm thường này lão đầu nhưng thật ra là kinh doanh dưới mặt đất văn vật cự đầu một trong, hắn cùng Tạ Bá Tường cùng xưng là Nam Tiết Bắc Tạ. Mặc dù Tiết Nhân Trung sớm đã công khai tuyên bố mình đã trậu vàng rửa tay, nhưng là hẳn là chỉ là lui khỏi vị trí phía sau màn thôi, chỉ từ hắn nhi tử bảo bối Tiết An Lương hiện tại xử lý hoạt động liền có thể biết, cái này Tiết Nhân Trung vẫn không có chân chính rời khỏi. Hứa Thuần Lương thậm chí cho rằng Tiết An Lương sở dĩ lưu tại Bạch Mộ Sơn bên người trở thành đệ tử của hắn chính là Tiết Nhân Trung thụ ý. Hứa Thuần Lương nói, có thể để cho Tiết tiên sinh bốc lên to lớn như thế phong hiểm đi tìm đồ vật nhất định tương đương chân quý. Tiết Nhân Trung nói, trên thế giới này nào có so sinh mệnh thứ càng quý giá. Hứa Thuần Lương nói, người khác nhau đối giá trị nhận biết khác biệt, Tiết tiên sinh cho rằng chân quý nhất là sinh mệnh, nhưng có người cho rằng là thân tình, có người cho rằng là tình yêu. Có người cho rằng là sự nghiệp, còn có người cho rằng là tự do. Tiết Nhân Trung nhiều hứng thú nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, Hứa tiên sinh trong lòng cảm thấy cái gì trọng yếu nhất đâu. Hứa Thuần Lương nói, người giá trị quan tại thời kỳ khác nhau cũng sẽ phát sinh biến hóa, liền ta trước mắt mà nói,
ta nhận là quan trọng nhất muốn là tình cảm. Tiết Nhân Trung ồ một tiếng, tình cảm bao dung phạm vi rất rộng, trong đó liền bao quát thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, hắn thấp giọng nói, nếu là một người không có tiền tài không xong việc nghiệp, như vậy ngươi sẽ phát hiện tất cả cảm giác tình đều không đáng tin, cơ hồ tất cả mọi người sẽ rời bỏ ngươi, thường thường đều là người thân cận nhất tổn thương ngươi sâu nhất. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh đi qua nhất định ở phương diện này nhận qua rất sâu tổn thương. Tiết Nhân Trung gật đầu nói, không sai, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng, chân chính trọng yếu là cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta sở dĩ nhận là quan trọng nhất muốn là tình cảm, là bởi vì ta đã từng có được qua như lời ngươi nói kia hết thảy, tại trong đời của ta thiếu thốn nhất vừa vặn chính là tình cảm. Tiết Nhân Trung cười nói, như thế nói đến Hứa tiên sinh thật được xưng tụng là nhân sinh bên thắng. Trong lòng của hắn cười thầm, Hứa Thuần Lương lời nói đến mức thật to lớn, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tại trong mắt của mình đây chỉ là cái nhóc con thôi, lại có thể có bao nhiêu ít kinh lịch, Tiết Nhân Trung làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Thuần Lương lịch duyệt chi phong phú nhân sinh chi truyền kỳ sớm đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Quả thật Hứa Thuần Lương gia thế không tệ, nhưng còn chưa tới phú giáp một phương tình trạng, về phần sự nghiệp, một cái cục dân chính khoa cấp cán bộ. Nhiều nhất có thể nói là thiếu niên đắc chí, khoảng cách sự nghiệp có thành tựu còn kém xa lắm. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không dám nói mình là ai sinh bên thắng, bất quá cùng ta đối nghịch người thường thường đều sẽ thua rất thảm. Một, Tiết Nhân Trung nói, khó trách ta hai đứa bé này đối Hứa tiên sinh luôn luôn tôn sùng đầy đủ. Hứa Thuần Lương nói, không dám nhận, con người của ta không có quá nhiều ưu điểm, đơn giản là kinh lịch nhiều chuyện một chút, lá gan so với người bình thường lớn hơn một chút, về phần học vấn cùng tu dưỡng là còn kém rất rất xa người con cái. Tiết Nhân Trung nói, An Lương tiểu tử kia từ trước đến nay coi trời bằng vung, có thể làm cho hắn bội phục người cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Tiết An Lương bị mình dùng độc khống chế sự tình, không biết Tiết Nhân Trung phải chăng đã biết, ấn lý thuyết Tiết An Lương cũng không dám lộ ra, hắn mỉm cười, tương hỗ thưởng thức thôi, ta phục đọc 3 năm đều không thể thi lên đại học, đối Tiết tiến sĩ loại này tựa như bật hách học bá cấp nhân vật mới là bội phục rất đâu, Tiết tiểu thư cũng là tuổi trẻ tài cao. Đã là quốc gia cục văn hóa khảo cổ chứ danh thanh niên chuyên gia, Tiết tiên sinh thật là giáo dục có phương pháp. Tiết Nhân Trung thở dài nói, hổ thẹn, ta đi qua rất ít ở nhà, trên cơ bản không chút qua hỏi cuộc sống của bọn hắn cùng học tập, bọn hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn theo dựa vào chính mình cố gắng. Hứa Thuần Lương tiếp tục nịnh nọt nói, đó cũng là gia học uyên thâm, giống chúng ta dạng này truyền thống gia đình huyết mạch truyền thừa là vô cùng trọng yếu. Tiết Nhân Trung nghe ra tiểu tử này trong lời nói có hàm ý, cái gì huyết mạch truyền thừa, rõ ràng là chiếu dọi mình rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, tiểu tử này đối với mình hẳn là hiểu rõ không ít. Tiết Nhân Trung nói, ta không nghĩ tới bọn hắn kế thừa sự nghiệp của ta, người có chí riêng, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không can thiệp. Tiết tiên sinh thật sự là khai sáng. Hai người trò chuyện trong chốc lát giá trị quan, rốt cục lại đem thoại để trở lại tật bệnh bản thân. Tiết Nhân Trung nói, lấy Hứa tiên sinh ý kiến, bệnh của ta còn có hay không khang phục cơ hội. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa vặn giống đã nói qua, ngươi là trúng độc không phải nhiễm bệnh. Tiết Nhân Trung bưng lên noãn ngọc ấm là Hứa Thuần Lương rót chén trà, sau đó cho mình cũng rót một chén. Hứa Thuần Lương phát hiện Tiết Nhân Trung tay rất ổn, cho dù là ho khan thời điểm, hắn nắm chặt ấm trà tay lại có thể bảo đảm cầm không nhúc nhích tí nào, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Một. Tiết Nhân Trung nói, từ phát bệnh đến nay, ta đi thăm danh y, ngươi là một cái duy nhất nói như vậy, liền Hứa lão tiên sinh cũng không có nói qua ta là trúng độc. Hắn đã nhận định người tuổi trẻ trước mắt tại đối hàn độc nhận biết phương diện khẳng định vượt qua Hứa Trường Thiện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói như vậy, gia gia của ta nghe được sẽ không cao hứng. Tiết Nhân Trung mỉm cười nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe đạo có tuần tự, tựa như tại khảo cổ lĩnh vực, ta đôi này nữ có chút phương diện tri thức đã vượt qua ta. Đây cũng là chuyện rất bình thường, ta không những sẽ không vui, ngược lại sẽ cảm thấy vui mừng. Hứa Thuần Lương cố ý nói, nguyên lai Tiết tiên sinh cũng là xử lý khảo cổ phương diện công tác. Tiết Nhân Trung ha ha nở nụ cười, không bao lâu lại khơi gợi lên ho khan, liên tiếp ho khan mấy tiếng, lại thở dốc hai cái, mới chìm xuống. Ta lúc tuổi còn trẻ thích hiếu kỳ thám hiểm, làm những chuyện này là cần hùng hậu vốn liếng làm ủng hộ, cho nên ta vì tiền làm qua một chút chuyện sai, cũng nhận tương ứng trừng phạt. Ta tại văn vật giới còn tính là có chút danh khí. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh cùng Lân Chính Đường Hoàng Tam gia quen thuộc sao?
Tiết Nhân Trung nhẹ gật đầu, văn vật giới có mấy cái không biết Hoàng Tam gia. Bất quá chúng ta không tính là bằng hữu, Hoàng Tam gia người kia đi được là tiền đồ tươi sáng, hắn là không dám cùng chúng ta loại này từng có án cũng người kết giao quá sâu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ không dám vẫn là khinh thường, hắn nhấp một ngụm trà nói, Hoàng Tam gia ngay tại Đông Châu. Tiết Nhân Trung nói, nghe nói, tại tin tức bên trên nhìn thấy, hắn được mời làm Đông Châu Viện Bảo tàng danh dự viện trưởng, ta cũng vì hắn rất là vui mừng. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh cái này Lam Điền Noãn Ngọc ấm chỉ sợ liền Hoàng Tam gia cũng muốn nhìn mà than thở a. Tiết Nhân Trung biểu lộ toát ra có chút đắc ý, ta mặc dù không có Hoàng Tam gia làm việc giới danh vọng, nhưng là ta đã thấy đồ vật chưa hẳn so với hắn muôn ít. Kỳ thật hắn nghĩ biểu đạt có ý tứ là, ta thấy đồ tốt so Hoàng Vọng Lân nhiều nhiều lắm. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh cất giữ khẳng định rất phong phú. Tiết Nhân Trung nói, những vật kia sống không mang đến chết không mang theo, ta bây giờ nhìn đến càng lúc càng mờ nhạt, người nếu là có thể chữa khỏi ta bệnh dữ, ta nguyện ý tướng cái này Noãn Ngọc ấm cùng Thương Hải giao nước mắt đều tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, mặc dù hắn đối Tiết Nhân Trung bảo bối cũng không phải là quá cảm mạo, nhưng là Tiết Nhân Trung xuất thủ không thể bảo là không hào phóng. Tiết Nhân Trung nói, thực không dám giấu giếm, sớm chút thời gian, ta cũng tướng chuôi này hàn ngọc đao đưa cho Hứa lão tiên sinh, Hứa lão tiên sinh cũng cự tuyệt. Hứa Thuần Lương giờ mới hiểu được vì sao Tiết An Ninh trước đây muốn trước tướng hàn ngọc đao đưa cho mình, sau đó Tiết Nhân Trung lại đưa cho Gia Gia, bọn hắn hai cha con là phải dùng cây đao này đến khảo thí bọn hắn hai người nhãn lực, Gia Gia đương nhiên sẽ không nhận ra U Minh hàn ngọc. Hứa Thuần Lương thầm than, cái này hai người thật sự là công vu tâm kế. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh thật sự là thành ý khẩn thiết. Tiết Nhân Trung nghe ra hắn trong lời nói trào phúng, áy náy nói, mong rằng Hứa tiên sinh bỏ qua cho, ta bị cái này hàn độc dày vò đến thời gian thực sự quá lâu, thật vất vả mới nhìn đến hy vọng, không khỏi sốt ruột một chút, bốc lên dấu chỗ xin cố tha thứ. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói trong cơ thể ngươi hàn độc mặc dù trải qua nhiều năm lâu ngày, nhưng không phải không có thuốc nào chữa được. Tiết Nhân Trung cuối cùng từ Hứa Thuần Lương nơi này đạt được trả lời khẳng định, hắn kềm chế nội tâm tâm tình kích động, Hứa tiên sinh một mực mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được. Khụ khụ, khụ khụ, ta nhất định hết sức nỗ lực. Hứa Thuần Lương nói, ta cần trước tìm hiểu một chút người bị trúng hàn độc đặc thù. Tiết Nhân Trung ngầm hiểu, gọi tới nữ nhi tướng chuôi này dùng U Minh hàn ngọc điêu thành hàn ngọc đao lấy tới giao cho Hứa Thuần Lương, Tiết An Ninh đưa tới về sau, lại quay người rời đi. Hiển nhiên không muốn đánh nhiễu giữa hai người đối nói. Hứa Thuần Lương lần nữa rút ra chuôi này hàn ngọc đao, xảo đoạt thiên công hàn khí bức người, đao này hẳn không phải là thời cổ truyền thừa. Tiết Nhân Trung nói, đao chính là cô Tô Trạm Ngọc Đại Sư Trầm Tử Tô tác phẩm, 15 năm trước hữu nghị giúp ta hoàn thành, Thẩm Đại Sư 10 năm trước qua đời, hắn tác phẩm để lại toàn diện tăng, thanh này hàn ngọc đao. Hắn vốn muốn nói giá trị liên thành, nhưng nói đến bên môi vẫn là nuốt trở vào. Lo lắng Hứa Thuần Lương sẽ thêm nghĩ, hắn cùng Hứa Thuần Lương nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn đã nhìn ra Hứa Thuần Lương tuyệt không phải người tham của. Hứa Thuần Lương nói, ngọc này là người từ cỗ quan tài kia bên trên mang về. Tiết Nhân Trung mím môi, rốt cục vẫn gật đầu, hắn ở những người khác trước mặt chưa hề thừa nhận qua, hôm nay nếu như không phải muốn cầu cứu tại Hứa Thuần Lương, cũng sẽ không nói ra chân tướng. Hứa Thuần Lương nói, người mới vừa nói. Bị vây ở U Minh hàn ngọc chế thành quan tài bên trong suốt cả đêm, người bình thường chỉ sợ sớm đã chết cóng, coi như ngươi người mang võ công, cũng nhất định bất lực thoát khốn, ta đoán chừng nhất định có người cứu ngươi ra có đúng hay không. Tiết Nhân Trung lại gật đầu một cái. Hứa Thuần Lương nói, để cho ta lại đoán xem, các ngươi thoát khốn về sau, không có lập tức rời đi, ngược lại ghi nhớ hàn ngọc quan tài, chỗ lấy các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế mang đi một bộ phận, có lẽ là nắp quan tài có đúng hay không. Tiết Nhân Trung thầm than, người này trẻ tuổi như vậy, tư duy kín đáo như vậy, khó trách ta hai đứa bé kia đối với hắn đều có chút kiêng kỵ, bằng lấy bọn hắn căn bản đấu không lại người này. Tiết Nhân Trung nói, chúng ta phá vỡ nắp quan tài mang đi đại khái một nửa. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh cơ trí như vậy người cũng sẽ bị tham niệm che đậy hai mắt, nếu như là dạng này, người lúc đó đồng bạn cũng hẳn là bị hàn độc chỗ xâm, bọn hắn hiện tại là bệnh vẫn phải chết. Tiết Nhân Trung thở dài một hơi nói chết. Hứa Thuần Lương nói, mấy người. Trừ ta ra hai cái người cũng đã chết rồi. Hứa Thuần Lương lại nói, ba cái, nếu như ta không có đoán sai, Thẩm Đại Sư hẳn là cũng chết bởi U Minh hàn độc, người đưa đi hắn điêu khắc U Minh hàn ngọc hại chết hắn.
Hứa Thuần Lương suy luận lại cực kỳ đơn giản, ngọc khí tượng người điêu khắc thời điểm khó tránh khỏi hút vào bụi, cái này U Minh Hàn ngọc bụi trực tiếp hút vào trong phổi nguy hại càng lớn, cho nên Trầm Tử Tô tiếp xúc thời gian không dài, vật liệu không lớn, ngược lại là chết sớm nhất một cái. Tiết Nhân Trung trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cho tới nay hắn đều mơ hồ cảm thấy Trầm Tử Tô chết rất có thể cùng mình có quan hệ, nhưng là hắn không cách nào khẳng định, cũng không muốn đối diện. Hứa Thuần Lương nói, thanh này Hàn Ngọc đao cũng là một thanh đoạt mệnh đao, đã ngươi một mảnh thành ý, ta trước hết giúp ngươi thu lại. Tiết Nhân Trung nói, Hứa tiên sinh, theo ý ngươi ta còn thừa lại nhiều ít thời gian. Hứa Thuần Lương nói, ho khan thở dốc chỉ là ngươi mặt ngoài hiện tượng, có chút triệu chứng chỉ sợ ngươi cũng không thẳng thắn bẩm báo, chúng U Minh Hàn độc người, mỗi đến nửa đêm triệu chứng tăng thêm, song phổi như là đóng băng, nghĩ khụ khụ không ra, nghĩ thở liền hô hấp đều đau nhức. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiết Nhân Trung nắm chặt chén trà tay hơi hơi run rẩy lên, Hứa Thuần Lương hiển nhiên nói trúng nỗi đau của hắn. Hứa Thuần Lương nói, mỗi khi gặp sơ 10 năm, triệu chứng sẽ còn tăng thêm, bắt đầu hàn khí từ trong ra ngoài phát ra, càng về sau bởi vì lỗ chân lông bế tắc, hàn khí tại thể nội càng để lâu càng nhiều, toàn bộ thân thể liền giống bị ném vào kho lạnh bên trong, coi như ngươi ngồi tại bên cạnh lò lửa cũng sẽ không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Tiết Nhân Trung tướng trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng vẫn có nước đọng lây dính khóe môi. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh có thể hay không nói cho ta, ngươi là ở nơi nào phát hiện Hàn Ngọc quan tài. Tiết Nhân Trung suy tư thật lâu, chậm rãi lắc đầu nói, ta không thể nói, bởi vì ta phát qua thể độc. Hứa Thuần Lương nói, cùng ngươi cùng một chỗ thể người chỉ sợ đều đã chết. Tiết Nhân Trung nói, ngoại trừ chuyện này, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, ngươi cùng Bạch Mộ Sơn rất quen. Tiết Nhân Trung ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thuần Lương, người này chuyện xoay chuyển quá nhanh, làm sao đột nhiên chuyển đến Bạch Mộ Sơn trên thân. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa hỏi Tiết tiến sĩ, hắn nói ngươi ho khan từ 2 năm này mới bắt đầu, người đứa con trai này đối ngươi quan tâm không đủ à. Tiết Nhân Trung nói, ta không muốn hắn lo lắng, lại nói những năm này hắn một mực tại bên ngoài cầu học, đối sự tình trong nhà cũng không rõ ràng. Hắn nhưng thật ra là rất hiếu thuận. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao lại để hắn học tập giáp cốt văn? Tiết Nhân Trung nói, là chính hắn chọn. Hứa Thuần Lương nói, lựa chọn Bạch Mộ Sơn là đạo sư đến tột cùng là chủ ý của hắn vẫn là chủ ý của ngươi. Tiết Nhân Trung nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn phát hiện Hứa Thuần Lương ngay tại từng tầng đào đi mình ngụy trang, chính đang nỗ lực tìm tòi nghiên cứu chân tướng, tự nhiên là hắn chủ ý của mình. Hứa Thuần Lương cười nói, giáp cốt văn nghiên cứu buồn tẻ không thú vị, Bạch Mộ Sơn mặc dù nghiên cứu giáp cốt văn nhiều năm, nhưng trình độ cũng chẳng qua là thưa thất bình thường, Tiết tiến sĩ đi theo hắn học không đến quá nhiều đồ vật, trừ phi khác có mưu đồ. Tiết Nhân Trung nở nụ cười, mưu đồ gì? Hứa Thuần Lương nói, Tiết tiên sinh trong lòng nhất là quý trọng là sinh mệnh, thân là con của người nên vì phụ thân bài yêu giải nạn, người đôi này nữ đều là rất hiếu thuận. Nếu hắn cho rằng Bạch Mộ Sơn nắm giữ một loại nào đó phương pháp có thể chữa trị ngươi tật bệnh, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp cận Bạch Mộ Sơn, ngươi nói có đúng hay không? Tiết Nhân Trung cười nói, Bạch Mộ Sơn là cái nghiên cứu văn tự cổ đại tiên sinh dạy học, hắn lại không hiểu chữa bệnh. Hứa Thuần Lương lần nữa cường điệu nói, ngươi không là sinh bệnh, ngươi là trúng độc. Tiết Nhân Trung thiếu dung ngưng kết ở trên mặt, hoang ngôn bị người ở trước mặt chọc thủng chắc chắn sẽ có chút xấu hổ. Tiết Nhân Trung hiện tại đối người tuổi trẻ trước mắt tràn đầy cảnh giác, tuổi nhỏ như thế tại sao có thể có mạnh như vậy nhìn rõ lực. Hứa Thuần Lương nói, con của ngươi có chưa nói với ngươi, Bạch Mộ Sơn đã từng bị ung thư gan, về sau đi một chuyến Bắc Mỹ, sau khi trở về bệnh của hắn liền thần kỳ khỏi hẳn. Tiết Nhân Trung nói, cố gắng bên kia chữa bệnh trình độ tiên tiến. Tiết tiên sinh vì sao không đi chỗ đó bên cạnh thử một chút. Tiết Nhân Trung nhìn qua Hứa Thuần Lương ánh mắt sắc bén, ta đối Tây Y từ trước đến nay không có hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ Tiết tiên sinh đã thử qua, nhưng là thất vọng mà về. Tiết Nhân Trung nói, Hứa tiên sinh đối ta hứng thú của người này vượt xa đối ta bệnh tình quan tâm. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, y hoạn ở giữa, coi trọng nhất thẳng thắn, thản nhiên bẩm báo, Tiết tiên sinh tại bệnh tình phương diện nói năng thận trọng, vì ngươi xem bệnh giống như chơi trốn tìm đồng dạng. Tiết Nhân Trung nói, ta đã nói đến đầy đủ rõ ràng, ta thực sự không nghĩ ra bệnh của ta cùng con cái của ta có quan hệ gì. Hứa Thuần Lương nói, vạn sự vạn vật đều có nhân quả, tha thứ ta nói thẳng, nếu như lúc trước ngươi cùng đồng bạn của ngươi không phải đối chiếc kia Hàn Ngọc quan tài lên tham lam,
cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ hậu quả. Ta đối Lệnh công tử coi như có chút hít giải. Ta biết hắn lựa chọn Bạch Mộ Sơn làm đạo sư mục đích cũng không đơn thuần. Ta còn biết, Bạch Mộ Sơn cho tới nay đều đang nỗ lực từ giáp cốt văn bên trong tìm kiếm Hoàng đế nội kinh thất lạc bộ phận. Tiết Nhân Trung âm thầm hít một hơi hơi lạnh, Hứa Thuần Lương so với hắn trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn, ở trong đó tồn tại một cái tin tức khác biệt, Tiết An Lương cũng không có tướng mình bị quản chế tại Hứa Thuần Lương sự tình nói cho phụ thân. Hứa Thuần Lương nói, ta không ngại lại làm phỏng đoán, Tiết Tiên Sinh gặp phải Hàn Ngọc quan tài có phải hay không liền tại phụ cận. Tiết Nhân Trung nội tâm tràn đầy kinh ngạc, người trẻ tuổi này quá không đơn giản, nét mặt của hắn vẫn phong ba không sợ hãi, Hứa Tiên Sinh sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Hứa Thuần Lương nói, ta sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Tiết Tiên Sinh một cặp hiếu thuận nhi nữ, nhi tử vì ngươi cam tâm nội ứng, nữ nhi vì ngươi, cũng dự định tìm Dễ Tố Nguyên, cố gắng giải dược ngay tại ngươi năm đó phát hiện Hàn Ngọc quan tài địa phương. Tiết Nhân Trung ha ha cười nói, Hứa Tiên Sinh, nữ nhi của ta là quốc gia nhân viên công tác, nhi tử ta cũng là đại học danh tiếng tiến sĩ sinh, ngươi cho rằng ta sẽ để bọn hắn là ta mạo hiểm. Hắn lắc đầu, ta coi như chết cũng sẽ không liên lụy bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, Tiết Tiên Sinh chúng hàn độc đến cùng đã bao nhiêu năm? Tiết Nhân Trung nói, 20 năm. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không chỉ đi. Tiết Nhân Trung nói, 21 năm nhiều nhất. Hứa Thuần Lương nói, có hay không loại khả năng này, ngươi nhớ lầm. Người bị vây ở lạnh trong quan tài ngọc thời điểm là tại 30 năm trước, khi đó người còn không có sinh con dưỡng cái. Tiết Nhân Trung không nói gì. Hứa Thuần Lương nói, nếu nói như vậy, ta nói là nếu, người nhi nữ liền có thể thụ u minh hàn độc ảnh hưởng, bọn hắn làm ra một chút cố gắng, không đơn thuần là vì cứu ngươi, cũng là vì cứu chính bọn hắn. Tiết Nhân Trung nói, Hứa Tiên Sinh thật sự là ông cụ non a. Hứa Thuần Lương nói, Tiết Tiên Sinh giống như không là đang khen ta. Tiết Nhân Trung nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Hứa Tiên Sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn cái gì? Hứa Thuần Lương nói, lấy Tiết Tiên Sinh trí tuệ hẳn là có thể đoán được. Tiết Nhân Trung thở dài nói, ta hiện tại có chút do dự, không biết ta có thể hay không giao nổi ngươi tiền xem bệnh. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta từ không ép buộc, Tiết Tiên Sinh, ta còn có việc, cáo từ trước, như có cần, tùy thời liên hệ ta. Hắn cầm lấy trên bàn hàn ngọc đao, đao này ta trước thay ngươi bảo tồn một hạ. Tiết Nhân Trung nói, đưa cho ngươi. Hứa Thuần Lương đứng dậy, Tiết Nhân Trung lại nói, cái này noãn ngọc ấm cũng đưa cho ngươi. Hứa Thuần Lương nhiều hứng thú nhìn qua Tiết Nhân Trung, người này xuất thủ còn thật là hào phóng, Hứa Thuần Lương không có cự tuyệt, cầm lấy noãn ngọc ấm, tướng trong bầu trà cho Tiết Nhân Trung rót, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hứa Thuần Lương rời đi về sau. Tiết An Ninh đi vào phụ thân bên người, cha, hắn nhận. Ánh mắt rơi vào giống tuếch trên bàn trà, nàng nói tới chính là Hàn Ngọc Đao, nghĩ không ra Hứa Thuần Lương liền noãn ngọc ấm cũng cầm đi. Tiết Nhân Trung nói, người trẻ tuổi này thật không đơn giản a, để đệ ngươi đi phòng ta. P. Tiết An Lương đi vào phòng của phụ thân, nhìn thấy phụ thân mặt không thay đổi bộ dáng, trong lòng dự cảm thấy có chút không ổn, thận trọng nói cha, Hứa Thuần Lương đáp ứng cho ngài xem bệnh. Tiết Nhân Trung lạnh lùng nhìn qua hắn nói, người đến cùng có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Tiết An Lương nói, không có. Tiết Nhân Trung trùng điệp trên bàn vỗ một cái, dọa đến Tiết An Lương bịch một tiếng quỳ xuống. Tiết Nhân Trung nghiến răng nghiến lợi nói, người nếu không nói, hắn sao sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Tiết An Lương nói, cha, ta biết hắn thời điểm, hắn chỉ là đối Bạch Mộ Sơn sự tình cảm thấy hứng thú, người cũng biết Bạch Mộ Sơn những cái kia xương rồng là từ hồi xuân đường lừa qua đi. Hắn là hồi xuân đường truyền nhân, lấy lại công đạo cũng là bình thường, liên quan tới nhà chúng ta sự tình ta không nói tới một chữ. Tiết Nhân Trung nói, ngươi luôn mồm cùng hắn là bằng hữu, không phải ta xem nhẹ ngươi, luận tâm kế ngươi cùng hắn chênh lệch rất xa, hắn như thế nào cam tâm cùng ngươi làm bằng hữu, đơn giản là lợi dụng ngươi thôi. Tiết An Lương nói, ta minh bạch, ta tự nhiên biết hắn là đang lợi dụng ta. Biết ngươi còn cam tâm bị hắn lợi dụng. Tiết An Lương trong lòng biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, lúc này mới tướng lúc trước mình chui vào Hứa Thuần Lương nơi ở trộm lấy xương rồng, kết quả bị hắn phát hiện, cho hắn ăn vào độc dược sự tình nói. Tiết Nhân Trung nghe nhi tử nói xong lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, tức giận đến là tiểu tử này bị Hứa Thuần Lương đùa bỡn tại bàn tay chi, bất đắc dĩ là Hứa Thuần Lương lợi hại hắn cũng thấy được, nhi tử hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của người ta, tại Hứa Thuần Lương trước mặt thất bại không thể bình thường hơn được. Tiết Nhân Trung nói, ngươi vì sao không nói với ta?
Tiết An Lương nói, ta không muốn người lo lắng cho ta, mà lại ta coi như nói ra cũng vô sự vô bổ. Tiết Nhân Trung trong lòng tự nhủ vẫn là sợ chết, chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn Tiết gia tại Hứa Thuần Lương trước mặt hoàn toàn ở vào bị động. Tiết Nhân Trung cũng là một phương kiêu hùng, hắn há chịu bị người khác nắm mũi dẫn đi, khoát tay áo ra hiệu nhi tử. Tiết An Lương đứng dậy, dưới hai tay rủ xuống quy củ đứng tại phụ thân bên người, Tiết gia gia giáo vẫn là rất nghiêm. Tiết Nhân Trung nói, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Tiết An Lương nói, cha, Hứa Thuần Lương người này thật là người mang tuyệt nghệ, ta cảm thấy nếu như trong thiên hạ có người có thể chữa khỏi bệnh của ngài, như vậy hắn khẳng định là trong đó một cái. Tiết Nhân Trung nói, bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, ta cũng tin tưởng hắn có bản sự này, thế nhưng là cái này tiền xem bệnh chúng ta là không phải giao nổi. Tiết An Lương nói, cha, Hứa Thuần Lương khẳng định không phải muốn nhằm vào chúng ta, tựa như hắn mặc dù lợi sử dụng thủ đoạn áp chế ta giúp hắn làm việc, nhưng là từ chưa khó xử qua ta, mục tiêu của hắn nên là Bạch Mộ Sơn chi lưu. Tiết Nhân Trung lông mày phong khẽ động. Tiết An Lương tiếp tục nói, có lẽ chúng ta có thể tại không tổn hại tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết cùng hắn hợp tác. Trường Thiện Bệnh viện bệnh nhân liên tục không ngừng, hiện tại Liễu Sơn Dân cùng Lý Gia Khoan phòng khám bệnh đều đã là số một khó cầu. Cố Hậu Nghĩa tại kinh doanh bên trên khai thác quý tình bất quý đa cách làm, hạn chế phòng khám bệnh đăng ký số lượng, đối phòng bệnh cũng làm ra nghiêm khắc khống chế, thì cấp tổng hợp bệnh viện thường gặp thêm giường hiện tượng ở chỗ này nghiêm ngặt ngăn chặn, theo lấy thời đại tiến bộ. Bệnh nhân chạy chữa hoàn cảnh yêu cầu càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng chú ý người tư ẩn. Hứa Thuần Lương từ Hoa Gian Đường rời đi về sau đi Trường Thiện Bệnh viện, dọc đường châm cứu khoa thời điểm, nhìn thấy Cơ Giai Giai chính sát có kỳ sự đi theo ra ra học tập châm cứu. Cô nàng này từ khi nhận Cao Tân Hoa làm cha nuôi, tình tự rõ ràng ổn định rất nhiều, đương nhiên cái này cũng may mà Hứa Thuần Lương bắt đầu dạy nàng khu trùng phối dược công phu. Hứa Thuần Lương đối với chuyện này có giữ lại. Dù sao cô nàng này trong tính cách có không xác định nhân tố, vạn nhất dạy cho nàng quá nhiều, nàng dùng để nguy hại xã hội chẳng phải là phiền phức. Hứa Thuần Lương ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, không có quấy rầy cái này hai người, trực tiếp đi Cố Hậu Nghĩa văn phòng. Cố Hậu Nghĩa gặp hắn tới, hô Thuần Lương, ngươi đến rất đúng lúc, cái này quý tài báo ngươi xem một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, Cố Viện, ta không cần nhìn, người làm việc ta yên tâm. Cố Hậu Nghĩa nói, quay lại ta đem điện tử ngăn phát cho ngươi, nhìn vẫn là phải nhìn. Hứa Thuần Lương kéo ghế tại hắn đối diện ngồi xuống, người cho lão gia tử nhìn còn không phải như vậy. Cố Hậu Nghĩa nhìn không được bật cười, các ngươi hai người đều là giống nhau, đều ngại phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, cho nên đến làm cho Cố Viện người nhiều vất vả. Cố Hậu Nghĩa nói, ta vui lòng a. Hắn chuẩn bị nấu nước pha trà. Hứa Thuần Lương để hắn không vội, phiếm vài câu liền đi. Cố Hậu Nghĩa vẫn kiên trì đi pha trà, người nếm thử trà này lá, Liễu Sơn Dân mang tới núi hoang trà, tuyệt đối thuần thiên nhiên, một điểm thuốc trừ sâu đều không có. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa trải qua hắn môn trần thời điểm, nhìn thấy hào xếp đầy. Cố Hậu Nghĩa nói, hiện tại bệnh viện chúng ta liền mấy hắn hào hút hàng nhất, Lý Gia Khoan tiếp theo, Trịnh Bồi An cái này Hứa lão tiên sinh chính quy đệ tử phản chẳng bằng bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, chính thúc người kia không chuyên tâm quá nhiều. So ra kém người ta chuyên tâm. Cố Hậu Nghĩa nói, ra ra người cũng là nói như vậy, ta đều đề nghị Bồi An đừng hai bên chạy, dứt khoát đem Trường Hưng công việc cho từ, dù sao Trường Thiện Bệnh viện hiện tại một mảnh vui vẻ phồn vinh, Trường Kỳ phát triển xem trọng, nhưng hắn vẫn không nỡ Trường Hưng bên kia biên chế, đối Đường y tá trưởng đều dự định từ chức. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Đường Minh Mỹ ban sơ là qua đến giúp đỡ, đã từng nói các loại ngừng củi giữ chức kết thúc liền về Trường Hưng. Nhưng nàng tại Trường Thiện Bệnh viện công việc sau một khoảng thời gian, phát hiện nơi này vô luận công việc không khí vẫn là chỗ làm việc hoàn cảnh đều muốn so Trường Hưng Bệnh viện mạnh hơn nhiều, ở chỗ này chân chính tìm được nhân vật chính cảm giác, là chính nàng chủ động làm ra quyết định này. Cố Hậu Nghĩa có chút sở khóc sở cười nói, ta lần này chỉ sợ muốn gánh vác đào Trường Hưng góc tường bêu danh. Hứa Thuần Lương nói, người khác thích nói như thế nào liền nói thế nào đi, là chính bọn hắn lưu không được người. Chúng ta bây giờ là làm chuyên khoa bệnh viện, chờ ngày nào thời cơ chín muồi chúng ta làm tổng hợp bệnh viện, bọn hắn chỉ sợ liền cơm đều không kịp ăn. Cố Hậu Nghĩa cười nói, người thật có quyết định này. Hứa Thuần Lương nói, có a, sớm muộn cũng sẽ đi tổng hợp bệnh viện bước này. Cố Hậu Nghĩa nói, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ. Cố Hậu Nghĩa đem hắn tư tưởng nói một lần, hiện tại bọn hắn bệnh viện còn trống đi một bộ phận địa phương,
hắn dự định tướng bộ phận này địa phương chứa sửa, làm một cá thể kiểm trung tâm, hiện tại khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe bộc lộ, có chút kiểm tra sức khỏe cơ cấu thậm chí làm được đưa ra thị trường, bọn hắn hiện khi tiến vào cái này thị trường hẳn là còn chưa quá tối. Hứa Thuần Lương cho rằng Cố Hậu Nghĩa tư tưởng không tệ, nhưng là đem kiểm tra sức khỏe trung tâm cùng Giang Ruột bệnh viện xây cùng một chỗ vẫn còn có chút không tốt, tốt nhất tuyển cái khác những địa phương khác. Hứa Thuần Lương nghĩ đến một cái nơi thích hợp, kia chính là dân chính bệnh viện. Đến một lần dân chính bệnh viện ở vào trung tâm thành phố, thứ hai cục dân chính bệnh viện chiếm diện tích không nhỏ, khai triển hạng mục không nhiều, bên trong còn có không ít bao bên ngoài phòng, dù vậy còn có đại lượng phòng ốc để đó không dùng. Đông Châu dân chính bệnh viện là một chỗ cấp 2 phi lợi nhuận tính tổng hợp bệnh viện, là dân chính xã hội phúc lợi sự nghiệp đơn vị, đồng thời là Đông Châu nội thành khó khăn quần chúng chữa bệnh cứu trợ xác định vị trí đơn vị. Đông Châu thị 30 lang thang xin lấy gấp trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân chữa bệnh cứu chữa xác định vị trí đơn vị, Đông Châu thị bảo hiểm y tế, hưu trí xác định vị trí chữa bệnh cơ cấu. Đương nhiên ngoại trừ dân chính hệ thống nội bộ nhân viên bên ngoài, có rất ít ngoại lai nhân viên đi cái này chỗ bệnh viện xem bệnh viện vận doanh tình trạng tương đương kinh tế đình trệ, bất quá bệnh viện tính chất đặc thù quyết định nhân viên đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, cho nên bọn hắn cũng không có quá lớn tính tích cực. Hứa Thuần Lương sở dĩ có thể nhớ tới dân chính bệnh viện, cũng bởi vì hắn vừa vặn gần nhất tại hiểu rõ cục dân chính hạ hạt đơn vị tình huống, trọng điểm chú ý dân chính bệnh viện, hai ngày trước còn đi dạo qua một vòng, nhìn thấy dân chính y cửa sân trước vắng vẻ tình trạng. Hứa Thuần Lương nói làm liền làm, hắn xế chiều hôm đó sau khi trở về tìm Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ, dân chính bệnh viện trước mắt là Tống Tân Vũ chủ quản phạm vi. Tống Tân Vũ nghe Hứa Thuần Lương nói xong cũng cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Dù sao dân chính bệnh viện nhiều như vậy địa phương đều bỏ trống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho người khác mướn, còn có thể kiếm lấy một món thu nhập, lưỡng toàn tề mỹ sự tình tình cớ sao mà không làm. Tống Tân Vũ nói, chuyện này không có vấn đề gì, nếu là quan hệ của ngươi, ta có thể tại lúc đầu tiền thuê tiêu chuẩn bên trên cho ngươi một cái chiết khấu, 90% giảm giá thế nào. 3 năm một ký, đây là ta quyền hạn lớn nhất phạm vây quanh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cái này tiền thuê cũng không rẻ, còn 3 năm một ký, biến số rất lớn, vạn vừa nhìn thấy chúng ta sinh ý tốt, các ngươi đẩy trời tăng giá làm sao bây giờ. Trước khác nay khác, ánh mắt nhất định phải thả lâu dài, trước khi tới đây hắn liền cùng Cố Hậu Nghĩa nhằm vào kiểm tra sức khỏe trung tâm vận doanh hình thức tiến hành giao lưu cùng thảo luận. Hắn cười nói, Tống Cục, ta có một ý tưởng a, tiền thuê mặc dù không nhận gánh phong hiểm, nhưng lợi nhuận cũng là cố định, người nhìn dạng này được không? Dứt khoát miễn trừ tiền thuê, đổi thành cùng người ta hợp tác, treo dân chính bệnh viện thể kiểm trung tâm bảng hiệu, chúng ta nổi danh tự, ra địa phương, từ người ta bỏ vốn trùng tu phân phối nhân viên y tế, thống nhất quản lý. Tống Tân Vũ nói, cục dân chính có thể có chỗ tốt gì đâu. Tiểu tử này rõ ràng cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt A, cục dân chính nổi danh ra không cần tiền. Thế nào nghĩ, thật coi ta không biết Trường Thiện bệnh viện là ra ngươi mở. Người Hứa Thuần Lương mới đến cục dân chính mấy ngày liền nghĩ lợi dụng cục dân chính tài nguyên vớt chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, người ta đưa ra ký kết 15 năm, 5 năm trước, lợi nhuận 19 phần thành, cục dân chính cầm 1, phía đầu tư cầm 9, ở giữa 5 năm, chia 3-7 thành, bọn hắn cầm 7, chúng ta dân chính cầm 3, sau 5 năm, chia đôi, lợi nhuận mọi người đều cầm một nửa. 15 năm kỳ đầy, kiểm tra sức khỏe trung tâm tất cả trùng tu thiết bị đều thuộc về dân chính bệnh viện tất cả. Người thấy thế nào? Tống Tân Vũ ở trong lòng bàn tính toán một cái, nghe giống như không tệ, chẳng những 15 năm chia không ngừng, mà lại cuối cùng bạch rơi xuống một cá thể kiểm trung tâm. Hứa Thuần Lương bên này cùng Cố Hậu Nghĩa đều thương lượng xong, có thể bớt thì bớt, cùng dân chính bệnh viện hợp tác chỗ tốt lớn nhất chính là thuận tiện về sau có thể đem bọn hắn nghiệp vụ cho nhận lấy, tỉ như nói kiểm tra sức khỏe, tỉ như một chút phúc lợi miễn phí kiểm tra sức khỏe hạng mục, những cái kia hạng mục đều là có chính phủ cấp phát. Nếu như tương lai kiểm tra sức khỏe trung tâm nhận tiếp xuống, như vậy khoản này phụ cấp khẳng định là muốn cho đến bọn hắn. Thành lập một cá thể kiểm trung tâm rất dễ dàng, nhưng là muốn đem nghiệp vụ làm phải tốn nhiều sức lực, cho nên tốt nhất lưng tựa một nhà phi lợi nhuận quốc doanh bệnh viện, hiện tại phổ thông lão bách tính vẫn là đối bệnh viện công tin đảm nhiệm độ cao. Tống Tân Vũ bên này gật đầu về sau, Hứa Thuần Lương liền đem Cố Hậu Nghĩa phương thức liên lạc giao cho hắn, để bọn hắn trực tiếp liên lạc. Tống Tân Vũ càng nghĩ, vẫn là châm đối với chuyện này xin chỉ thị một chút Vương Đồng An. Vương Đồng An phản ứng đầu tiên là chuyện tốt, dân chính bệnh viện ký túc xá bỏ trống hiện tượng nghiêm trọng, mặc dù có bộ phận phòng đối ngoại cho mướn,
có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều muốn so kinh tế hiệu quả và lợi ích lớn. Nếu như có thể có một nhà thực lực hùng hậu chữa bệnh cơ cấu vào ở, nói không chừng có thể bàn sống dáng vẻ nặng nề dân chính bệnh viện. Vương Đồng An nói, bệnh viện nào a? Tống Tân Vũ nói, Trường Thiện Bệnh viện. Chính là nhà kia nổi danh giang ruột bệnh viện. Tống Tân Vũ nhẹ gật đầu, không sai chính là nhà kia, sinh ý rất nóng nảy, hiện tại toàn bộ Đông Châu giang ruột bệnh hoạn người đều chạy lấy bọn hắn đi. Vương Đồng An phi thường rõ ràng, bởi vì hắn lão bà liền đi Trường Thiện Bệnh viện nhìn qua bệnh, bối rối nàng nhiều năm hỗn hợp trĩ không có khai đao, bôi chút thuốc thế mà liền tốt, có thể hay không trừ tận gốc hiện tại còn không biết, dù sao mấy tháng gần đây đều không có phạm qua. Vương Đồng An nói, nghĩ không ra bọn hắn cũng muốn tham gia khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe thị trường. Tống Tân Vũ nói, hiện tại kiểm tra sức khỏe như thế kiếm tiền, ai không muốn làm. Vương Đồng An nói, dân chính bệnh viện cũng có kiểm tra sức khỏe trung tâm, làm sao không có gặp bọn họ kiếm tiền. Tống Tân Vũ thở dài nói, còn không phải bát sắt cho hại. Vương Đồng An nói, người mới vừa nói hợp tác có thể cân nhắc, tiền thuê là chết, hợp tác có khả năng thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Điều kiện của bọn hắn cũng không tính hà khắc, tuyệt đối đừng sợ người ta kiếm tiền, bọn hắn kiếm được nhiều chúng ta liền kiếm được nhiều, nếu như bọn hắn bồi thường tiền, chúng ta cũng sẽ không nhận gánh phong hiểm, cùng lắm thì liền dựng tới mấy năm tiền thuê, huống chi cái này kiểm tra sức khỏe trung tâm bọn hắn cũng mang không đi, vô luận tốt xấu, 15 năm sau liền về dân chính bệnh viện. Tống Tân Vũ nói, người có biết hay không Trường Thiện bệnh viện chủ gánh? Vương Đồng An sao lại không biết, hắn biết rõ còn cố hỏi, ai vậy? Tống Tân Vũ nói, Hứa Trường Thiện, chính là hồi xuân đường cái kia lão trung y. Vương Đồng An nói, có vấn đề gì không? Tống Tân Vũ trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không tin ngươi một chút cũng không nghe nói. Vương Đồng An nghĩ minh bạch giả hồ đồ bản lĩnh nhất lưu, đây là để Tống Tân Vũ chủ động nói ra. Tống Tân Vũ cũng chỉ có thể dưới đáy lòng mắng Vương Đồng An cáo giả, hắn cười cười nói, Hứa Trường Thiện là tiểu Hứa gia gia. Vương Đồng An lại hỏi một câu, cái nào tiểu Hứa? Tống Tân Vũ triệt để im lặng, người mẹ nó nói cái nào tiểu Hứa? Ta vừa đề cập với ngươi nửa ngày Hứa Thuần Lương, Vương Đồng An a Vương Đồng An, giả ngu chứa vào loại tình trạng này liền không có tí sức lực nào. Tống Tân Vũ cười cười, chính là mới tới cái kia. Ai còn sẽ không giả ngu,